giác em chưa lên em đã cảm giác ế rồi các chị thật luôn á, không hiểu làm sao cứ bị cảm giác như thế. Hello mọi người, cảm giác sợ không có ai xem ấy. Áo quay hình như là chưa bao giờ em bán áo quay đúng không? Ôi rồi 7 người xem là biết rồi, hôm nay ăn cướp rồi. Trời ơi là trời, tôi buồn quá mà thôi kệ, tầm này dịch bán được bao nhiêu bán nhá các chị nhỉ, chứ bây giờ biết làm nào bây giờ, thế phải chịu thôi. Đây nhá, áo quay nhá các chị nhá. Đây thật ra là em chẳng có ý định bán áo quay đâu, nhưng bởi vì em thấy nó quá rẻ, rẻ không thể chịu nổi ấy. Rẻ không thể chịu nổi ấy, cũng chưa bao giờ bán áo quay, cũng chưa có ý định bán áo quay đâu, nhưng mà thấy cái này rẻ quá mức tưởng tượng ấy, thế nên là thôi lấy một ít mỗi màu 50 về tặng khách đầu like, gọi là ai có nhu cầu thì mua. Thật ra là cái này em nghĩ á, mùa hè cũng cần mà mùa đông cũng cần, mùa đông ví dụ như mặc ngoài mặc ở trong ga đi lại cardigan ấy, còn mùa hè thì mình có thể mặc trong những cái áo mà kiểu như sơ mi mà mỏng mỏng ấy thì có thể mặc bên trong nhẹ được. Và cái này rất là dễ mặc bởi vì cái áo quay này của em là nó có chun như này, nó có chun, nó co giãn rất là nhiều, ít nhất phải là 65 cân vẫn mặc được, 70 cân vẫn mặc được. Quần xốp hôm nay có cả màu, một cái màu khác nữa luôn nha, mọi người chia sẻ và đẩy được xem lên giúp em. Chị có bao giờ chị free ship không ạ? Chưa bao giờ em ạ. Được chưa ạ? Chia sẻ livestream và đẩy lượt xem lên giúp em nhé. Nhà em không bao giờ free ship cả. Không không free ship về bất kỳ một trường hợp nào cả. À có. Bill hàng trên 2 triệu bên em sẽ free ship, được chưa ạ? Chia sẻ và đẩy lượt xem lên giúp em nhé. Em cứ cảm giác nói chung là bây giờ không lên, nhưng mà nói chung là kiểu không biết là bây giờ lên có bán được không, thì lên thì bán được cái gì thì bán. Còn em nói thật lòng luôn là áo quay này là em bán tặng. Thật lòng luôn, áo này bán tặng, áo này không có lãi. Bởi vì bây giờ thì sản phẩm mới ít đi. Sản phẩm mới ít đi thành ra là shopper mình 4 ngày rồi chưa nhận được đồ, ghi giúp em là kiểm tra đơn kèm số nhá. Đây áo quay em sẽ có màu nâu, áo quay em có màu trắng và áo quay em có màu đen. Chia sẻ và đẩy lượt xem lên giúp em nha. Và tất nhiên là nhiều người xem thì em vẫn tặng tiền ạ. Chia sẻ và đẩy lên giờ xem lên giúp em 7, ít nhất là 700 người thì em sẽ bắt đầu tặng tiền. Đúng rồi, vừa ngủ dậy xong chia sẻ livestream giúp em nhá, được chưa ạ? Cái áo quay này thì nói thật là bán tặng các chị thôi chứ không có lãi lời gì đâu, được chưa ạ? Ghi ở em mã này là quay nâu, em có đúng mỗi màu 50 thôi, quay nâu, quay đen và quay nâu, quay đen và quay trắng. Bán một chiếc là bao nhiêu ạ? Một chiếc của em là 28.000. 28.000 một cái, mỗi người hai cái thì em đi đơn một cái em không bán đâu ạ, được chưa ạ? Mỗi người hai cái nha các chị nha. Mỗi người cứ ghi giúp em là quay kèm màu, kèm màu, kèm số. Quay kèm màu, kèm màu, kèm số giúp em nhé. Em bán áo này là áo quay đầu like nha các chị nha. Ok chị Trần Thị Nhạn, ok à, ok Trang Phạm này. Các chị không cần comment ở đây kiểm tra đơn đâu, các chị gọi điện vào số điện thoại hotline đi. Hotline sẽ có nhân viên kiểm tra. Cứ chờ chờ kiểm tra từ đây thì sẽ rất là lâu. Quay kèm màu kèm số mỗi người 2 chiếc giúp em 28.000 đồng một chiếc nha. Ghi nhanh giúp em này, ok 729 rồi, đẩy được xem lên cho em 800 người ạ. 700 người rồi, trừ người chia sẻ like này nhiều nhất là 100.000 đồng rồi, tiếp tục đẩy lên 800 người, 1.000 é 800 người em tặng tiếp. Quay mỗi người 2 chiếc chốt nhanh giúp em thấy em có mỗi màu 50 thôi. Vì các chị để ý rằng là có bao giờ em bán cái quay này đâu, nhưng bởi vì là bây giờ dịch ấy, người ta mời em mà ôi Linh ơi cái quay này quá là rẻ luôn, em bảo ừ thế thôi, cho em mỗi màu 50 về em bán đầu like em tặng khách. Chị nào chắc chắn là ai cũng sẽ có nhu cầu mặc đằng trong. Ví dụ như sơ mi nào mỏng quá thì mình sẽ mặc đằng trong như này, hoặc mùa đông nhá, mặc cardigan ở bên ngoài á mọi người, mặc khoác ở bên ngoài thì sẽ mặc quay như này này. 28.000 một chiếc, em nói thật với mọi người chứ. Tiền vải này, tiền công máy 28.000 cũng không, 28.000 thật sự bây giờ để mà nói thì một cái gì? Bánh Phương ấy hồ chó đang đầu like mà. Được chưa? Ok chị Phạm Thùy Linh này, ok chị ạ. Ghi hộ em mã này là áo quay kèm màu kèm số. Áo quay kèm màu bảo là em chuyển khoản, áo quay bắn vào trong tài khoản nhanh Phước. Chị Thùy Trang, ok chị Phan Kiều Anh. Ghi hộ em mã này là áo quay kèm màu kèm số 28.000 đồng một chiếc. Lên 800 người giúp em, xong lên rồi ok cán mốc 800 người, lên 900 người giúp em. Nhưng mọi người để ý áo quay ngoài thị trường nó sẽ giãn ít, còn áo quay của em các chị nhìn này, em nói rồi 28.000 mỗi màu có 50 chiếc. Em bán tặng các chị thôi, chứ các chị nếu mà em đã bán cái này em bán từ lâu rồi, nhưng trước đây không được rẻ như bây giờ. Trước đây nếu mà nhập về bán thì sẽ phải bán vào tầm 40.000 một cái. Bây giờ dịch thì bán được 28.000 một cái, nhưng mỗi người phải lấy hai cái. Chứ một cái thì em cũng không thể nào mà bán được. Đây màu trắng, ví dụ như màu trắng này. Rồi lên quần shop cho em này, màu này màu mới này. Ok, đẩy lên 900 người giúp em tặng tiếp. Với lượt xem này có hai người chia sẻ livestream nhiều nhất, mỗi người 100.000. Lên 900 người em tặng tiếp bao nhiêu ạ? Lên 900 người em tặng tiếp thành 400.000. 400.000 chia đều cho 3 người. Lên 1.000 người tăng mức thưởng lên mấy trăm nghìn nữa luôn. Chia sẻ livestream giúp em nhá. Máy bận thì chị ơi, máy bận thì làm sao thì mình gọi lại. Bởi vì đã là số hotline rồi ấy. Đây em có cái áo
bảo với các chị là chưa một ai livestream luôn. Nhanh tay chia sẻ livestream giúp em nhá. Em nói thật, tầm này hàng mới thì không có nhiều nhưng hàng rẻ thì rất nhiều, rất rẻ luôn. Rẻ đảm bảo là rẻ nhất Facebook cho các chị luôn. Rồi ai lèo quay để chốt nốt đi ạ. Nãy giờ là gần hết năm, gần hết 150 chiếc em mọi người này, áo bò này. Em đảm bảo với mọi người là chưa có ai bán áo bò này luôn. Áo bò này là mẫu mới luôn đấy mọi người nhìn này, đẹp chưa? Áo bò này ui giời ơi. Con này không có nhiều đâu các chị, tranh thủ đi quay đen và quay trắng này, cúc là cúc bấm luôn nha. Mà rẻ vật vã luôn, đẩy lên 900 người giúp em nha. Quay đen, quay trắng và quay nâu 28.000 đồng một chiếc. Đẩy lên 900 người đấy các chị ơi, like này mới được có 2 người được tặng quà thôi. Lên 900 thì em sẽ tặng 400.000, còn lên 1.000 người mức thưởng sẽ tăng lên nữa. Chia sẻ mạnh mẽ đến giúp em. Còn sục chị đang đi không, chị còn nha. Ok Bích Ngọc này, ok chị Hồng Hạnh lên số giúp em này. Ok chị Ngân Thanh lên số giúp em này. Q10 còn không, Q10 em đếm xem đã nha. Ok chị Đỗ Hòa, chị Minh Thu từ từ, không phải là áo bò. Cú Pháp không phải là áo bò, mọi người nhìn này, ok chưa ạ? 911, ok. 3 người chia sẻ livestream nhất sẽ được 400.000 đồng chia cho 3 người. Tiếp tục đẩy lên 1.000 người giúp em. Đẩy lên 1.000 người giúp em nha các chị nha. 1.000 người giúp em. Mọi người nhìn này, đẹp chưa? Áo bò này em chắc chắn luôn với mọi người một điều là chưa có ai livestream hết. Mẫu này là mẫu mới, đang rất là hot này. Hôm nay em có cả cái set này cũng mới này. Rồi hôm nay em có một cái áo bò này. Cái bò này là bò cao cấp, bò siêu xịn luôn á. Lại tụt rồi các chị ơi, cố gắng đẩy lên đi. Lại tụt rồi, đẩy lên 1.000 giúp em mức thưởng này. Em sẽ tăng lên mức thưởng, nói chung là khoảng là đây này, áo này đẹp lắm luôn. Áo này chỉ có mấy chục chiếc thôi, đây này em sẽ mặc cho các chị xem nhá. Sát nách em nhận là bọc trong tờ giấy nhưng mở ra là cái quần, là không biết có ai nhận giống em không. Thế chắc là nhân viên nó lại gửi nhầm rồi. Thế thì là em như thế là bên chị lỗ ở đấy. Tại vì đằng trong là cái quần thì nó lại là cái quần đấy, là cái quần đấy là em bán là 50 mấy nghìn đi đúng không? Mà cái áo chỉ có 40 mấy nghìn thôi. Thế là nhân viên nó soạn nhầm rồi. Chia sẻ và đẩy lượt xem lên giúp em. Các chị ơi, áo bò này em sẽ thay quần khác đi. Em sẽ mặc cái quần tắc ta đen cho nó đẹp đây. Bởi vì quần này là quần điệu, em sẽ mặc với quần tóc ta đen nha các chị nha. Quần em đang mặc là quần xốp bò, chờ em chút xíu tí nên em sẽ quay lại. Bên em sẽ mặc quần tóc ta này đây này. Tóc ta này trời ơi, bán cái giá 88.000 mà nó đắt hàng dã man luôn. Và kho của người ta vẫn chưa hết các chị ạ, vẫn cứ đang được sale. Vẫn cứ đang được sale luôn, ui dồi ôi áo bò đẹp chưa. Áo này em nói, em nhắc lại một lần nữa này. Em đảm bảo với các chị là chưa có ai bán cái áo bò này hết. Áo bò này là dáng ngắn, nếu như các chị đã mua dáng dài quá nhiều rồi thì bây giờ mình chuyển sang dáng ngắn giúp em nhé. Mọi người nhìn này, đẹp chưa? Chia sẻ livestream đi, lên được 900 phát này tụt xuống luôn đấy các chị. Lên được 900 phát này tụt xuống luôn, là hôm nay không lên được 1.000 này các chị ơi. Quần len tăm lại luôn. Này mọi người nhìn này, đẹp chưa? Áo bò này em nói luôn này, đằng sau nó là đằng tà ngắn dài hơn này, đằng trước ngắn hơn này. Và form em bao vừa đến 65 cân đổ về, cúc là cúc bấm, em nói rồi, chưa có ai bán áo bò này hết. Em sẽ bán tặng đầu like cho các chị áo bò này luôn. Các chị không tin, các chị đi kiểm tra, đi so sánh thị trường thoải mái. Ngoài ra hôm nay em có cả bò này cũng mới này, nhưng bò này em nói luôn là bò cao cấp. Bò này em nói luôn với các chị là bò cao cấp, nó không hề rẻ đâu, nó đắt gần gấp đôi cái bò em đang mặc đấy. À không hẳn là gấp đôi, nhưng mà nói chung là đắt hơn rất là nhiều, khá là nhiều, được chưa? Rồi, trời ơi, sao view hôm nay tụt dữ vậy? Em tặng bao nhiêu? Em tặng mất 400.000 rồi đấy các chị. Trời ơi, tặng này mà tặng mà lượt xem thế này thì em chết à, thì lần sau không tặng nữa đâu. Nếu như mà lượt view không giữ vững được thì lần sau em sẽ không tặng nữa và em sẽ giảm mức tặng xuống, được chưa? Ví dụ em mã này là bò phối kèm màu kèm số điện thoại. Quay đen quay trắng đây này, quay đen quay trắng và quay nâu nha. 28.000 một quay. Mỗi người em bán tối đa 2 quay, mọi người nhìn này, đẹp chưa? Bò phối kèm số, em nói luôn cái này thị trường đang bán bèo nhất, 250 đổ lên. Em mà nói đi, em không bán quần áo đâu, thật sự luôn. Con này thị trường không có ai bán dưới 200 đâu. Và các chị nhìn số lượng hàng của em, hàng này là hàng em đặt. Hàng em đặt thì bây giờ nó mới có thì vẫn phải bán thôi. Ghi giúp em là bò phối kèm số điện thoại. Bò phối kèm số điện thoại. Còn tắc ta nhà em là bao nhiêu ạ? 88.000, em vẫn bao rẻ nhất Facebook cho các chị. Bò phối kèm số điện thoại giúp em, mọi người nghe giúp em mức giá nhá. Bao nhiêu ạ? 113.000 đồng. Ở đâu rẻ hơn em cho hoàn hàng lại. Bò phối kèm số điện thoại, em có tất cả là hình như là 6 hay 70 chiếc ấy. Bò phối kèm số nhá. Bò phối kèm số nhá các chị nhá, được chưa? Cái gì đây Linh ơi, em đặt hai combo cái gì đây, chị không kịp đọc nó nhảy qua mất rồi. Có gì em cứ gọi hotline đi. Ok chị Trang Anh em chốt đơn này. Ok chị Kim em chốt đơn này. Chị Duyên Đặng em chốt đơn này. Ghi giúp chị là kiểm tra đơn hoặc gọi hotline. Chị Hiền Nguyên em chốt đơn này. Chị Duyên Giá em chốt đơn này. Chị Phạm Quyên em chốt đơn này. Nguyễn Thúy Hương chốt đơn này. Ở đâu rẻ hơn hoàn hảo lại cho em. Ken Phạm em chốt đơn này. Ok Phạm Quyên một cái này. Adidas trắng, chờ em chút xíu tụt view rồi chia sẻ giúp em đi ạ. Chứ còn nếu như mà view tụt nhanh mà nhiều như này thì lần sau em sẽ giảm mức thưởng xuống đấy ạ. Chị Trung Trành em chốt đơn này, chị Bông Sinh em chốt đơn này, Vương Mỹ Hạnh chốt đơn này, Phương Quỳnh chốt đơn này, Thúy Huyền chốt đơn này, Thúy Giang chốt đơn lên số giúp em này, Châu Giang em chốt đơn này, được chưa? Ok chị Tường Vi em chốt đơn này, Dừa em chốt đơn, gọi hotline đi chị ơi, không à, không máy bận thì lại gọi tiếp, bây giờ đang có người nghe này.
Em vừa nhận cuốn tắc ta xong, đẹp xuất sắc, biết thế em lấy hai cái chị ạ. Cảm ơn em nhé, các chị đọc comment giúp em cả. Em vừa nhận cuốn tắc ta, đẹp xuất sắc, biết thế em lấy hai cái. 88.000 bao rẻ nhất cái Việt Nam rồi nha các chị luôn. Không bao giờ phải chém gió, em không chém gió đâu. Bởi vì bản thân em trước đây đã từng bán là 129.000, được chưa ạ? Em đã từng bán đầu mùa là 140.000 là giá lúc đấy là đầu mùa là đắt. Sau đấy là nhiều nhà sản xuất ra thì là em bán 129.000. Và khi thời điểm đấy sau là em bỏ mẫu, em không bán nữa bởi vì em bán nhiều quá rồi. Và bây giờ bán 88.000, ok chị Hạnh Vũ, ok chị Minh Thu, vì em đã nói rồi, giá này là giá người ta thanh lý mùa dịch thì mọi người mới được mua về giá này. Còn 88.000 em dám em bao giá toàn Việt Nam cho các chị mà. Chị Hạnh Vũ ok em chốt đơn này, chị Phương Thùy ok em chốt đơn này, ok chị Ngọc Hải em chốt đơn này, được chưa? Tắc ta có tất cả là 3 màu và khách đã nhận hàng rồi mới có thể đọc comment. Em nhận quần tắc ta rồi, đẹp xuất sắc, biết thế lấy hai cái. Em nói rồi, mỗi người cứ lấy hai cái là mặc. Không ưng em cho các chị hoàn hàng lại quần tắc ta nhà em này. Có 3 màu, màu vàng, màu sữa và màu đen nha các chị nha. Được chưa? Áo lỗi thì em vui lòng inbox nha. Áo lỗi thì inbox để nhân viên đổi hàng nha. Ghi hộ em mã này là gì ạ? Quần tắc ta sữa màu em đang mặc và quần tắc ta đen. Và một màu nữa là quần tắc ta vàng giúp em. Rồi ok chị bò phối cho chị Nguyễn Giang em chốt đơn A8 em còn ra lấy A8 cho em đi. A8 không, đừng nói là không trừ lại áo cho em nhá. Ra lấy A8 đi. Không, không phải lấy hai cái khác đi. Cái hôm nọ là cái này là bị lỗi rồi mà. Cái này chính là cái A8 bị lỗi thì ra đổi một cái khác đi, ra đổi hai cái khác đi. Cái này là cái lỗi hôm nọ rồi còn gì, để riêng ra luôn. Ok, Đoàn Phương Anh em chốt đơn, ok chị Phạm Thị Thu Nguyên em chốt đơn, ok chị Nguyễn Giang em chốt đơn, chị Đàm Hoài em chốt đơn lên số giúp em. Chia sẻ và đẩy lượt xem lên giúp em nha các chị nha. Ok, chị Nguyễn Bích Ngọc em chốt đơn, bò phối kèm số gần hết rồi, được chưa? Quần tắc ta qua quay máy giặt mãi chả thấy hỏng gì cả. Cảm ơn Lê Thị Diễm nha. Ok chị Minh Thu, ok chị Thu Nguyên em chốt đơn, các chị thấy không ạ? Quay máy giặt mãi chả thấy hỏng gì cả. Các chị nhìn này, bò phối kèm số giúp em. Ok chị Hoàng Hoa, em nói rồi, quần này 88.000, em dám đứng đây em khẳng định luôn, em bán rẻ nhất cái Việt Nam cho các chị luôn. Bởi vì em nói rồi, bình thường giá của em đã là sát lắm rồi. Ok chị Ngọc Mai, bây giờ giá người ta thanh lý dịch, em chắc chắn em cũng sát giá nhất luôn. Chị Nguyễn Ngọc em chốt đơn này, chị Nguyễn Ken em chốt đơn này. Ok Trang Hà này, Nguyễn Ngọc, Nguyễn Ken này, ok Trang Hà này, chốt nốt giúp em gần hết bò phố rồi nhá. Chia sẻ và đẩy lượt xem lên đi, hôm nay tụt view dã man luôn đấy các chị. Em nói luôn mọi người này, cái áo này này, cái áo này các chị này, mọi người biết không? Cái áo A8 này, không biết là đã có ai nhận được hàng chưa con áo A8 này của em. Trời ơi, hôm nọ mọi người biết em bán được bao nhiêu cái không? 400 chiếc, ok chị Linh Linh em chốt đơn, chị Lan Anh em chốt đơn. Chia sẻ lên hộ em cái nào chứ, lại là em tặng 400.000 đồng rồi ấy. Quần em đang mặc ví dụ em là quần tắc ta các chị ơi, đẹp chưa? Áo A8 này, A8 các chị biết em bán được bao nhiêu không? Cái like hôm nọ mà trong cái mùa dịch như thế này, bán được là tổng hai màu là hơn 400 chiếc. Tăng hộ em cái quạt không thì bật điều hòa đi. Hơn 400 chiếc A8 các chị ơi, chốt nốt nha, hết rồi này. Chốt nốt con bò phố này giúp em này, chốt nốt bò phố đi để là hết hàng này các chị này. Ok, Trần Bá em chốt đơn, quần tắc ta là 88.000. Em nói rồi, em bao rẻ nhất Facebook cho các chị. Ai lấy bò phố này chốt nốt giúp em qua mẫu nhá. Hết hàng nha các chị nha. Rồi, tiếp em lên con A8 này các chị, không bao giờ để các chị phải thất vọng luôn. Và các chị biết em bán bao nhiêu không? Vẫn khẳng định luôn là mình bán rẻ nhất Facebook luôn nha các chị nha. Cứ đi tham khảo thị trường thoải mái, bởi vì là mua hàng là quyền của khách hàng, mua ở đâu là quyền của khách hàng, khách hàng cứ gì ạ, cứ đi tham khảo rồi lúc đấy thấy bên em bán rẻ, thấy bên em bán ok thì lúc đấy mình mua cũng được, cũng không sao cả, được chưa? Ghi giúp em mã này là A8 đen hoặc A8 trắng, các chị để lại cho em 800 người, 900 người đi ra để em bán tiếp. Chứ còn cứ tụt không phanh như này là em không bán được đâu, mà em không tặng được nhiều như thế này đâu. Thật sự là lúc nãy chỉ lên chớm một phát là nó tụt xuống luôn, thì lần sau sẽ không bao giờ em tặng nhiều như thế này nữa, em nói thật đấy. Ghi giúp em mã này là gì ạ? Bởi vì rất là nhiều người hay được quà của nhà em mà, cho nên là phải chia sẻ chứ không phải lên một phát là thôi luôn, là mặc kệ luôn. Thì như thế lần sau em sẽ giảm mức thưởng xuống, em sẽ giảm xuống mức thưởng rất là nhiều. Em không thể thưởng ngay, bởi vì ví dụ như quà nhá, quà nhiều thì phải hiệu quả thì mới quà nhiều. Còn nếu mà cảm thấy không hiệu quả thì lần sau em sẽ tặng quà ít hoặc là không tặng nữa. Bởi vì nếu như mà không hiệu quả chút gì cả thì không thể tặng được các chị ơi. Ghi của em mã này là A8 kèm màu kèm số, chất của nó là chất xốp nha các chị nha. Nghe rõ giá giúp em. Hôm nay em bán trong livestream này bao nhiêu nhỉ? 87.000 đồng. Em hứa với các chị luôn, 87.000 cộng với quần này 88.000. Em đứng đây em hứa với các chị luôn, ở đâu rẻ hơn em cho các chị hoàn hàng lại. Cái áo bò em vừa cởi ra ghi giúp em là áo bò phối. Cái áo đang mặc ghi giúp em là áo gì đây, là áo A8 đen. Áo này ghi giúp em là áo A8 sữa. Và quần này là quần tắc ta 88.000. Khách đã nhận được quần tắc ta và comment rồi đấy các chị. Các chị nhìn giúp em này, A8 sữa và A8 đen. Livestream hôm nọ
được tặng nước hoa là lừa đảo không phải nhá. Chị Mai anh em chốt đơn, chị Mai Phương em chốt đơn. Áo bên trong chị mặc là áo quay em ạ, 28.000 một chiếc, chỉ có 3 màu. Áo quay có màu nâu, áo quay có màu trắng và áo câu quay có màu đen, 28.000 một áo. Mỗi người em bán 2 áo. Chị Mai anh ok em chốt đơn. A8 65 cân không mặc được đâu chị ơi. A8 nhà em tầm 60 cân đổ về thôi. Lên áo sạc chữ ok tí nữa nha chị nha. Ok, trung chảnh 87.000 cộng 88.000, các chị tranh thủ chốt đơn nhanh giúp em để em qua mẫu. Và đẩy giờ xem lại giúp em là bao nhiêu ạ? Là 800 người đi ạ. Linh ơi chốt quần tắc tao hôm qua không ai check inbox, chị đặt lại đây giúp em nhá. Linh ơi em không đủ điều kiện đâu, em tự xem lại nick của em và em đọc lại điều kiện mini game bên chị nhá. Chị Hạnh Hạnh em chốt đơn, chị Diễm Quỳnh em chốt đơn, chị Mai em chốt đơn. Nick của em không hề có ảnh, không hề có ảnh gì. Nick của em không hề có ảnh cá nhân em. Ảnh đại diện của em cũng không nhìn thấy ai, không có ai like cả. Nick không có một cái tương tác gì cả thì có nghĩa là em không đủ điều kiện được. Và cái đấy em tự xem lại quy định mini game của bên chị đi nhá. Chứ không phải là tự nhiên mà không được đâu, cái gì có lý do của nó hết. Kể cả đầy người là nick thật mà chia sẻ không đúng, toàn chia sẻ lên những cái nhóm mà hơn 100 thành viên cũng không được luôn. Chị Trang anh em chốt đơn, chị Hạnh Hạnh em chốt đơn, chia sẻ và đẩy lượt xem lên giúp em nhá. Ai xứng đáng được yên tâm em sẽ tặng, em thì em tặng, bây giờ phải tặng công bằng. Tối qua em phải ngồi check từng nick 1 đến 2 giờ sáng để tặng các chị cho nó công bằng đấy, chứ không phải là cứ first ra ai là tặng người đấy đâu. Ok Thùy Trang, ok chị Linh Ngủn, ok chị Bibo, ok chị Mã Má ơi chốt cho tôi đi. Ok tít lên số giúp em, đồ chị chốt cách đây một tuần vẫn chưa nhận được à, ghi gọi hotline kiểm tra đơn giúp em nhá. Không, chị vào nick của em không có một cái gì hết. Ok Linh Thu em chốt đơn, hoặc là em để chế độ bạn bè chị không nhìn thấy được thì phải chịu tôi, bởi vì chị vào nick của em không có cái gì cả. Ok Thúy Toàn em chốt đơn. Lên nào Phong mới đi chị. Ok Trần Yến em chốt đơn, chị Ngọc Phương em chốt đơn rồi em qua mẫu nhá. A8 này hôm nọ mọi người biết không, bán trong một ngày, hôm thứ năm không hề bán. Bây giờ cứ cách một ngày em sẽ bán một ngày, thì có nghĩa là hôm nay em bán thì mai em sẽ không bán, được chưa ạ? Ngố Tam chất giá nhiều như Ngố Thái không? Dạ không, Ngố Thái sẽ giá nhiều hơn, nhưng Ngố Tam em cũng hết hàng rồi. Áo em mặc bao nhiêu thế? Dạ 87.000 chị ơi, em có 2 màu nha. 2 màu 87.000. 87.000 A8, em nói thật khách em toàn lấy 2 chiếc, các chị nhìn kỹ hàng em này. A8 87, em nói thật một cái áo 87.000 mà nét như thế này các chị có mua không? Các chị có mua không? Đây em dơ sát cho các chị xem cận chất, em sẽ mặc nốt sang màu sữa để em qua mẫu. Và đến giờ phút này em vẫn thiếu đơn của khách hơn 100 chiếc này. Hơn 100 chiếc này em vẫn đang thiếu nhá. Nhưng các chị biết tại sao em tiếp tục nhận đơn không? Bởi vì hàng này có nhiều và có khả năng trả đơn cho khách thì em mới nhận đơn. Còn bây giờ vẫn đang thiếu hơn 100 chiếc đấy các chị ơi. Ok chị Nguyễn Nhã này, ok chị Thanh Trà này. Áo xốp, quần xốp giá bao nhiêu? Giá quần không có quần, à quần xốp của em á. Quần xốp của em hôm nay bán trong live là 77.000, còn áo xốp hôm nay bán là 87.000, còn quần tắc ta hôm nay bán là 88.000. Ai cần kiểm tra đơn thì ghi là kiểm tra đơn kèm số. Ai cần gấp thì có thể gọi điện hotline, nhân viên đang trực máy kia, mọi người cứ gọi là sẽ có người nghe máy. Chị Nguyễn Như lên số giúp em, chị Đỗ Thơm ok em chốt đơn, chị Tít ok em chốt đơn. Em nói thật mọi người, cái áo 87.000 lại còn được kiểm tra hàng trước khi nhận, không có một cái lý do gì đây. Như cái hôm nọ em mặc bị lỗi, như cái này là không bị lỗi này. Đấy, cái hôm nọ em mặc là cái cúc nó bị lỗi ở chỗ này này, mọi người thấy không? Bây giờ em mặc một cái áo nghiêm chỉnh không bị lỗi này, đẹp chưa? 87.000 dám hứa với mọi người luôn là bán rẻ nhất Facebook. Cái quần tắc ta này 88.000, các chị cứ mua ở đâu rẻ hơn mà giống nhà em cho hoàn hàng lại. Ok chị Ken Phạm này, ok chị Liên Dô này, ok chị Nguyễn Như này, nhớ chia sẻ like cho em nhá. Anh ấy giúp em một cái quần tắc ta màu vàng nữa đi. Ok Giang Chẩu này, ok chị Liên Shop này, được chưa ạ? Chị nào lấy em đứng cho mọi người xem, không phải là cái này là A8 sữa kèm số 87.000, chỉ có giá trong mùa dịch thôi các chị ơi. Nó rẻ một cái mức mà không thể nào mà tưởng tượng được luôn á. Mọi người chia sẻ đi, like này em tặng 4 người chia sẻ, à 3 người chia sẻ live stream nhiều nhất, mỗi người 400.000 chia đôi. Còn màu gì nữa? Dạ có 2 màu. Em khuyên tất cả các chị ở đây cứ lấy 2 cái 2 màu. Hàng đến các chị kiểm cả 2 cái, không hơn các chị hoàn hàng lại cho em. Em nói cực kỳ chân thành, không chém gió, không bốc phét đâu đây này. Cứ lấy cả 2 màu bởi vì chỉ có 87.000 một cái thôi, được chưa? Còn quần tắc ta của em đây, tìm được chưa? Tìm được người giao chưa? Quần của em đây, quần tắc ta màu vàng này, em nói thật với mọi người luôn này, trời ơi cái này là của kho người ta còn phải tầm hơn 1.000 chiếc. Chứ người ta giả xả rẻ bởi vì người ta nóng ruột. Bây giờ em nói thật, trộm vía em là còn may mắn còn đứng đây bán được cho các chị á. Hot guy toàn máy bận thì có nghĩa là nhiều người đang gọi đó chị, thì chị phải gọi lại thôi. Chứ bây giờ hotline hay bận là bình thường mà, bởi vì một cái số hotline nhà em một ngày, em nói thật một ngày nhà em 500 đến 1.000 tin nhắn thì người gọi vào đấy rất là nhiều. Mình gọi mà mới mua áo này 250k định mệnh. Linh ơi định mệnh, ok chị Lục Phương, ok chị Huỳnh Hồng, ok chị Ngọc Huyền. Em dám khẳng định với các chị luôn, của hot girl chất nó cũng xốp như thế này. Trời ơi anh ngồi đây từ nãy đến giờ không lấy được cái gì cả. Thôi thì anh xuống anh lấy đi. Ok chị Hoài Hương, ok Lục Phương Thảo này. Áo hồng nhạt đằng sau bao nhiêu? Ok chị áo đắt bao nhiêu? Chị chờ em chút xíu, mọi người chia sẻ lên view cho em đi cả, rồi em bán tiếp. Thật sự luôn ấy, chứ bởi vì em tặng quà nhiều mà, em tặng một like toàn 400.000, 600.000, 700.000. Mà nếu như mà
nó không hiệu quả và mang lại lượng đơn để đủ đáp ứng để cái để em cô tặng được như thế thì lần sau em sẽ không thể tặng được nữa. Bởi vì nói thật lòng ra bây giờ em không chơi game ấy thì em bật like lên cũng là 500-600 người xem này. Cái này là em nói thật. Các chị để ý khi em bật lên á, em chưa nói gì đến mini game lượt xem đã 500-600 người rồi. Bây giờ em bật lên mà nó chỉ nhích được có 1-200 người mà tặng bật 600.000 mà chỉ vài phút sau nó lại tụt xuống thì có nghĩa là cái lượt xe đấy không có ảnh hưởng được cái gì cả. Thì lần sau là em sẽ không tặng nhiều như thế này nữa mà sẽ giảm mức tặng xuống tầm 50.000 thôi. Em nói thật đấy. Thế nên là những chị nào mà tham gia mini game á, có lên view rồi thì cố gắng chia sẻ duy trì view cho em. Còn nếu không thì chỉ được một lần này nữa thôi. Là lần sau em không thể tặng được nữa. Nói chung là cái gì cũng có cái giá của nó. Ví dụ các chị chia sẻ cho em đúng không? Nhiều người xem, em bán được nhiều đơn, em bán siêu rẻ thì em lại tặng được tiếp. Còn nếu như chia sẻ ít hoặc là chia sẻ lên một phát là tụt xuống, tức là có nghĩa là đủ view để nhận quà là thôi, không chia sẻ nữa, thì lượt xem nó tụt xuống, đơn nó không đáp ứng được thì em không, lần sau em không tặng nhiều. Tất nhiên lần này em đã nói tặng thì em sẽ tặng, em không thể nuốt lời. Nhưng lần sau em sẽ không tặng mức thưởng như bây giờ nữa. Tắc tam có màu sữa, tắc tam có màu vàng và tắc tam có màu đen 88.000. Áo A8 này bao nhiêu ạ? Áo A8 này 87.000. Em nói với mọi người cái áo này. Cái áo này của nhà em mọi người nên mua. Áo này em bán 1.000 chiếc rồi. Hai livestream bán được 1.000 chiếc rồi các chị ơi. Được chưa ạ? Quần mặc bao nhiêu là 88.000, có mã là quần tắc ta. Ok chị Phương Thảo, xem áo xốp đi chị. Áo xốp là áo gì? Em không có áo xốp. Áo này là chất xốp, em nói với mọi người này. Hàng hot girl đăng lên cho các chị không phải chất xốp, chặt đầu em đi. Hàng ảnh hot girl đăng lên cho các chị không phải chất xốp, chặt đầu em đi. Không có áo chất len. Chất len thì nó là kiểu khác, còn cái kiểu mà y xì như thế này thì nó là chất xốp. Ok Linh Khôi, ok chị Thùy Dương, ok chị Phương Thảo. Rẻ mà chất ưng, em cảm ơn chị Nhi Phương nhá. A8 sữa và A8 đen 87.000. Quần tắc ta 88.000. Mùa dịch mua cái quái gì cũng 89-7x thôi các chị ơi. Nói thật lòng luôn ấy. Chỉ có mùa dịch thôi. Chị Hồng Bay lên số giúp em. Chị Hồng Yến em chốt đơn. Chị Văn Anh Hoàng em chốt đơn. Quần tắc ta 88.000. Các chị nhìn giúp em này. Còn áo quay hôm nay là bán 28.000. Áo quay là 28.000 một chiếc. Mỗi người 2 chiếc giúp em. Áo nó mặc có mã là A8 thôi. Em qua mẫu nha các chị nhân. Lên cho một mã mới tiếp theo đây. Em lên cho mọi người một mã mới tiếp theo đây này, đây này. Con này đẹp không? Con này đẹp không? Con này các chị đã thấy ai bán chưa? Con này em bán rất là rẻ luôn. Thật ra là con này nhập vào thì không có rẻ, bởi vì con này là hàng cổ bẻ, nó không có rẻ đâu. Ok chị Nguyễn Chuyên, ok chị Huỳnh Hồng, mọi người chia sẻ và đẩy lại lượt xem cho em là 800 người nhá. 800 người, 900 người, 1.000 người giúp em đi lên view tiếp, em lại tặng tiếp. Chứ con nói thật là từ nãy đến giờ em nói thật này, khi mà em bật like lên á, em chưa nói quà thì view đã lên 600 rồi. Các chị có công nhận không? Thì thành ra là nó chỉ lên được có một chút xíu thôi. Nó không tác động được cái gì cả, nó không tác động được cái gì đến cái lượng đơn của em cả. Thì em không thể nào mà tặng nhiều như thế được nữa. Bởi vì bình thường thì ví dụ như đông khách ấy, hoặc là giao được nhiều nơi ấy, thì bán được nhiều hơn. Bây giờ dịch bệnh nó hạn chế rất là nhiều, chậm hơn rất là nhiều. Rồi đẹp chưa? Ui áo này đẹp thế. Áo này của em là hàng có cổ, là form to 70 cân rồi mới mặc được. Và con này em chỉ có mỗi màu 30 chiếc thôi. Con này em có mỗi màu 30 chiếc thôi. Ok chị Hà Trang, quần Q1 còn không giờ em còn. Riêng quần tắc ta của nhà em mọi người nên mua 88.000 đồng một chiếc. Ok chị An Niên em chốt đơn được chưa ạ? Nhìn giúp em này. Áo này rất là đẹp luôn. Ok Trang Trang, ok chị An Niên, ok chị Dung Béo. Set đằng sau bao nhiêu? Set đằng sau đấy là hàng cao cấp chị ạ. Hàng này là hàng cao cấp. Hàng này thật sự rất là đẹp luôn. Đây này, set này em đảm bảo với các chị là chẳng có ai like set này đâu. Tầm này dịch làm gì có ai bán hàng này, em nói thật luôn. Bây giờ dịch làm gì có ai bán hàng này, hàng này là hàng đắt. Hàng đắt cực kỳ luôn đấy, thật sự luôn đấy. Hàng này là hàng đắt, hàng đẹp. Hot girl bán phải tầm 400 mấy cơ. Em để em bán cho các chị là 200, em sẽ bán cho các chị set này là 229.000. Bao gồm một cái quần, một cái áo dây và một cái áo khoác như thế này. 229.000. Bao rẻ luôn không phải nghĩ. Ví dụ em mã này là mic cổ bẻ đen và mic cổ bẻ trắng nhá. Ok chị Cà Chu, ok chị Candy Phạm. Con này em sẽ bán trong live cho các chị là 98.000. Mỗi màu có 30 chiếc. Ở đâu rẻ hơn quay đây em tặng thêm cái nữa mặc. 98.000 đồng. Ghi giúp em mã này là mic cổ bẻ. Mic cổ bẻ kèm màu kèm số điện thoại 98k. Em có màu trắng và 98k em có màu đen. Mic cổ bẻ kèm màu kèm số. Em nói rồi, con này em nhập vào không hề rẻ đâu. Em nhập, em bán con này cho các chị là để gọi là có mẫu mới thôi. Chứ thật lòng là con này không hề rẻ một tí nào luôn. Bán con này này không lãi nổi bằng một cái quần 70.000. Em thề luôn. Chị Trịnh Thủy em chốt đơn, chị Phạm Quyên em chốt đơn, chị Hà Anh em chốt đơn. Mic cổ bẻ nha, mic cổ bẻ kèm màu kèm số. Chị ơi áo hồng chữ B trên cùng bao nhiêu? Áo đấy của chị là 89.000 em nhá. À 88.000 hay sao ấy. Ok Trần Phương Thảo em chốt đơn, chị Candy đi em chốt đơn. Một cái áo này 198.000 không lãi bằng một cái quần shop 77.000. Thề luôn.
Nói đi mà mất lọc. Ok chị Kim, Kim em chốt đơn. Ghi của em mã này là mic cổ bẻ trắng và mic cổ bẻ đen. Còn quần sóc bò không giá em còn nha chị nha. Mặc cái gì đấy ạ? Ok chị Kim Kim này, ok chị Tuyết Lê này, ok chị Đinh Thị Phụng này, ok chị Oanh Hồ này, ok chị Hàng Trần này, ok chị Khánh Linh này. Mic cổ bẻ và em chắc chắn luôn với mọi người là mã này không bao giờ em về thêm đâu. Ấy ở trên cá nhân, trên cả ấy đi, nhóm đi. Ok chị Hàng Trần này, ok chị Trang Trần Khôi Chí này, ok chị Lê Uyên Nhiên này. Sao mấy kẻ Buri chờ em chút xíu, hôm nay em sẽ tặng lốt áo này luôn và bỏ mẫu nhá. Ok chị Kim Anh. Đây em tặng lốt áo này luôn rồi bỏ mẫu này. Bình thường em bán con này bao nhiêu chắc mọi người biết rồi đúng không? Em bán rẻ nhất là 100, đầu tiên là bán 120 mấy nghìn, sau đấy là sale nhẹ nhẹ xuống. Ok chị Nga My này, ok chị Quỳnh My này, được chưa? Chia sẻ và lấy lượt xem lên cho em đi. Hôm nay tụt quá là nhanh luôn, lên một phát đủ view để tặng tiền phát tụt luôn. Tụt từ lúc đấy xuống luôn là không thể lên được nữa. Áo này ghi hộ em là A10, con này là sale luôn này. Con này ghi giúp em là A10, em bỏ mẫu, bình thường bán 120 mấy nghìn đúng không? Hôm nay sale nốt cho các chị, cho ai chưa có thì chốt nốt giúp em 108 nghìn. 108 nghìn đúng bằng giá em nhập, chị nào lấy thì chốt luôn. Ghi giúp em là A10 kèm số. Cái này hôm nay em sẽ không mặc nữa, 108 ai lấy thì chốt nha. Em không mặc nữa bởi vì em mặc quá nhiều rồi, được chưa ạ? Rồi chị nào lấy mic cổ bẻ đã chốt nốt để em mặc sang set. Ok chị Kiều Trang em chốt đơn. À chị gấu chữ, chị còn gấu chữ không ạ? Gấu chữ để chị xem nó không biết còn không. Lên áo thun hình đi, set nâu vừa cầm mã là gì, chờ em chút xíu. Ví dụ em mã này là mic cổ bẻ kèm màu kèm số nhé. A10 hôm nay bán 108 đúng bằng giá em nhập, em sẽ không mặc đâu. Chị nào lấy thì chốt thôi, em không mặc đâu. Nói thật lòng luôn đấy. Ok Vũ Tú Anh, ok chị Ngân Thanh, ok chị Yên Nhiên, ok chị Như Ý. Được chưa ạ? Còn set này của em là em bán 229.000 hàng cao cấp. Có ảnh hot girl mặc. Ok chị giọng gái họ Lê, ok chị Tú Anh qua mẫu đi chị. Từ từ em ơi, nhiều người mua không phải một người mua, không thể nhanh được. Còn váy không ạ? À? Váy á? Chị hỏi váy gì ạ? À? Áo bò ba lỗ bao nhiêu? Áo à đúng rồi, có con áo bò ba lỗ này đẹp thật sự luôn, con này. Con này hàng cao cấp luôn này, con này hàng cao cấp nha các chị nha. Ok chị Ngọc Mai em chốt đơn áo mic bao nhiêu? Ok chị Huyền Tố em chốt đơn này, mọi người nhìn này, con này là hàng xịn sò luôn á. Con này là hàng xịn sò luôn đó mọi người. Ok chị Kim Kim này, ok Trang Huyền Nguyễn này, ok Chăm Chăm này. Mọi người chia sẻ like mạnh mẽ giúp em nhá. Đây này mọi người nhìn này, đẹp chưa? Nhức cái nách chưa? Áo này là hàng cao cấp và em đảm bảo là chưa có ai like mẫu này đâu. Có thể là một thời gian nữa thì nó sẽ ra được hàng rẻ hơn đấy. Cho nên là, nhưng mà mọi người cứ mua đi, không bao giờ để các chị phải thất vọng. Ok chị Lê Vân Anh, các chị nhìn này đẹp chưa? Chiếc eo ở đằng sau và set này là người ta đang bán hơn 4, cái áo này người ta đang bán hơn 400. Hơn 400 nghìn. Sơ mi bao nhiêu cân vừa em? Sơ mi nào chị ơi? Ai lấy mic cổ bè lại chốt nốt nha. Mic cổ bè của em là 98.000, hai màu trắng đen. Ok chị Phương Mai Nguyễn. Còn cái này là gọi là set này là set cao cấp, em có hai màu. Ok chị Hiền đây này, ghi giúp em này, mic cổ bè trắng và mic cổ bè đen thôi, em qua mẫu nhá. Được chưa? Tiếp này. Con này đẹp không? Con này phê không? Con này đảm bảo mặc vào các chị phê ngất xỉu luôn. Quần tắc ta đang mặc có 88.000 thôi, cơ hội chỉ có bây giờ thôi. Không có lực cơ hội hết. Ví dụ như là người ta mà hết cái hàng thanh mã thanh lý này á, mà hôm sau hết dịch thì sẽ không bao giờ có giá này cả. Mà hết dịch thì em nghĩ là cũng qua mùa thì sẽ không có quần tắc ta nữa đâu. Em sẽ mặc cái áo bò mới này cho các chị xem. Em chắc chắn với các chị là hàng này thị trường đang bán hơn 400.000. Em mặc hẳn hoi cho các chị xem này, đẹp lắm luôn. Ôi dồi ôi, con này mặc với quần tắc ta thì cũng xin là mặc con này vào và view không lên thì em cảm thấy hơi bị hối tiếc luôn ấy. Chị Vân Hít, ok em chốt đơn mặc set cao cấp đi chị. Ok chờ chị chút xíu nha, đây này. Nó đẹp dã man và em đảm bảo với các chị bây giờ cũng mới có một hot girl mặc mẫu này thôi. Hồ Chí Minh hiện tại hình như là không giao được hay sao em ạ, hay là tùy chỗ chị cũng không rõ. Cho em coi quần shop ý, quần shop chờ chị chút xíu nhá. Mấy ngày không thấy chốt ship là như nào chị ơi, đây là cái cúc này. Chuẩn trời, nói chung là nó chuẩn từng mm. Áo này mà không lên view em thật sự cảm thấy tiếc ấy. Áo này làm gì có ai bán là các chị, mà riêng cái mài này này, riêng cái mài nó là quá khó luôn này. Cái kiểu mài mà nói chung là mọi người nhìn ảnh là ok nhá, được chưa? Và tính ship là 328k. Các bạn ý tính nhầm cái gì cơ? Chị không đọc được comment của em đâu bởi vì nó rất là dài và nó lướt qua mất rồi. Thế nên là có vấn đề gì thì em cứ inbox hoặc là em gọi hotline nhá. Không phải mọi người lại bảo là comment em không đọc, nhưng bởi vì là nó quá là dài, 5-6 dòng mà comment thì nó nhảy liên tục, cho nên là em không thể nào mà kịp nhìn được là mọi người viết cái gì ấy. Thế nên là cần vấn đề thì cứ inbox, nếu mà không ai trả lời thì gọi hotline giúp em nhé. Này đẹp chưa? Con áo bò này thật sự không lên view hơi phí luôn, mọi người nhìn này. Đằng sau có chiếc này, đẹp chưa? Áo bò này là hàng xịn sò, hàng tàu xịn sò luôn. Còn ít nữa nếu như hàng Việt Nam mình ra được ấy mà rẻ hơn, em vẫn sẽ bán. Nếu như mà hàng Việt Nam mình ra được mà rẻ mà vẫn đẹp á thì em vẫn bán. Còn hiện tại em đang bán cho các chị đây là hàng tàu, hàng bò này là hàng tàu, số lượng rất là ít, giá nó cũng cao hơn bình thường nha các chị nha. Ghi của em mã này là gì đấy ạ? Bò này mình sẽ ghi giúp em, bò này mọi người sẽ ghi giúp em là bò. Bò này sẽ ghi giúp em là bò xích kèm số điện thoại. Trời ơi, lần đầu tiên em có một cái bò tay hến này mà con này đang cực cực kỳ hot luôn. Và các chị đi cả cái Facebook này em đảm bảo vẫn chưa mấy
Em nghĩ rằng là cái người mà live stream cái mẫu bò này phải đếm trên đầu ngón tay thôi, không có nhiều đâu. Ok, Quỳnh Anh ngờ các chị nhìn này, đẹp chưa? Chiết ở hai bên này, form to này, 66 ít nhất phải con này phải 65 cân đổ về mặc được, nó chiết nhưng mà nó vẫn rộng. Hai bên là kiểu tay hến ấy, tay hến hơi cánh rơi ấy. Ghi của em là bò xích kèm số. Bây giờ em đang bán hàng tàu chuẩn xịn như của Hot Girl. Nhưng mà nếu ít nữa mà Việt Nam mình ra được hàng mà nó cũng đẹp, phải được khoảng tầm 18-10 thì em sẽ nhập cả hàng Việt Nam bán cho các chị. Bởi vì nói thật là rẻ mà đẹp thì cũng không có tội gì không bán. Nhưng bây giờ hàng Việt Nam mình hiện tại chưa có, thì em cứ bán hàng tàu trước cho các chị nhá. Ghi của em bán này là bò xích kèm số 187.000. Hàng giống y xì nhảy, ở đâu rẻ hơn thì em cho hàng lại. Còn ít nữa hàng Việt Nam mình ra mà rẻ mà đẹp, em vẫn nhập về bán cho các chị bán cả hai loại. Các thích mua loại nào các chị mua, em nói rõ ràng trên live stream luôn. Ok chị Khả Ngân, ok chị Bích Ngọc, ghi giúp em là gì ạ? Bò xích kèm số 187.000. Nhưng em khẳng định là các chị bây giờ đi cả cái Facebook này cũng chưa có mấy ai bán cái bò xích này cả. Ok Phương Quỳnh, ok chị Uyên Mon, các chị nhìn này, cũng chưa ai mấy ai bán cái này đâu. 187.000 giúp em, tóm lại là vẫn chưa đến 200.000, trong khi Hot Girl người ta đang bán hơn 400.000. Ok Quỳnh Anh ngờ, ok Hoàng Hoa, ok Hải Yến, ok Võ Ngọc Hải. Em nói rồi, em thì có sao thì em nói thế thôi. Ít nữa mà nó ra được hàng rẻ mà nếu mà đẹp em vẫn nhập về bán bình thường. Ai thích mua loại nào thì mua, tùy khách hàng, tùy nhu cầu, tùy khả năng của khách hàng, đẹp chưa? Bò xích kèm số mặc với quần tắc ta 88.000 đồng. Bò xích kèm số mặc với quần tắc ta 88.000. Áo bò bao nhiêu cân mặc vừa, ít nhất là 65 cân đổ về, chị ơi đẹp chưa? Một con áo bò này mọi người nhìn này, từng mm luôn. Em nói thật luôn là đẹp từng mm luôn. Ảnh mẫu em up lên như nào thì hàng em bán live stream y như thế. Được kiểm hàng trước khi nhận, ít nữa có hàng rẻ hơn em bán cho các chị cả hàng rẻ hơn. Ghi hiểu em bán này là gì? Áo bò xích kèm số 187, các chị không phải lăn tăn đâu. Hàng đến trước mặt chúng ta, nếu như bây giờ dịch bệnh mình đứng cách xa 2 mét giúp em. Mình đứng cách xa 2 mét và mình được vẫn được kiểm hàng bình thường. Ok Lan Anh em chốt đơn, ok chị Phương Thảo em chốt đơn, ok chị Đỗ Thơm em chốt đơn, ok chị Trinh Tú em chốt đơn. Còn nào xốp đen trắng không dám, còn cái đấy chị ghi giúp em là A8 chị ơi. Nói thật là một cái live stream hôm nọ cả buổi chiều và cả buổi tối là em bán được hơn 400 chiếc áo này. Áo này sẽ gọi là A8 giúp em, mọi người chia sẻ mạnh mẽ lên hộ em cái. Thật sự là hôm nay lượt view em quá buồn luôn, thật sự luôn ấy. Từ ngày mua của chị Linh em không mua đồ ở đâu nữa luôn, ra đường đồ nhà chị. À ở nhà cũng đồ nhà chị, cảm ơn em nhé. Quần em mặc là quần tắc ta, được chưa? Ghi hộ em là gì? Shop nhắn tin được cho khách, còn khách không nhắn được cho shop á. Ok chị Nhung Nguyễn em chốt đơn, ok chị váy phông á. Áo lát chẳng bao nhiêu, áo đấy ghi giúp em là A1, áo bò xích. Ok chị Phạm Quyên lên số giúp em, ok chị Kim Ngân em chốt đơn. Quần này em có 2 size M từ 40 cho đến 70 cân đổi mặc được, có mã là quần tắc ta 88.000, có full 3 màu. Còn áo này ghi giúp em là áo bò xích, chị nào lấy thì chốt giúp em nhá. 187.000. Các chị biết là bình thường em bán cái gì cũng rẻ. Thì không tự dưng mà cái này em bán đắt đâu, anh bật cái đầu hoàn đi lên sơ mi phối hồng, lúc đầu live có lên rồi. Ok chị Hương Trịnh em chốt đơn, lên áo phông mẫu mới, áo phông thật sự là hôm nay làm gì có mẫu mới nhỉ. Áo chữ đi chị, sơ mi xanh phối hồng ở sau bao nhiêu? Con này chị ghi giúp em là sơ mi bò phối, em bán là 113.000 đồng chị nhá. Ok chị Nhung Nguyên một quần tắc ta lên số giúp em. Ghi hiểu em mã này là A8, bây giờ em lên set tiếp theo là set cao cấp. Mọi người chia sẻ lên cho em cái nào. Thật sự là hôm nay lượt xem quá buồn luôn. Em tặng 400.000 đồng nhưng nói thật là với cái lượng đơn và cái lượng tương tác thì nó quá kém. Thế là lần sau em sẽ không tặng nhiều này nữa mà em sẽ giảm mức tặng xuống. Em nói thật đấy, chỉ cần em đi phạm em chốt đơn thì Trần Hồng Thắm em chốt đơn. Ai hay chơi thì vẫn chơi thôi, nhưng mà nói chung là phải... Ờ đúng rồi Huệ Nguyễn ơi, chỉ có cọc xong rồi chờ hết dịch thì mới gửi được thôi. Thì là ai hay chơi thì vẫn chơi, nhưng mà chắc chắn là mức thưởng nó sẽ giảm xuống. Bởi vì cái hiệu quả của cái mức thưởng nó không có xứng đáng á mọi người. Em tặng từng đấy nhưng mà từ đấy đến giờ nói thật với mọi người là đơn của em nhảy ra lãi chưa thể đạt đủ 400.000 để tặng cho các chị. Và bây giờ nếu như tắt like đi là coi như là like này là thôi luôn. Ok Phương ơi em chốt đơn sơ mi em đang mặc, ôi mở ra nhìn đẹp này, sơ mi bò xích nha các chị nha. Còn đằng sau là áo quay 28.000 đồng một áo, áo quay 28.000 đồng một áo. Em có quay đen, em có quay nâu và em có quay trắng nha các chị nha. Còn tắc ta em có tất cả là 3 màu đây này, em có cái mẫu này cũng rất là xinh này. Mẫu này thì em nghĩ là cũng chẳng ai like. Nói thật cái này vừa đắt và cái này vừa hiếm, ít người bán lắm. Cái này vừa đắt mà cái này vừa hiếm, ít người bán cái set này lắm. Mà em nói thật, bản thân em không có ý định nhập set này. Bởi vì đối tượng khách hàng của em không phải đối, tức là cái lượng khách của em bình thường em ít bán cái gì mà trên 200.000 lắm. Em bán cái gì nó cũng rẻ. Còn set này thật ra nó không phải là đắt, mà bởi vì nó có quá nhiều chi tiết thì thành ra là nó đội lên, đội giá lên thôi. Đây này, xinh không? Xinh không các chị? Em đang mới mặc cái áo dây không thôi này, rất là xinh luôn này. Em mặc thêm cái áo nữa cho các chị này, trời ơi set này đẹp lắm luôn. Mà nó lời, quan trọng là set này thì nó lời. Nó có tận 3 chi tiết thì chắc chắn là nó sẽ lời rồi các chị ơi, nó sẽ lời mà. Ví dụ như là, ví dụ đây, mọi người nhìn này. Đấy, xinh không? Nó 3 chi tiết thì nó sẽ lời, nhưng mà vấn đề là nó đắt. Bởi vì nó tận, ví dụ nhá, một sản phẩm thì là từng này vải, hai sản phẩm
gấp số vải lên, ba sản phẩm lại gấp số vải lên. Mà trong khi cái áo này thì em nói thật với mọi người là nó quá là tốn vải. Đây này các chị nhìn này, cái set em mặc đây là em đang mặc với quần tắc ta nhá, đúng không? Em đang mặc với quần tắc ta nó cũng xinh vãi cả xinh rồi. Và nếu như hôm nào mà thích thay đổi thì mặc luôn cả cái set này là cả cái quần của nó vào luôn. Vì em sẽ mặc cả cái quần vào luôn. Còn nếu như không bình thường mình mặc như thế này xinh chưa? Cả một cái set này Hot Girl đang bán 450 đến 480. Các chị không tin, các chị đi tham khảo Hot Girl bán xong quay lại mua cho em cũng được. Còn riêng set này em nói luôn này, nó hời. Và set này em không có ý định bán. Người ta chỉ có mỗi set 30 mấy chiếc thôi. Bảo là chị Linh bán hộ em cái, chứ bây giờ dừng toàn bộ hoạt động rồi em không bán được. Em thề luôn, chứ set này em không hề có ý định nhập nha các chị nha. Bởi vì nói thật là các chị để ý hàng của em chẳng có cái gì đến 200 nghìn. Thì làm sao mà em bán một cái set hơn 200 nghìn. Rất là ít, không phải là không bán được. Mà là em không cố ý nhập, các chị nhìn xinh chưa. Cả set này quá hời luôn. Ghi ở em mã này là set cao cấp màu nâu. Ghi ở em mã này là set cao cấp màu sữa 229 nghìn đồng. 70 cân đổ về thoải mái nhá. Set cao cấp màu nâu và set cao cấp màu sữa. Nhưng em thấy là mặc không mặc cái quần này mà mặc với quần tắc ta có khi còn đẹp hơn. Thật, không mặc với quần này mà mặc với quần tắc ta có khi còn đẹp hơn này các chị nhỉ. Xinh chưa? Set gì đây ạ? Set cao cấp sữa và set cao cấp nâu 229 nghìn. Tóm lại là cái này không có nhiều, mỗi màu hình như có 30 set. Em nhận được hàng nhà chị Linh rồi, đẹp lắm. Cảm ơn Nguyễn Hạnh này. Ok Phạm Quyên em chốt đơn này. Ok chị Thanh Thúy em chốt đơn này, được chưa? Ok chị áo hồng ngay đầu tiên treo ở giá đẹp chưa? Set cao cấp 229 nghìn là bao gồm 3 chi tiết. Ok chị Quyên ơi, chỉ cần comment một lần thôi, không cần comment nhiều đâu. Em có thấy comment của chị mà. Cho nên là chị chỉ cần comment một lần thôi, không cần spam comment đâu ạ. Ghi của em mã này là set cao cấp nha. Đây thích thì mặc thêm cái quần vào, còn các chị không thích các chị mặc với quần tắc ta. Em thì em lại thấy mặc với quần tắc ta đẹp hơn ấy, tại vì cả set cảm giác là hơi rối thì thôi lấy cái quần về mặc ngủ cũng được các chị ơi. Lấy cái quần về mặc ngủ cũng được, bởi vì cả cái set mỗi hai cái áo này 229 nên nó có vẫn rẻ mà. Mọi người nhìn này, hàng này đẹp chưa? Ok, sau tất cả lên số giúp em này. Ok, Thanh Thủy em chốt đơn này. Ok, chị Nguyễn Vân em chốt đơn này, xinh không? Mặc cái áo dây không này cũng xinh này các chị này. Đó, mặc cái áo dây không cũng xinh vãi trưởng luôn, được chưa? Ví dụ em bán này là mặc set thôi, em mặc một màu thôi. Ok, chị Hiền Chu một set em chốt đơn này, đẹp chưa? Set cao cấp sữa và set cao cấp nâu 229 nghìn. Các chị để ý em bán cái gì cũng rẻ. Tự nhiên set này 220 mấy thì có nghĩa là vì hàng này nó đắt. Nó rất là đắt luôn. Chị Hoài Duyên em chốt đơn, chị Lan Anh em chốt đơn, chị Hải Yến em chốt đơn, chị Hải An em chốt đơn, được chưa? Xinh không? Cúc hẳn vào cũng được. Mặc kiểu như này em thấy mặc ngày xinh này. Đấy, đẹp chưa? Ví dụ em mã này là set cao cấp nâu. Em sẽ lấy một set này màu nâu. Nhưng em sẽ mặc với quần tắc ta chứ em không mặc với quần. Cái quần này em sẽ để ra làm quần ngủ cũng được. Bởi vì người ta bán theo set thì mình không tách ra để lấy được đâu. Mình phải lấy cả set. Ok, Duyên Ruby em chốt đơn. Nhưng mà ví dụ lấy áo này mặc với quần này, còn cái quần kia mình có thể làm quần ngủ cũng được. Cũng được mà có làm sao đâu. Vừa nhận được hai áo bò trơn chất đẹp lắm. Cảm ơn Yến Trần nhá. Một set cao cấp, chị sau tất cả lên số giúp em đi ạ. Chị chưa có số điện thoại đâu. Ok, Trang Mon em chốt đơn. Quần tắc ta đen 88 nghìn. Riêng mà để mà nói về form quần đẹp thì con này phải là hàng top. Các chị biết tại sao? Vì một cái quần bình thường đúng không, nó sẽ ép xuống nhè, còn riêng con này nó cứ đứng lên nhè, vì nó là chất tắc ta, nó tạo độ form quần rất là đẹp. Thì Trang Mon em chốt đơn, chị Linh Sáng em chốt đơn. Trời ơi, lại lên view được một tí lại tụt view, chán cái cuộc đời em các chị ạ. Ok, sau tất cả này, quần đen đang mang có mã là quần tắc ta 88 nghìn. Còn hôm nào mùa hè, hôm nay mùa hè trời nóng thì đừng mặc cái áo này, lấy mỗi cái áo dây này thôi. Cái áo dây này quá đẹp, có lẽ là em phải đặt riêng cái áo dây này để bán cho các chị, bởi vì cái áo dây này nó xinh quá. Các chị nhìn này, đó, xinh chưa? Cái set này đẹp chưa? Ví dụ em mã này là set cao cấp nâu kèm số nhá, 229 nghìn. Ok, Phúc An Khang này, trừ quần legging dài thì còn quần dài nào nữa không á? Em có quần quy 10 nhưng không biết là còn hàng không. Đây này, em đang mặc một cái áo quay ở bên trong đây này. Còn set bộ quần dài màu đen không ạ? Set bộ quần dài màu đen chỉ còn ít thôi em ạ. Mọi người thấy đẹp không? Set cao cấp 229 nghìn, bao gồm một cái áo trong, bao gồm một cái áo ngoài và bao gồm một cái quần nữa. Ok chị Quỳnh Anh em chốt đơn. Ok chị Phan Ngọc Thảo em chốt đơn, được chưa? Chị nào lấy thì chốt giúp em nhá. Chị nào lấy thì chốt giúp em. Xinh chưa? Áo dây này xinh nhỉ? Lên áo phông đi chị ơi ạ. Lên áo phông à? Ok, bây giờ lên cái gì nhỉ? Bây giờ mọi người muốn lên cái gì? Ok chị à, không có tặng nước hoa gì đâu nha, nó lừa đảo đấy các chị ơi. Áo phông hồng anh bảo bọn nó có giải quyết được việc này không, chứ còn tình trạng này vẫn cứ vậy à. Bọn nó vẫn gọi tặng nước hoa từ hôm đấy đến bây giờ, chờ bao nhiêu lâu cả để chờ kết quả vẫn thế. Ví dụ em mã này là gì đấy ạ? Set gì đấy ạ? Set cao cấp nha. Set cao cấp kèm màu, kèm số điện thoại, em qua màu nha các chị nha. Lên nào sạm chữ à? Ok chị à, lên phông đi chị này. Set ba chi tiết, không phải ghi giúp em là set cao cấp giúp em nhá. Lên áo sạm chữ à? Ok, áo sạm chữ không biết là về hàng chưa cơ ấy. Phong đen gầu xong bao nhiêu chị ơi à? Chờ em chút xíu mọi người chia sẻ lên giúp em nhé. Rồi bây giờ lên cái gì nhỉ? Em hơi bế tắc không? À đây em bảo, quần này hôm nay có tận 4 màu. Quần xốp này hôm nay có tận 4 màu. Quần xốp này hôm nay có tận 4 màu. Và hôm nay bán tặng các chị luôn.
là bao nhiêu? Vẫn 77.000. Bò phối lúc nãy em lên rồi, bò phối là 113.000 nhá. Chị bán quần đồng đứng không ạ? À? Còn vài gấu vẽ không ra, em còn cái kèo dây này xinh thế. Chả nhẽ. Ok chị Nguyễn Linh Đan, ok chị Linh Sáng, áo phông hồng của bẻ mà form này. 70 cân vẫn vừa cái áo này luôn, trời ơi, nó quá là xinh, áo dây này nó quá là xinh luôn đấy các chị ạ. Bèo 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 ở bên dưới này, đẹp vai luôn. Ví dụ em mã này là không, con này là bán theo set thôi, qua mẫu nhá. Sim tay hến còn không? Sim tay à, sơ mi tay hến á, sơ mi tay hến. Sơ mi tay hến là mã gì ạ chị nhỉ? Quần giống chị bao nhiêu? Quần giống chị có mã là quần tóc ta 88.000 nhá, 88.000. Không có gói tặng nước hoa nào đâu ạ. Đâu ạ? Ok chị Ngọc Apu. Con này chỉ còn mỗi vàng thôi ạ. À? Con này hết đâu rồi, trắng rồi. Con này em tặng nốt là 76.000 đấy, bây giờ còn mỗi vàng thôi. Ok chị Quỳnh Anh, em chốt đơn. À, một set cao cấp có một quần, đúng rồi, có màu sữa đây này và màu nâu, và có một quần, một áo dây và một áo khoác bên ngoài. Sơ mi phối hồng là 113.000. Lên áo phông đi. Ok, rồi bây giờ lên áo phông nhé. Em bảo mọi người có áo phông này. Em phải giật cái áo trên móc xuống cho mọi người, là mọi người biết đấy. Em phải giật cái áo trên móc xuống là mọi người biết. Ok, Trần Kim Oanh lên xuống giúp em. Cho em hỏi tất cả những chị đang xem live ở đây, ai nhận cái áo này của em rồi? Chị Thi Trần, chị quần tóc ta màu kem màu gấu hai mặt hôm qua gọi sập nguồn, chị đặt lại luôn đi chị ơi. Chị Ngô Hạnh, ok em chốt đơn, quần có hai size SM để lại cân nặng, nhân viên chốt size nhá. Được chưa? Áo đen chị mặc bán không ạ? À? Có bán em ơi, áo này là áo quay 28.000. Vừa âm nọ bảo shop tri ân, em đoán là lừa đảo nước hoa 3 triệu tri ân 199k lại còn. Nói chung là bên chị có bán nước hoa đâu mà tri ân được nước hoa. Ok, Phương Cường em chốt đơn. Và em nói thật với mọi người, một cái áo phông lãi không nổi 15.000, em lấy cái gì ra để tặng nước hoa cho khách? Thật sự luôn. Chị Linh Đan, ok em chốt đơn, xếp công cấp của em là 229. Hai lần rồi chốt lại ok, thì giờ một tuần nay nhắn tin còn không thèm dép. Em gọi hotline đi em ơi, đừng có nhắn tin. Chị nói thật, nhắn tin nhắn nó nhiều lắm, không thể nào mà check hết được. Tin nhắn nhà em không bao giờ hết được. Thế nên em mới sinh ra cái số điện thoại hotline. Và em tuyển hẳn một nhân viên chỉ để ngồi nghe máy hotline cho các chị thôi á. Thế nên là mọi người cứ gọi đi, gọi bao giờ được xử lý xong thì thôi nha các chị nha. Anh check cái khách, đọc cái comment của khách đấy, báo bọn nó kiểm tra luôn đi. Áo quay có đệm không? Không có đệm đâu, mình phải mặc áo ngực ở bên trong nha các chị nha. Đây áo này mọi người, em hỏi mọi người này, tất cả những chị đang xem live ở đây đã có ai nhận được áo này chưa? Áo này của mã của em là 3D. Mã của em là 3D, cho em hỏi mọi người đã có ai nhận được áo này của em chưa? Các chị cảm thấy như thế nào? Ngố đen còn không linh ở đây, chị ơi em vẫn đang mặc bên trong này chị nè. Áo ba lỗ đi chị, em không có áo ba lỗ chị ơi. Được chưa? Ghi ở em mã này là áo 3D kèm màu kèm số điện thoại. Nói thật là lượt xem hôm nay làm em hơi bị thất vọng. Set cao cấp có những màu gì, mặc dù em tặng quà hơi bị nhiều nhưng mà rất là thất vọng luôn. Tương tác cũng kém, chắc là do dịch nên mọi người chỉ vào xem hay sao ấy. Đặt mấy hôm chưa thấy chốt hàng thì đặt lại đi chị ơi. Áo này ghi giúp em là áo 3D hồng, màu này cho em là 3D rêu, 3D da và 3D đen. Và sau khi có màu đen nhá, em nhắc lại này, sau khi có màu đen thì quần áo nhà chị vừa rẻ vừa đẹp, cảm ơn em nhá. Áo 3D hồng thì chi lên số giúp em, thì màu hồng vẫn là màu đắt hàng nhất. Ô, vừa nhận 3D xanh và rêu đẹp lắm luôn, em cảm ơn chị Hòa Doãn đây, các chị đọc comment giúp em nhá. Vừa nhận áo 3D xong ba hai cái luôn, khách hàng lấy hai cái luôn á, thấy không ạ? Ghi hiểu em mã này là đặt thêm giống tôi vãi, đặt thêm xong cuối cùng không thèm trả lời, bởi vì bên em không check được tin nhắn chứ mà là thèm trả lời hay là không thèm trả lời chị ạ. Chị đặt thêm thì bên em sẽ được thêm tiền, nhưng vấn đề là tin nhắn nhiều quá tải không có check hết được thì chưa dép lại được các chị thôi. Cho nên là khi các chị đặt thì đặt luôn một lần, chứ sau đấy khi mà đã chốt xong rồi mà các chị thêm ấy thì thêm được hay không là cái đấy là hên xui à, chứ đừng có trách bên em là không thèm đọc. Mà vấn đề là khi các chị lấy thêm sản phẩm thì bên em được thêm tiền, hiểu không ạ? Thì bên em chắc chắn là phải, nếu như mà biết tin nhắn của các chị thì sẽ dép, nhưng vì tin nhắn quá nhiều không thể nào mà dép hết được. Chứ còn các chị lấy thêm một sản phẩm thì em lấy lãi thêm một sản phẩm, cái đấy dễ hiểu mà. Ví dụ em mã này là 3D hồng, màu này cho em là 3D sữa, 3D đen và 3D rêu kèm số 88.000 đồng. Vẫn bao giá thị trường luôn, được chưa? Ví dụ em mã này là, ok chị Hoàng Thị Lan Anh em chốt đơn. Khổ toàn chốt ok rồi, cái gì cơ? Chốt ok rồi, cái gì cơ? Tóm lại có vấn đề gì các chị gọi hotline đi, bây giờ đang có nhân viên trả lời đấy. Các chị comment ở đây em cũng không có xử lý được. Áo bò phối bao nhiêu? Áo báo bò phối của em là 113.000. Em nói rồi này, em ghi rất là rõ ở trên tút ý. Nếu có vấn đề gì nhân viên xử lý các chị không thỏa đáng thì inbox riêng cho em qua Zalo. Còn nếu chỉ là thắc mắc đơn hàng thì vui lòng gọi hotline giúp em nhé. Chứ trên livestream các chị cứ bảo em kiểm tra đơn làm sao em kiểm tra được. Live như thế này nhá, trả lời bao nhiêu người, 500-600 người đang xem livestream. Mỗi người hỏi một câu là em đã trả lời không thể hết được rồi. Thì làm sao mà em check đơn được? Còn nếu không thì ghi là kiểm tra đơn thì phải chờ đến ngày mai mới được kiểm tra. Bởi vì cái list đơn hôm nay thì mai bên em bị chốt. Sơ mi bà em còn nhá, theo áo theo chữ B em còn nhá chị nha. Ghi hiểu em mã này là 3D hồng, 3D rêu, 3D xanh. À không phải xanh, nâu và đen. Nâu, đen, rêu, hồng 88.000. 88.000, trời ơi số hotline trên đầu hình như không ai đọc hay sao ấy, thật sự luôn.
Chị Ngô Quỳnh, ok em chốt đơn. Nhìn giúp em này, bao nhiêu cân mặc được áo này của em á? 77 cân mặc thoải mái, 77 cân mặc thoải mái, váy thỏ em hết hàng rồi. Ok chị Nguyễn Hương Giang em chốt đơn, ok chị Ngô Quỳnh em chốt đơn. À váy thỏ nhà em hết rồi, không còn nữa, bây giờ chỉ còn váy gấu thôi. Chị Thúy Kỳ em chốt đơn, chị Linh Nga em chốt đơn, chị Nguyễn Ngọc đơn hôm qua đi chưa? Đấy, mọi người cứ muốn dồn như thế sau một ngày, các chị nhắn tin bên em không dồn, các chị vẫn phải chịu thôi nha các chị nha. Bởi vì ví dụ như qua một ngày rồi thì đơn nó đi rồi là em bên em không dép để dồn nữa đâu. Chị Bắc Băng Dương em chốt đơn, chị Châu Giang em chốt đơn, chị Kiều Thơm em chốt đơn, chị Diệu Lê em chốt đơn. Ví dụ em mã này là áo 3D và mọi người biết đâu không, là màu đen về, màu đen không còn màu nào ngoài kia về, chỉ có trên móc thôi à. Thế bây giờ muốn rơi cho khách thì lại tháo trên móc xuống. Chị Lương Thùy Linh em chốt đơn. Ok chị Vân Lý à, Vân Lina em chốt đơn được chưa ạ? Chị nào lấy 3D đây chốt giúp em. Mọi người biết trong 4 màu nhá. Màu đen về sau nhưng màu hồng vẫn đắt hàng nhất, rồi mới đến màu đen, rồi đến màu rêu và cuối cùng là màu da. Chị Thu Hồng em chốt đơn. Áo đát đấy bây giờ hiện tại là đang thiếu đơn chị ạ. Em vẫn treo đấy thôi nhưng mà đang thiếu hơn. Chị Bích Ly em chốt đơn, chị Hà An em chốt đơn. Còn váy gì không á? Bây giờ em chỉ còn mỗi váy gấu vẽ thôi à. Còn gấu hai mặt không, rồi hai mặt em còn trắng hết đen. Chị Hạ Thủy em chốt đơn. Quần xốp màu đen còn nha chị nha. Ok chị Hồng Đá em chốt đơn. Quần xốp em còn cả đen còn cả trắng luôn. Chị Linh Trần à hình như hết đen hay sao á. Chị Hồng Nhung em chốt đơn, chị Chi Nghĩ em chốt đơn. Chị nào lấy 3D hồng rồi chốt giúp em 88.000. Chị Mai Giang La lên số giúp em. Nói thật tầm này em gì có ai bán mẫu này hả chị? Ok chị Trà My em chốt đơn. Chị Mai Giang Na chưa có số lên số giúp em nhé. Áo quay của em là 28.000 một áo. Khi nào có bột đó chắc là nhanh nhất thì ngày kia mới có, gửi xe tải ra. Đúng rồi, dồn được thì dồn mà không dồn được thì để đơn sau chứ nhiều chị á. Ví dụ mua hôm nay rồi mai nhắn tin rồi là bên em không dép thì lại bảo là thì lại trách là không thèm đọc. Lâu được nhận hàng quá. Đợt này dịch mà các chị, em nói thật đợt này dịch thì chắc chắn ít nhiều thì nó vẫn bị ảnh hưởng từ nhiều lý do nhá, từ vận chuyển này, từ hàng về này, rất nhiều lý do ảnh hưởng đến cái nhận hàng lâu thì các chị thông cảm. Bây giờ thật ra bây giờ dịch có đi đâu đâu, thế nên là mình chấp nhận chịu khó mua được hàng đẹp mà hàng nói thật là rẻ nhất trong cái cuộc đời em bán đồ, rẻ nhất, chỉ có dịch bệnh thì mới có giá. Như bây giờ các chị mua thôi, em nói thật đấy. Chị Ngọc Mai em chốt đơn, chị Minh Chi em chốt đơn, chị Linh Chi mình xem màu xanh. Ghi em là quay nâu, quay trắng và quay đen nhé, quay đen em mặc bên trong này. 28.000 một áo, mỗi người em bán 2 áo, một áo không bán mà nhiều hơn 2 áo cũng không bán, cứ mỗi người 2 cái giúp em. Chị Trần Ngọc em chốt đơn, chị Vân Lý em chốt đơn. Xem quần shop đi chị, đây này, quần shop có thêm màu bò này, xinh lắm luôn này. 77.000 một quần shop, có thêm cái màu bò này. Hôm nay em nhận được vịt nâu đẹp lắm chị ơi, cảm ơn em nhá. Ok chị Linh này, ok chị Phương Nhi lên áo xám chữ, ok chị Tiên Nguyễn có quần vòng không? Em có quần tắc tay em đang mặc đó chị này, 88.000. Làm mưa làm gió luôn, ok chị Ngô Hạnh mà biết đâu. Cái này là người ta bán giá thanh lý ấy. Ok chị Linh Trần, ok chị Phương Phạm, ok chị Bích Phượng. Trời ơi. Chán trường, nói chung là chán trường các chị ạ, bán chán quá. Áo cô gái còn không chị? Áo cô gái á, ok chị Hồng Đào này, ok chị Dương Phạm, ok chị Kim Hà này. Áo bò bê kia bao nhiêu? Ok chị Thúy Hương này, chị thêm một quay nâu nữa nhé. Ok chị Thu Hồng này, áo chị đang mặc bao nhiêu? Áo chị đang mặc có mã là áo chị đang mặc có mã là 3D hồng, 3D hồng nha các chị nha. Xỉ vui lòng inbox Zalo, ok chị Hồng Nhung. Áo quay này nếu như ai có đơn sản phẩm khác thì có thể dồn một cái được. Còn nếu như ai chỉ lấy áo có quay không ấy thì em sẽ bán từ 2 áo là 28.000 một áo, nhân đôi lên giúp em là bao tiền đây? À phông màu đen nào có nhiều chứ chị? Ok chị Thúy Kiều, ok. Em thề với các chị trong 4 màu này màu hồng là đắt hàng nhất. Chị Nguyễn Hạnh em chốt đơn. Áo A8 đây này chị ơi, không biết là còn ai chưa có A8 không? 87.000 một chiếc A8, em nói thật lòng với các chị luôn. Bao rẻ nhất cái Việt Nam này, nhất cái Facebook này luôn, không phải suy nghĩ. Và trong một cái live stream của chiều thứ tư ấy, hôm nay là thứ sáu đúng không? Chiều thứ tư hôm nọ ấy, chiều thứ tư và tối thứ tư, tức là trong ngày thứ tư, một buổi chiều buổi tối là em bán hơn 400 chiếc này. Và biết rằng là trong cái hôm đấy em chỉ có đúng hai cái áo mẫu thôi mà đẻ ra được 400 cái. Ok chị Mai Hoa em chốt đơn, chị Thanh Nguyên lên số giúp em, chị Lê Minh Trang em chốt đơn, thật sự luôn. Đẻ ra được 400 cái áo A8 này này. Bởi vì lúc đấy em bán có 80.000 và em nói hôm với các chị là hôm đấy bọn nó gửi mẫu cho em mỗi là một cái. Các chị kéo lại like cũng các chị vẫn thấy em nói như thế. Có đúng hai cái áo mẫu thôi mà bán được sau bán được hơn 400 cái áo này. Ok Thảo Chiêu, ok chị Linh Nga, 400 chiếc này các chị ơi, 400 chiếc dã man luôn. Còn mẫu váy nào? Em còn một mẫu cả váy vẽ, gấu vẽ thôi. Ok chị Lưu Hồng Thủy Luyến em chốt đơn. Áo chị mặc có màu khác không? Áo chị mặc có tận 4 màu luôn. Ok chị Kim Hà, chị Hải, chị Thanh Nhà, chị Minh Chi, chị Mai Anh em bảo mọi người 3D sữa, 3D đen, 3D rêu và 3D hồng giúp em 88.000 đồng. 88.000 đồng một chiếc. Và áo này hôm đầu tiên em live stream áo này, em bán, em tổng số lượng nhân viên thống kê ra là hơn 500 chiếc. Cộng với hôm thứ hai thì đến ngày hôm nay là đến 1.000 chiếc. Nhưng tất nhiên em vẫn chưa giả hết đơn của khách.
Em mới lấy áo vải đẹp mà giá rẻ, cảm ơn em nhá. Áo A8 là 87.000. Và em bán hơn 400 chiếc một cái áo kiểu này này, hai màu bán hơn 400 chiếc. Chỉ có trong mùa dịch và chỉ có cái giá trong mùa dịch thì mọi người mới có thể mua được rẻ như thế này. Còn Q2 em không chị ơi. Được chưa ạ? Vịt nâu mã gì em? Dạ vịt nâu. Vịt nâu là cái mã này chị này, em đang sale nó cho các chị là 79.000 đồng nhá. Ok chị Nguyễn Huyền, ok chị Linh Chi lên số giúp em. Còn riêng con A8 này em khuyên mỗi người cứ lấy hai cái để mặc, 87.000 một cái. Chị Bin Trang giúp em chốt đơn, chị An Khánh em chốt đơn. Gấu thêu á, em không có gấu thêu, tất cả đều là hình in nha chị nha. Ok, Lương Thanh Quỳnh ơi, chất đấy là chất xốp. Ok chị Hồng Đào, 3D hồng này trong tất cả lần có lẽ là kỷ lục cuộc đời bà nào không luôn. Là trong bốn màu nhá, màu xanh dương là bỏ mẫu bởi vì màu này bán chậm. Là bốn màu là màu rêu, màu hồng, màu da và màu gì đấy ạ? Bốn màu là màu rêu, màu hồng, màu da và màu đen. Thì màu hồng là đắt hàng nhất và tiếp theo là màu đen. Tất cả các chị ở đây em khuyên này, tất cả các chị ở đây em khuyên các chị này nên lấy. Bực thế nhở? Ok chị Kim Anh em chốt đơn, không lấy được cái màu đen xuống, mọi người cứ mua đôi với chồng với người yêu mà nhớ mua chồng một cái màu đen. A8 này của em 60 cân đổ về mặc được các chị ơi, 60 cân đổ về mặc được. 3D đen cũng đẹp lắm mà bây giờ rách lấy được cơ, cay vãi làm nào nhỉ? Em không lấy được các chị ạ. Trời ơi. Chờ em tí nha anh Khánh ơi. Ok chị Nguyễn Minh Hằng này, ok chị Phương, Phương Cường này, đây là cái màu đen này đẹp lắm luôn này, nhưng mà em không lấy được luôn quá. Lấy cái này đen này cho em cả. Áo cổ chun còn không á? Áo cổ chun à? Áo từ từ để em loại đã. Ok chị Bống Bống nhá. Giày có không bạn? Giày em có chị ơi, giày em bán trong line này cho các chị là mình xem set bò, em không có set bò mà em chỉ bán mình cái áo thôi chị ạ. Cái áo thôi, cái quần em cũng có bán luôn, quần bò này cũng có bán luôn. Thật ra cái đấy là hot girl, người ta tự ghép thành set chứ nó không phải là set đâu. Đây này, màu đen này. Riêng màu đen này này, hôm nọ cũng tối hôm nọ bán được 150 chiếc màu đen. Nhưng màu hồng bán được tận 250 chiếc bởi vì màu hồng về trước và màu đen về sau. Các chị nhìn này, màu đen này các chị không mua hối tiếc. Em hứa với các chị luôn, hình in nó siêu đẹp và nhớ kiểm hàng trước khi nhận nhé. 3D đen kèm số áo này hot điên đảo trên thị trường. Hàng người ta bán tiền triệu với các chị ơi. Nhưng mà tất nhiên tiền triệu thì nó là hàng chuẩn xịn rồi. Còn hàng này là đối với cái mức giá mà em mang đến cho các chị thì nó quá là rẻ rồi. Ok chị quên thêm một giày size 37. Đối với cái mức giá em mang đến cho các chị thì nó quá là rẻ. Em dám hứa với mọi người là rẻ nhất Facebook mà. Áo đang mặc có giá là 88.000. Cú pháp là 3D. Màu em vừa cởi ra là màu hồng và màu em đang mặc này là màu đen. Còn cái áo em mặc bên trong này là áo quay 28.000 đồng một chiếc. Xem là Adidas, cái đấy là A1 không phải Adidas nha. Và chị nào lấy chốt cái em sẽ không mặc nữa bởi vì đang hết hàng rồi. Ok chị Huyền Nhi em chốt đơn, các chị nhìn này, đẹp chưa? Màu đen này, em cao 1m6 mà mặc này, mọi người thấy không? Đến giờ phút này em bán đến ngày thứ 3 rồi. Khách vẫn chỉ cứ 3D từ nãy đến giờ 3D. 3D này các chị không mua của em làm gì có ai bán mà các chị mua. Em nói thật đấy, em chắc chắn luôn là không có ai bán. Và kể cả nếu như có bán cũng không còn giá này. Các chị nhìn cái hình y nhà em này, em bóc ra ăn kéo ra các chị xem này. Thấy không? 88.000, nhớ lấy một cái màu hồng, một cái màu đen về mặc không đẹp quay ở đây. Hoàn hàng cho em. Ok chị Anh Nguyễn, ok chị Mon Bin nhá. Chị mặc màu rêu đi ạ. Bây giờ mọi người biết hoàn cảnh đến nỗi phải giật cái áo mẫu trên này, có nghĩa là ngoài kia không còn một cái nào nữa. Mà cái này là em dặn thì nhân viên nó mới để lại, còn đơn vẫn đang thiếu tất cả các màu luôn. Chị Anh Nguyễn, chị Đặng Quyên, chị Kiều My, quần shop này có những màu gì? Quần shop này có tận 4 màu luôn. Quần giày giá bao nhiêu? Giày 118.000. Quần đang mặc có mã là quần tắc ta. Quần tắc ta 88.000, 3 màu sữa đen vàng, 2 size SM, 88.000 một chiếc. Nói chung là cái này không cần phải bao giá, các chị tự biết mà. Chị Tường Vi, ok em chốt đơn. Sumi Buri này có mã là A10 và hôm nay lần đầu tiên em sell cái giá là 108, đúng bằng giá em nhập. Vì hôm đầu về em bán là 122.000, các chị nhớ không? Ok chị Hà em chốt đơn, chị Minh Chi em chốt đơn, chị Tường Vi em chốt đơn, chị Phương Du em chốt đơn. Quần shop hôm nay có tận 4 màu cho các chị luôn nhá. Quần shop hôm nay em có tận 4 màu luôn. Quần shop hôm nay em có màu à? Còn Q1 không? Dạ em còn. Ok, Khánh Duy chuột em chốt đơn. Chị Phương Dung em chốt đơn. Chị không phải là quần nâu mà là quần shop bò. Quần shop nâu, quần shop đen và quần shop trắng 77.000 một chiếc. Quần tắc ta thì là 88.000 một chiếc. Còn áo em đang mặc thì là gì ạ? Thì là áo 3D đen 88.000 một chiếc. A10 chị Kim Anh. A10 hôm nay em sale là 108 thì em sẽ không mặc mẫu nữa đâu. Em chỉ dơ nốt thôi. Em xả bằng đúng giá em nhập thì em cũng không mất gì các chị ơi, mà để cả có mất đi nữa thì cũng không đáng bao nhiêu. Bởi vì số lượng áo này em đã bán lên đến 600 chiếc, em lãi như thế đủ rồi. Đã dịch xem like của chị càng nghèo hơn, khổ lắm. Chị nói thật chị cũng chẳng muốn like đấy em ạ. Nhưng mà chị phải duy trì đấy. Còn nếu không dịch này chị ở nhà chị ngủ cho sướng cuộc đời. Chị Liên Vũ lên số giúp em, chị Nguyễn Ngọc em chốt đơn, chị Chăm Chăm em chốt đơn, chị Trà My em chốt đơn. Bản thân em muốn nghỉ nhưng các chị thấy đấy, em có nghỉ đâu. Quần tắc ta có tất cả là 3 màu. Ok chị Minh Chi em chốt đơn. A10 em sell nốt là 118 nhá. Mã này thì không mặc mẫu nữa đâu. Em sell nốt, chị nào lấy thì chốt thôi ạ. Là hết nha.
không bằng mẫu A10 nữa đâu, bởi vì mặc quá nhiều rồi. A10 chất đẹp lắm, em cảm ơn chị Khánh Phương. Em ăn lãi lên đến 600 chiếc rồi, thì bây giờ em sale cho các chị giá em nhập bình thường mà. Chị Candy Phạm, ok em chốt đơn. Áo quay của em là 28.000 một chiếc và em có 3 màu chị ơi, 28.000 một chiếc. Chưa nhận được hàng nữa em thì giúp em là kiểm tra đơn nhá. Ok chị Lan Phương này, ok chị Chi Nghĩa này. Đây nhá, của áo 3D của em nhà em các chị nhìn này, nhức cái nách luôn, 88.000. Chị Trần Anh Thơ, ok em chốt đơn này. Phương Hoàng, áo phông của con chó xanh mã gì thế bạn? Áo đấy chị ghi giúp em là mũ xanh không phải con chó đâu ạ. Chị kéo quần len em xem với đây, quần đây, quần đây chị mặc mỗi áo quay này. Áo quay này là 28.000 đồng một chiếc và em có 3 màu, mỗi người chốt 2 chiếc giúp em. Sụp nới đi còn không giờ em còn. Các chị nhìn này, nhức nách chưa? Đấy, mặc này. Eo bé tí luôn, nhìn trong like này mà mặc dù eo của em là 72 cm, à bụng trên hay là eo, nói chung là eo em là trên 70. Còn bụng của em là 80 cm, nhưng mọi người nhìn em mặc cái set này này. Thấy không? Mọi người sẽ cảm tưởng là em rất là eo, nhưng thật ra là bị ảo á mọi người. Do cái quần này nó ảo ấy. Sao lại mặc cái áo này nó bó vào này. Trời ơi nhìn eo ót dã man luôn, cảm tưởng như eo 65 cm vậy đó mọi người nhìn này. Đấy, thì do cái này nó bị ảo, nó bị hách cái dáng thôi, chứ thực chất là không phải là eo bé. Trắng dài tay treo trên góc kia, cái đấy không phải áo trắng đâu, cái đấy là nguyên set ấy. Quần chị mặc có mã là quần tắc ta, 88.000 đây này, cả set đây này, bao gồm một cái áo dây này, một gồm một cái áo khoác này, gồm một cái quần gọi là set cao cấp. Xem áo A8 nha chị, ok. Nói chung là áo A8 nhé, các chị không thể không mua được. Em nói thật lòng luôn đấy, các chị không thể không mua được. Cái gì không mua thì không mua, nhưng cái A8 là phải mua. Quần xốp còn không, quần xốp em còn đủ màu. Con này nhất định các chị phải mua. Con này có 2 màu, 87.000. Em nói rồi, nhất định các chị phải mua con này. Áo quay này mọi người thấy không, cúi xuống không hề bị hở. Và quan trọng là quay nhà em có chun, 65 cân vẫn vừa. Ok Thúy Kỳ em chốt đơn này, ok chị Trần Phinh Anh. Em nói rồi các chị nhìn áo quay nhà em này. Nhà em không có ý định bán áo quay, nhưng mà em thấy mùa dịch nó rẻ quá, 28.000 một cái mọi người nhìn này. Đấy form này, nhưng form nhà em là form 65 vẫn vừa, chứ không phải là cái quay bé xíu và cái quay không có chun. Quay này là quay có chun, các chị thấy không ạ? Quay có chun thì nó sẽ thoải mái. Quần shop của em là 77.000 đây, A8 đây. Cái gì hôm nay không mua thì cũng được, nhưng mà A8 và quần tắc ta là các chị nên mua. A8 và quần tắc ta hoặc A8 là vào quần shop. Áo chữ xám đi chị, ra lấy hộ em cái chữ xám thôi. Ok thì Khánh Ngọc đúng chưa? Riêng áo này các chị phải mua, em nói thật đấy. Chất này là chất shop, tất cả hàng hot girl đăng ảnh lên đều là chất shop. Nhìn cái ảnh thì em biết chứ là sao em không biết được, các chị các nhìn chị nhìn các chị cũng sẽ biết. Áo 3D 75 cân mặc được nha chị nha. Ok thì Trinh Tú này, áo gấu thêu đen sau lưng nhé, khu vực A có gấu thêu. Lấy hộ em con gấu thêu đen anh ơi. Đúng rồi, nãy khách bảo gấu thêu xong mồm lại bảo chứ nhà em làm gì có cái nào là thêu, cái nào in. Lù lù lắm rồi, càng ngày càng ngu á. Đây các chị, con này em sale luôn này. Con này nếu mà ai đã từng mua của em thì chắc chắn là sẽ mua với giá là 89-90 nghìn đúng không? Bởi vì con này là hàng thêu đặt tàu. Hàng thêu đặt tàu. Đây các chị nhìn này, đẹp không? A8 này, trời ơi. Mặc em nói rồi, like này cái gì có thể không mua, nhưng A8 nhất định phải mua. Mặc dù em đang nợ đơn khách hơn 100 chiếc, nói điêu mất lộc luôn. Con A8 này này, đang nợ đơn khách hơn 100 chiếc, nhưng tại sao vẫn mời khách mua? Bởi vì hàng này có giả đơn, có đủ đợt để giả đơn cho các chị. Ok chị Hà, áo quay chị lấy một cái thì phải dồn với sản phẩm khác. Còn nếu mà một cái quay thì chắc chắn là các chị cũng không bỏ. Cái gì ạ? Nhập vào để khách cũng chặt lấy, cứ thể gửi. Ai? Khách nào? Chị nhận được đồ rồi, rất rất ok em, cảm ơn chị Mì Tôm. Thì lúc nhập phải trả lời là em gửi rồi hay như thế nào chứ? Ok, Vũ Thị Nhung này, like phông chó đi chị ơi. Ok, mọi người nhìn này, gấu nổi này, con này là sale, nhưng mà em vẫn treo lên, tại vì không có gì để treo cả. Ví dụ em mã này là không phải gấu nổi, đúng rồi, gấu nổi đen, nhưng mà nó là thêu đấy. Hàng theo đặt tàu đấy các chị nhìn này. Đấy, hàng theo đặt tàu các chị nhìn này, kể cái chữ ở trên con gấu cũng là theo luôn. Sell nốt nha các chị nha. Sell nốt nha các chị nha. 75.000 đồng, chị nào lấy thì chốt. Em bán là 89 và lúc đấy em nhập là 75, lúc đấy còn lãi được 14.000 một cái áo phông, là lúc trước khi dịch là bán 89 đúng không? Ví dụ em mã này là gấu nổi đen kèm số 8 75.000. Ok chị Huyền Canh Canh này, ok chị Thắng gì đấy hết nhận. Đúng rồi Tôm Lê ơi, ok chị ạ. Áo nâu dài tay là cái đấy là trễ vai, em vẫn đang sale đấy các chị nào lấy chốt nốt nha. Còn đây là chữ ghi này, ok chị Hiền Chu này, chị mặc thử màu be của mẫu nào nhỉ? Không phải là chốt phông gấu mà là không, đóng cửa vào đi. Phông gấu nổi đen kèm số, chị Diễm My em chốt đơn, chị Phương Dung em chốt đơn, chị Yến em chốt đơn, chị Sông Thương lên số giúp em nhé. Có màu khác không? Chỉ có một màu đấy thôi. Ok chị Phương Hai em chốt đơn, chị Thảo lên số giúp em, chị Kiệt Phương Tony lên số giúp em nhé. Gấu nổi đen sale 75.000. Em nói rồi, các chị trước đây từng mua chắc là các chị cũng biết giá rồi đúng không? Áo 3D hình cô gái lệ
Chị ơi áo 3D hình cô gái A8 chị mặc sữa đi, chị Oanh cung lên số giúp em, chị Lương điện em chốt đơn. Bé bé đang mặc, bé đang bé chị đang mặc cái gì? Bé cái gì cơ? 3 ngày chưa nhận được hàng thì chờ thôi chị ơi, 3 ngày là bình thường mà. Chị Nhi Phương em chốt đơn, chị Quang Vân lên số giúp em, chị Thảo Lê em chốt đơn. Áo này là A8 đen 87.000 đồng. Em nói là hôm nay cái gì không mua thì không biết, những cái em đang mặc là phải mua, không là tiếc lắm ý. Đúng rồi Tom Lê ơi, cổ tim còn không? Chắc là em còn đấy. Ok chị Khánh Ngọc ghi giúp em là gấu nổi đen, mọi người chia sẻ lên cho em cái nào. Trời ơi chán cuộc đời luôn á. Ok chị Hồng Nhung, ok chị Nấm Nhỏ, ok chị Khánh Ngọc nhá. View lúc nãy lên 900 người và lên phát tụt luôn. Chị Hà Đỗ em chốt đơn. Áo quay là 28.000 một chiếc. Ok chị Nhi Phương, ok chị Hồng Nhung, ok chị Hà Đỗ này. Gấu nổi đen 75 rồi hết hàng này. Cái chữ ghi này hôm nay em bán tặng trong live cho các chị luôn nhá. 78.000 đồng. 78.000 đồng chữ ghi kèm số. Cái này chắc không cần mặc được đúng không ạ? Còn áo đang mặc thì là A8, chị mặc A8 màu kem đi. Ok. Cái này ghi giúp em là A8 đen và giữa hai màu á thì em thấy là màu đen nhích hơn màu màu đen nhích hơn màu sữa một chút xíu. Màu đen nhích hơn màu sữa một chút xíu nha các chị nha. Đang mặc bao nhiêu? Dạ áo em vừa cởi ra đấy là A8 đen 87.000 và em đang mặc đây A8 sữa 87.000. Em nói rồi, hôm nọ cả livestream buổi chiều và livestream buổi tối là em bán được hơn 400 chiếc. Thế nên em mới nói với các chị là hôm nay mua cái gì thì mua, nhất định là phải mua con A8 này nha các chị nha. Ok chị Hồng Nhung này, ok chân chân lên số giúp em này, ok chị Võ Phương Nhi này, chị Hoa Cỏ May ok em chốt đơn này, Dương Ngọc Huyền ok em chốt đơn này, chị Kim Oanh ok em chốt đơn này, Nguyễn Kim Liên chốt đơn này, lên thông tiếp đi chị. Ok chờ chị chút xíu nhá để em mặc lại con A8 cho mọi người đó. Mà chia sẻ lên cho em cái nhá. Like này em tặng 400.000 cho 3 người chia sẻ livestream nhiều nhất đấy. Còn thể lệ mini game thì em có ghi rất là rõ và em ghi ở đầu trang mới có thể đọc kỹ hơn. Chị Bắc Băng Dương em chốt đơn, chị Ngân Trúc em chốt đơn, chị Nguyễn Trang em chốt đơn, chị Phan Vi em chốt đơn. Em hỏi mọi người mặc người xem này có đẹp không? Mặc người xem như thế này có đẹp không? Hai cái lúc nãy mà treo ở đấy thì em để riêng ra đi, cái đấy lỗi là không ship cho khách nữa. Ví dụ em mã này là gì ạ? Không mất công phải tiền ship về vỡ mồm. A8 sữa kèm số điện thoại 87.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Yến em chốt đơn, chị Đinh Phương em chốt đơn. Set 3 món em vừa mặc rồi em không mặc nữa đâu ạ. Ok chị Lương Điện em chốt đơn. Chị nào lấy A8 sữa là chốt giúp em. A8 sữa, A8 đen. Em nói rồi cái gì thì không mua, nhưng cả set em mặc là mua. 87.000 cộng 88.000. Và quần tắc ta này trước đây em đã từng bán nhá. Lúc ra Tết bán 145.000 đúng không? Sau đấy nhập được rẻ hơn bán 129.000, nói đi mất lẩu luôn. Bây giờ mùa dịch mới bán được giá 88.000, còn bình thường em nhập là hơn 100.000 một chiếc. Chị Hoàng Nguyễn ok em chốt đơn. Được chưa? Chị nào lấy thì chốt giúp em là quần tắc ta có cả màu đen, có cả màu sữa, có cả màu vàng. Chị Ngô Hạnh em chốt đơn, chị Sông Thương em chốt đơn, chị Phương Thảo em chốt đơn, Hoàng Lan Anh chốt đơn. A8 kèm màu kèm số 87.000. Quần tắc ta kèm màu kèm số 88.000. Chị Huyền Tây chưa có số điện thoại lên số giúp em. Em nói rồi, hôm nay không mua hai con này chỉ có hối tiếc thôi. Không mua hai con này chỉ có phí cuộc đời thôi á. Và ví dụ như mẫu này 87.000 có hàng để giả nhưng ít nữa mà hết hàng giả thì em sẽ dừng mẫu, em không bán nữa. Chị Phan Thúy Kiều ok em chốt đơn, có áo cổ chun không? Cổ chun từ đợt trước em hết hàng rồi. Chị Hà Trang ok em chốt đơn. Ok chị Linh Anh ra ngoài kia xem còn A16 không? Hình như là còn A16 để sell nốt đi. Sell nốt đi. Được chưa? Ghi của em mã này là A8 này. Trời ơi tụt hết cả người xem rồi. Chán cuộc đời. Từ nãy giờ em bán đó. Lượng đơn mới chỉ đủ để tặng quà cho khách thôi. Em nói thật đấy. Ok chị Huyền Tây, ok chị Lê Thị Hiền. Quần em đang mặc có mã là quần tắc ta đen. Ok chị Lương Thanh Quỳnh. Tụt như tụt quần vậy đó. Áo sữa set dưới bò bao nhiêu? Áo sữa áo này là set, cái này ghi giúp em là set cao cấp sữa. Set cao cấp sữa. Ok chị Linh Linh Pong lên số nhá. Ok chị Yến Nguyễn này. Áo cổ tim có những màu gì? Chờ em một chút xíu nhá. Ok Hương Quỳnh. Nói chung là con A8 này mặc không muốn cởi ra luôn. Đẹp thật. Đẹp thật sự luôn đấy. Ok chị là Sam gì đấy em không kịp đọc tên thôi, em không đọc tên nữa nhá. A8 kèm màu kèm số, chờ em chút xíu em lấy con A16 em tặng nốt cho các chị. Bây giờ bán nào sell đi. Chứ thật ra hàng mới chỉ có thế thôi, hôm nay hàng mới chỉ có vậy thôi, làm gì có cái gì nữa. Thôi em qua A8 nhá, set 3 món em tháo xuống luôn này. Set 3 món này là 129.000. Con áo bò này quá là đẹp luôn này, con này các chị này. Con áo bò xích này quá đẹp luôn, xịn xỏ dã man luôn ấy. Chị Hương Mon lên số giúp em sẽ chắc chắn là lấy một con bò xích này. Đây nhá, A10, đây à, mỗi màu còn bao nhiêu? Đây cái này em còn gì, ok 5 mã này em sẽ sell luôn, lên luôn giúp em đi. Đông đông người một chút xíu đi. Chia sẻ cho em đi, con này ghi cho em là set cao cấp 229.000. 229.000 đây. Trời ơi tầm này đi chơi đâu được mà đi chơi hả em? Tầm này dịch chỉ có ở nhà thôi mà. Đây, con A16 này chắc các chị cũng mua của em rồi đúng không? Sell luôn nha các chị nha. Đây, A16 đây. A16 còn hai cái cốm, hai cái sữa và hai cái trắng đúng không? Đây.
A16 sale luôn cho các chị này, không mặc mẫu nữa. A16 là bây giờ em không mặc mẫu đâu, còn vài chiếc tôi bây giờ sale, chứ bây giờ được xem thấp thì biết bán cái gì, thôi thì mang hàng ra sale đi. A8 em nhận đơn là 60 cân nhá. A16 gì đây ạ? A16 cốm này, quá đẹp luôn. Đây này mọi người nhìn này, A16 cốm giúp em nha. A16 cốm thôi được rồi, em sẽ mặc một cái màu cốm đi. Em sẽ mặc một cái màu cốm đi, chứ không mặc được nhiều chị. Có những chị xem rồi nhưng mà những chị chưa xem, cái chỗ em không có dịch, em ở đâu mà không có dịch. Đầm polo tay hến còn không? Hình như em còn, để em xem lại đã nhá. Từ từ để em sell mấy cái này đã. Mời chia sẻ cho em cái đã nào. Bán buồn ngày chết thôi. Hai ngày mới bán một lần luôn. Tụt view do mạng á chị, em xem còn bằng 4G còn đang giật đây này kìa. Ừ, giờ này xem livestream khó thật, giờ này xem livestream khó thật sự luôn này. Đây này, A16 các chị nhìn này, màu cốm này đẹp không? Đấy, em sell luôn nhá. Mọi người nghe giá giúp em này, con này em sell mà cái mức giá này mà không tranh cướp nhau thì nói thật là nó quá là phí cuộc đời. Thật lòng luôn á, quá là phí cuộc đời luôn. Còn mấy cái trắng nữa này, còn mấy cái trắng nữa này, ghi giúp em là gì ạ? A16 cốm, A16 nâu và A16 trắng. Nghe mức sale giúp em nhé, 88.000 đồng. Chị nào lấy cho luôn nhé, 88.000 đồng, 88.000 đồng nhé các chị nha, 88.000. Giá này thì thôi em không cần phải bao, cũng không cần nói lời lãi nữa. Các chị nghe giá các chị tự hiểu nha, 88.000. A16 cốm, A16 nâu, anh ghi giá đi không bọn nó lại chốt trăm mấy. A16 trắng 88.000 đồng nhé. Em còn hai cốm này, nói chung là chồng em bảo còn mấy cái, em chả biết mấy cái, các chị comment sau đấy là nhân viên nó sẽ chốt xong rồi nó soạn luôn. Soạn lúc nào đến hết thì nó sẽ không gọi nữa. Chị Phạm Diễm My, ok em chốt đơn á, quà tặng hình như anh ra ngoài kia kiểm tra xem quà tặng còn màu gì nữa không. Chị Thùy Linh em chốt đơn, chị Huyền Tây em chốt đơn, chị Phương Mai em chốt đơn, chị Mai em chốt đơn. A16 88.000 chốt nhanh hộ em không mặc nữa, là mặc một màu này thôi nhá. A16 88k chắc là thôi, cũng không phải mời mà cũng không phải phải kiểu như là phải nói là ui em bao giá em này kia. Giá này thì bao cái gì nữa các chị, giá này không nhập được giá này nó gì là bao, làm cái gì ấy? Các chị bao biết gì nữa, bao biết gì cái này nữa, là trời. Chị nào lấy thì chốt A8 đi, em cởi ra luôn nhá. Hết quá nhiều comment à. A16 em xin lỗi, ngu mẹ rồi, con này là A16 mà em vừa nói A8 à. Hết nha các chị nha, A16 88.000 được chưa? Có cốm này, có trắng và có nâu, nhưng mà em nghĩ là màu cốm chắc là còn nhiều nhất vì màu cốm là đắt hàng nhất. Nâu này, trắng giúp em này. Ok chị Kiệt Phương chưa có số điện thoại, thôi em hết nha các chị nha. A16 88.000 đồng. Màu em đang mặc là màu cốm, màu này trước đây là màu đắt hàng nhất, màu cốm nhá. A16 88.000 thì em nói thật, chị nào mà mới kinh doanh buôn bán ấy, lấy về bán lại cũng lời vãi cả trường. Em nói thật đấy, tiếp sale đến một mã tiếp theo. Sale đến con này. Rồi treo lên cho em quà tặng này, còn mẫu ở bao nhiêu chiếc cũng sale luôn. Đây này mọi người nhìn giúp em này. Đây, con chế vai này em cũng sale luôn này. Con chế vai này phải tầm còn chục chiếc đấy. Con chế vai này phải còn tầm chục chiếc luôn mọi người. Ơi là cái áo quây này mặc với quần tắc tan, eo ót vãi trưởng luôn, sợ thật. Nhìn ảo diệu vãi, hỏi sao mà nhiều khi chụp ảnh lên ảo thế. Chứ bởi vì là mình biết cách mặc là nó đã ảo rồi. Các chị chia sẻ like cho em cái nào các chị ơi. Bán cái áo sơ mi bây giờ cứ tám mấy nghìn như này thì không biết làm sao luôn các chị. Rồi tiếp tục. Trễ vai hoa vàng, cái này còn tầm chục chiếc, em sẽ nhận đơn khoảng chục chị. Con này thì em biết là em còn tầm chục chiếc bởi vì hôm qua em mới nhìn thấy. Đây này các chị nhìn này xinh không? Con này trước đây em bán là 127.000, nó điêu mất lọc luôn. Chị có cách mặc áo đỉnh quá. Có sao đâu. Ghi hiểu em mã này là gì ạ? Con này trước đây bán 127.000. 127.000, được chưa? Còn bây giờ xin phép là lỗ sấp mặt luôn. Ghi hiểu em mã này là trễ vai hoa, trễ vai hoa, trễ vai hoa là được, trễ vai hoa là được nha các chị nha. 88.000 chốt nhanh giúp em. 88.000 em có 10 chiếc. Toàn em thích số 8, ví dụ em là trễ vai hoa 88.000. Trước đây mà em nhập được giá này em thôi em không nói nữa, làm con chó luôn, không phải nói nhiều nữa. Làm sao mà nhập giá này, lúc đấy là nhập hơn 100.000 thì mới bán ra là 127.000. Các chị hay mua hàng em thì biết, khách nào mua xỉ thì biết mà. Làm gì mà có nhiều lãi nhiều như thế, không bao giờ lãi nổi được đến 20.000 trong cái mùa này luôn á. Trước đây áo phông được 15.000, bây giờ áo phông không được, áo phông là ít nhất, là ít nhất vì áo phông bán số lượng. Trễ vai hoa gì ạ? Trễ vai hoa vàng 88.000, ok chị Ly Phan em chốt đơn. Không phải là quần phông trắng mà quần xốp trắng, chị Hồng Minh em chốt đơn, chị Hoàng Nguyễn em chốt đơn, chị Hương Trịnh em chốt đơn, chị Huệ Cát em chốt đơn. A8 của em là 60 cân đổ về mặc được nhá. Rồi chốt nốt giúp em là trễ vai. Ok Thanh Huyền, không phải là bò tay hến mà là bò xích chị ơi, bò xích nha. Ai lấy mã này ghi giúp em là trễ vai gì ạ? Trễ vai hoa vàng 88k em qua mẫu nhá. Còn Q2 thì em chỉ còn một số size thôi. Chị Mimi Trần ok em chốt đơn áo đen.
áo đen chó mặt sệ bao nhiêu? Áo đen chó mặt sệ á. Áo này của em là chó hai mặt đen và chó hai mặt ghi. Hôm nay bán tặng 78.000. Chị nào lấy trễ vai hoa nữa chốt giúp em nhé. Trễ vai hoa vàng 88.000 em qua mẫu. Đây áo quay em đang mặc đây này. Áo quay này là 28.000. Kiểu mọi người lạc vào nhà em đôi khi hiểu có khi là mấy con này nó bán cái gì, nó bán cái gì nhưng mà nó rẻ như kiểu mà áo cúc đen còn không giá em còn cúc đen em cũng đang sale là 67.000. Tiếp theo con báo này cũng sale luôn. Sơ mi báo này em cũng sale luôn nhé. Có trẻ trễ không đẹp, có không chê có đẹp không ạ? Không chê cái gì cơ? Không trễ có đẹp, đẹp chị ạ, không trễ được. Ok chị Cương Kim. Cương Kim em chốt đơn, Thu Hà em chốt đơn vừa áo A80, em 58 cân ngực 98 chị sợ không vừa đâu. Chị Hải Dương ok em chốt đơn. Rồi chị nào lấy mã này chốt giúp em là sơ mi cổ vét. À ghi giúp em là vét báo kèm số điện thoại cũng sale luôn. Vét báo kèm số điện thoại 95.000. Quay đen một cái chị Trang còi lên số giúp em. Áo quay em bán từ hai cái hoặc kèm sản phẩm khác, một cái em không bán nhá. Chị Thanh Huyền ok em chốt đơn. À, hôm nay để về 88 chắc sốt. Hiểu em mã này là gì ạ? Vét báo kèm số em sale luôn 95.000, chị nào lấy chốt luôn nhá. Vét báo kèm số 95.000 áo quà tặng của em đây. Cho em hỏi mọi người những ai xem live ở đây có ai mua quà tặng nhà em chưa? Vẫn còn các chị ạ, vẫn còn nhưng mà còn ít. Đấy lúc nãy chồng em phải ra vét thì mới có cho các chị đây này. Đây này. Cho em hỏi những chị đang xem live ở đây ai đã nhận được quà tặng này của nhà em chưa? Mã của nó là quà tặng. Chị Huỳnh Nhung hỏi gì đấy chị ơi? Xanh lá ở giữa em xem, xanh lá ở giữa cái này gọi là cái gì nhỉ? Cái này gọi là anh treo lại cái hai cái 3D lên trên đi. Cái này gọi là mũ xanh. Ok Nguyễn Thị Loan, ok chị Huyền Trang. À, ok chị Khánh Linh nhá, chị nào lấy cái chốt giúp em. Ok chị Nguyễn Ngọc, quần bao nhiêu em? Quần tắc tang này của em là 88.000 chị ơi. Đây nhá, quà tặng của em này, sale luôn cho các chị trong live hôm nay này. Cách tụt view một cách dễ sợ, chất siêu ưng em cảm ơn chị Nhi Phương nhá. Ok chị Đinh Đinh Hiền, ok hệ Trang Huyền Nguyễn, chất siêu ưng các chị thấy không? Quà tặng chất mát mềm nhé mọi người, em cảm ơn chị Châu Giang. Không có lý do thì mọi người không mua. Áo quà tặng có bán không chị? Em muốn lấy một cái có chứ, mã của nó là quà tặng mà mã quà tặng siêu đẹp mặc xinh xỉu chị ơi, đấy có 3 khách vào khen rồi. Em mới hỏi cách đây khoảng tầm 20 giây thôi thì đã 3 khách vào khen cái áo này rồi. Bởi vì cái số lượng quá nhiều rồi, bởi vì em bán quá nhiều thì em nghĩ là trong những người đang xem ở đây có người nhận được rồi. Nên em mới hỏi ấy, và ít nhất là đã có 3 người vào comment rồi đấy nha các chị nha. Quà tặng em có nâu nhưng bây giờ rất tiếc là còn ít. Mọi người để ý lúc đầu live em có nói với mọi người là bây giờ em chỉ còn màu vàng. Sau đấy chồng em ra tìm thì may ra còn hai màu này nhưng còn rất là ít thôi. Mỗi màu chắc chỉ còn vài chiếc thôi đúng không anh? Cho nên là mọi người tranh thủ chốt đi, con này không có thêm đâu. Quà tặng em có vàng, quà tặng em có trắng và quà tặng em có nâu 76.000 đồng. Ở đâu rẻ hơn 1.000 em cho các chị hoàn hàng ngay lập tức. Chị Anna ok em chốt đơn. Ok chị Trang Phương, em nói là này chỉ có trong mùa dịch mọi người mới đạt được cái cảnh giới mà mua áo sơ mi đầu 7X. Ok Trang Thương Jolie lên số giúp em. Ok chị Uyên Phương em chốt đơn. Được chưa ạ? Ví dụ em mã này là quà tặng kèm màu kèm số điện thoại. Quà tặng kèm màu kèm số điện thoại 76.000 đồng, 68 cân đổ về mặc ok. 70 nếu mà ai cao thì mặc được. Ok chị Nguyễn Giang này, ok chị Quỳnh Hoa này, chị Hoàng Châu lên số giúp em này, chị Hiền Chu này, chị Hà Bi quần legging ngố 70 cân vừa không chị, vừa em nhá. Ok chị áo cúc còn màu gì? Áo cúc em còn khá là nhiều màu ấy. Chị Nguyễn Lan em chốt đơn, quà tặng mình đã có 3 màu. Chất siêu đẹp, em cảm ơn chị Kiệt Phương này. Ok chị Phương Anh này. Mọi người thấy không ạ? Đây em đang mặc đây này, form nó to rộng mà. Ví dụ em mã này là quà tặng kèm màu kèm số điện thoại 76.000 đồng. Em nói rồi, chỉ có trong mùa dịch mình mới có thể đạt được cái cảnh giới mà mua áo sơ mi 7X. Em nói thật, hàng thanh lý mà hàng si mà hàng qua sử dụng rồi, có khi không rẻ được như thế này luôn á. Chị Huyền Cún em chốt đơn này, em cao 1m6 và nặng 49 cân. Này em đóng thùng cho các chị xem này. Cái áo 76.000, áo quay có tất cả là 3 màu em ơi, 28.000 đồng một áo. Ok chị Hạnh Mỡ này, ok chị Heo Hoa Lê, à chị Hoa Lê này. Quà tặng kèm màu kèm số điện thoại. Đây em mặc nghiêm chỉnh các chị xem đây. Em mặc nghiêm chỉnh cho các chị xem đây. 76.000 đồng, nói thật lòng là bây giờ để mà nói là mua cái sơ mi mà đầu 7X thì các chị đi mua xỉ mà tầm 200 chiếc các chị cũng không lấy được giá này đâu. Em nói thật đấy. Còn legging ngố mã là legging ngố chị Mai Nguyễn ok em chốt đơn, chị Loan Mùi ok em chốt đơn. Áo hồng lúc nãy chị like rồi mà vẫn đang thiếu hàng của khách rất là nhiều luôn ấy. Áo mà chồng chị vừa treo đúng không? Áo đấy, hay là áo này, hay là áo chữ thêu hồng này. Ok Trang Còi, ok chị Hoàng Ly, ok chị Hải Dương, ok chị Loan Mùi, mọi người nhìn này. Áo này đi dạy được, đi học được, đi làm được, 18 tuổi mặc được, 28 tuổi mặc được và em khẳng định này, 38 tuổi vẫn mặc được áo này. Túi này em có bán chị ơi, túi này chị ghi giúp em là
Áo quay ba mà em nấu chị Thanh của em nói mọi người này, cái áo quay này bản thân em Linh không có ý định bán. Nếu như em bán em đã bán áo lâu rồi. Đợt trước em có bán cho một cái áo dây đúng không? Quanh năm suốt tháng chị mặc cái áo dây đấy. Nhưng mà đợt này dịch chứ chị bảo là em Linh ơi áo quay đợt này rẻ lắm luôn ấy Linh. Thế em bảo thôi được rồi, chị cho em mỗi màu 50. Mỗi màu 50 về em bán tặng khách để cho ai kèm mua cùng sản phẩm thôi. Hoặc là lấy hai chiếc áo quay chị Ngọc Anh lên số, chứ còn chẳng ai bỏ 28.000 mua cái áo quay mất 30.000 tiền ship, cái đấy là điều không có xảy ra trong cuộc đời này các chị ơi. 28.000 một áo, mỗi người hai áo giúp em, áo quay có trắng, áo quay có nâu và áo quay có đen như em đang mặc này. 28.000 một chiếc, 65 70 cân rồi mặc được, nó co giãn siêu mạnh luôn. Chị Camelay ok em chốt đơn rồi em qua mẫu áo quà tặng nhá. À, sơ mi nhún vai trên cùng bên phải, cái này không phải sơ mi nhún vai mà cái đấy là trễ vai chị ơi. Và em có 3 màu, con này em cũng đang sale là 96.000 một chiếc. Chị Hoàng Ly ok em chốt đơn, còn áo này em đang sale là 76.000 một chiếc. Giá thì mọi người cứ đi tham khảo thoải mái. Em nói thật, chị Nguyên Ken Ken em chốt đơn, chị Diễm My lên số giúp em. Túi này của em là 240.000, có mã là túi nâu. Quần em đang mặc có mã là quần tắc ta. Em nói rồi, quần này là được thanh lý mùa dịch thì mới có giá 88.000. Còn à, áo quà tặng chất đẹp chị 40 tuổi còn mặc, em cảm ơn chị Oanh Cung nha, em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Quà tặng chất đẹp chị 40 tuổi còn mặc, nhưng 18 tuổi vẫn mặc cái áo này. 18 tuổi mình có thể mặc màu vàng hoặc màu trắng đi, được chưa ạ? Chị Hải Dương ok em chốt đơn. Set áo trắng nút tên gì vậy em? À set này chị ghi giúp em là set cao cấp sữa nha chị nha. Sơ mi bò còn em ạ, nhưng mà không biết là em hỏi mã nào. A8 em có chị ơi, em sẽ về tiếp rất là nhiều. Còn hiện tại em đang thiếu 100 chiếc của khách. Chị Thu Hiền Trần em chốt đơn, chị Nấm Nhỏ em chốt đơn. Thật ra để mà nói về nhiều thì cũng không đúng đâu, về khoảng 200 chiếc nữa là hết rồi. Chị Yến Nhi ok em chốt đơn. Quần em mặc là quần tắc ta 88.000. À em mặc là áo quà tặng 78.000. Đây khách 76.000, khách bảo là khách 40 tuổi mặc vẫn ok đó mọi người. Và áo này 18 tuổi tất nhiên là mà ok, 18 tuổi mình có thể mặc màu trắng này nè. Đó, sơ mi bò có hai mã, một là sơ mi bò phối và hai là sơ mi bò xích. Con bò xích này rất là đẹp, con này hàng cao cấp. Con này hàng cao cấp, em nhắc lại, con bò xích này là hàng cao cấp. Chị Vân Vân lên số giúp em, chị Mimi Trần em chốt đơn một áo quay đen rồi nó, chị Phương Mai ok em chốt đơn. Set cao cấp lúc nãy chị có mặc màu nâu rồi, đẹp chưa? Thôi em qua mẫu quà tặng nhé, tại vì cũng còn ít thôi. Còn quần lụa không giờ em còn một số màu nhá. Ok chị Mai Nguyễn này. Ok chị áo phông nâu sau bao nhiêu? À gì nhỉ? Túi này của em là 250 giảm 240 nha các chị nha. Buồn quá các chị ơi. Ôi em quên bán áo này này. Em quên à, bán áo này các chị ơi. Thỏ cổ bẻ kèm số giúp em có 20 chiếc thôi. Q1 còn những màu gì bạn hôm nọ mua hai cái mặc thích của em, cảm ơn chị Huế nhá. Đấy. Q1 hiện tại em còn màu bò, màu nâu và màu đen chị ạ. Bên em không tặng nước hoa đâu nhá. Các chị cứ bom hàng, cứ cho nó ship đến, các chị đừng lấy là được, cho nó mất tiền ship. Ví dụ em mã này là không biết là có ai bị lừa đã nhận nước hoa thật chưa nhỉ? Ok chị Vân Vân. Không biết là có ai đang like, xem like ở đây mà đã nhận nước hoa chưa các chị? Em lấy quần nhé, ghi là quần tắc ta kèm màu kèm số nhá. Quần tắc ta kèm màu kèm số. Cái này ghi giúp em là cổ thỏ cổ bẻ nhá. Tạm bán tặng luôn 98.000. 98.000 cổ bẻ thỏ tay in luôn này, tay in luôn này. Mình nhận được hàng rồi, chất đẹp mà rẻ nữa shop ơi. Mãi ủng hộ Linh, cảm ơn chị Hồng nhá. Ok chị Hà Hạnh Phan này, mẫu là 70 cân vừa, áo đang mặc 70 cân vừa, quần em đang mặc 70 cân vừa luôn. Ok chị Thu Hà chốt đơn. Thỏ cổ bẻ kèm số điện thoại 98.000 thỏ cổ bẻ. Nhập xong hết rồi á? Trong đấy thấy còn nhiều lắm mà. Hay. Nhận hàng rồi đẹp, em cảm ơn chị Huyền Trang Trần nhá. Bây giờ trong phòng kia nhiều lắm mà. Ok chị Nguyễn Ngọc, áo hồng chị cầm bao nhiêu á? 98.000. Cái đấy không phải là bộ bò đâu mà, áo bò đấy là em bán riêng đấy. Bò này bò cao cấp, em thề đó chị không đẹp cho bàn hàng lại luôn. Con này bò cao cấp siêu đẹp, không phải đẹp đâu, con này này. Bò cao cấp siêu đẹp luôn. Ok Huyền Mon, ok chị Hoàng Châu, ok chị Gemmy nhá này. Hàng này là hàng tàu các chị ơi, siêu đẹp luôn, các chị nhìn này. Đấy. Còn ít nữa mà có hàng Việt Nam ra mà đẹp thì em mà rẻ thì em vẫn nhập về bán cho các chị tiếp. Còn các chị thích mua hàng nào các chị mua. Sơ mi vằn còn không anh ơi? Sơ mi vằn còn cái nào không? Sơ mi vằn với sơ mi báo còn cái nào không? Để em kiểm tra xem em không biết còn không. Sơ mi bò nới y hết hàng rồi chị ơi, đây này. Con này hàng cao cấp em nói rồi. Con này em để ý hình như mới có một hot girl bán chứ cũng chưa có nhiều hot girl bán mã này đâu. Các chị nhìn hàng này. Đấy. Bây giờ là về hàng tàu trước, còn ít nữa nếu như Việt Nam mình mà có thể làm được đẹp và rẻ thì em vẫn nhập về bán cho các chị. Tình hình tùy tình hình. Quần chị mặc là quần tắc ta, khác hoàn toàn với quần xốp. Quần tắc ta là chất tắc ta nó phồng, còn quần xốp là chất lụa, hoàn toàn khác nhau luôn em nhé. Ví dụ em mà quần Q1 thì em đấy quần lụa đấy là em đang sell nốt rồi. Bây giờ em đang bán xong tắc ta rồi. Chị Ngô Mi ok em chốt đơn cho em con bò xích. Con này ví dụ em là bò xích 187.000. Em hứa là các chị bây giờ đi cả cái phay này chưa có ai like mẫu này hết. Chắc chắn là chưa có ai like mẫu này hết luôn.
Món này hàng tàu ít người bán lắm, bởi vì nó đắt. Mà Hot Girl người ta đang bán hơn 400. Áo bò xích của em 187.000. Hàng y xí này ở đâu rẻ hơn em cho các chị hoàn hàng lại. Trời ạ, hôm trước nó gọi bảo tri ân tặng nước hoa, nói như đúng rồi ấy. Nhưng mà chị có nhận hàng không đây? Ok chị Gemmy, chị bé bé. Thế nhưng mà chị có nhận cái nước hoa này không đây? Ok Thanh Huyền. Không là mất 100 mấy chục nghìn nữa các chị ơi. Ok Thanh, chị Thanh Hằng Nguyễn, nó bảo tri ân nước hoa nước hiếc. Em nói thật với mọi người này, em Linh bán rẻ ấy, không nhất thì cũng phải nhì cái Facebook này. Em nói không phải tự tin nhưng các chị có thể tự so sánh giá thị trường được, đúng không? Lấy gì ra để tặng cho khách nước hoa tiền triệu? Em hỏi thật, lấy cơ sở nào ra để tặng cho khách nước hoa tiền triệu? Các chị phải hết sức cảnh giác nha. Chứ nói thật, bán hàng toàn 60, 70 nghìn, 80 nghìn, mà bây giờ bảo tặng nước hoa 2 triệu. Chị Thảo tít lên số giúp em, chị Thu Phương em chốt đơn. Ok chị Candy Phạm này, áo bò xích này, em mặc hẳn hoi các chị xem, không thích hơi phí luôn. Chị Thu lên số giúp em, bò phối treo trên kia rồi, chờ em chút xíu em xong con này em sẽ quay lại con bò phối đấy nhá. Bò phối đấy cũng chưa có ai bán đâu, bò phối đấy cũng là mã mới lắm, mới luôn ấy. Chứ ví dụ như NY với cả trơn thì bây giờ nhiều người bán rồi. Chị Thu lên số này, chị Su Linh ok em chốt đơn này. Sơ mi bò xích 187.000 hàng tàu nha. Con này có số lượng ít lắm, con này không có nhiều đâu. Các chị nhìn kỹ từng cái phụ kiện ở trên cái áo này. Đấy, thấy không? Xích này, mài này, cúc này. Đó, cứ nhìn kỹ giúp em, được chưa? Ví dụ em mã này, hai bên này có chiếc eo nhẹ, đằng sau có chiếc này. Nói chung là cái áo này là đẳng cấp luôn á. Từ lúc biết chị bán hàng em nghỉ chơi quán khác luôn thì cảm ơn em nhé. Ghi hồ em mã này là sơ mi bò xích 187.000. Chưa thấy ship đã chốt rồi thì chờ thôi em ạ. Chắc là đang đơn đang đi thôi. Một khi đã chốt rồi thì yên tâm có đơn rồi, vui lòng không đặt lại nhé. Được chưa? Ok chị Hoài Nguyễn em chốt đơn. Ghi hồ em là sơ mi bò xích 187.000. Chị Lan Hương ok em chốt đơn. Chị Hoài Nguyễn ok em chốt đơn. Sơ mi bò xích 187. Không phải tự nhiên những cái bò khác em bán rẻ hơn vì những cái bò khác bây giờ là lấy được rẻ. Hàng tràn lan, còn mã này chưa có ai có cả. Hàng này nó đắt. Đấy, nhà tôi ba đời không tặng nước hoa cho mọi người, đỡ hỏi, đỡ bị lừa. Ok, thu thật. Và khi mai làm cái biển nhà tôi ba đời không tặng nước hoa. Đúng rồi, đi cắt được nha chị nha. Ok chị ạ, ví dụ em mã này là bò xích kèm số 187.000. Chị nào lấy nó chốt nốt giúp em để em qua mẫu đằng sau này, xinh không? Con này nhất định em phải có một con. Còn Q10 không chị? Dạ, Q10 em còn, hình em cũng biết còn không, hình như đang hết sẽ. Chị Ngọc Anh em chốt đơn. Q1 thì hiện tại em còn 3 màu. Q1 hiện tại em còn 3 màu, em đang sale là 59.000. Chị Phạm Huyền ok em chốt đơn. Áo quay có tất cả là 3 màu, 28.000 đồng một áo nha các chị nha. Những áo này form quá đỉnh luôn. Áo này người ta đang bán 400 mấy cơ. Người ta đang bán áo này 400 mấy cơ các chị ơi, này mê nhỉ. Đẹp phải. Đây nhá, áo quay em có trắng này, áo quay em có nâu và áo quay em có đen. Áo quay là 28.000 một áo, 28.000 một áo, mỗi người lấy 2 áo giúp em. Linh bảo nó vội tắt máy luôn, mình không nhận. Em cảm ơn chị nhá. Đấy. Nó lừa đảo thì nó chẳng vội tắt máy à chị. Sơ mi vàng đen trắng đang hết hàng rồi nhá. À, không nhận được hàng đâu. Vị Hi ạ. Ok, đằng quên em chốt đơn này. Sơ mi bò xích của em ít nhất là 65 cân đối với mặc được, form nhà em đều là form to. Một con tất là đen chị Huyền Tây ok em chốt đơn rồi, em qua mẫu nha các chị nha. Chia sẻ livestream giúp em nhá. Áo em đang mặc là áo quay 28.000, quần em đang mặc là quần tắc ta nha các chị nha. Sơ mi bò xích bao nhiêu cân mặc vừa? Sơ mi bò xích của em là 65 cân đổ về mặc được. Chị Đặng Quyên ok em chốt đơn. Áo chó một mặt đi chị. Áo chó em chỉ có chó hai mặt thôi, không có chó một mặt hai cái màu kia. Tất cả ba con chó này đều là hàng hai mặt hết. Áo chó hai mặt đen ok, anh ra lấy con chó hai mặt cho em cái. Ok, Lê Quỳnh em chốt đơn này. Rồi áo đen kia bao nhiêu? Áo đen kia là đen nào chị ơi? Vướng mắt thế này. Đây áo bò phối của em đây, em mặc lại bò phối cho các chị này. Ô vẫn có một cái áo hồng này ở bên dưới. Đây. Vẫn có một cái này ở bên dưới này các chị này. Vẫn có một cái này ở bên dưới này. Áo in dưới ba lê hồng. Dưới ba lê hồng này có mã là sóc đen và sóc trắng. Cái này không phải là con chó đâu cái... Lấy em hai con sóc hai màu luôn. Đỏ mắt thế. Đúng rồi, em cọc trước cho chị, xong lúc nào gửi hàng được thì bên chị sẽ gửi nhá. À còn set quần dài không? Set quần dài. À set quần dài em còn. Ok, Hạnh Lê nhá này, con này này. Trời ơi, bán một cái cảnh giới mà dã man khủng khiếp luôn. Đây nha các chị ơi. Không, lấy em con sóc cơ mà. Đây này các chị này, chiên nước hoa. Em thấy nghi rồi, bên chị xuất đơn khách quen nhắn tin không gọi mà nói bên em xuất lên chiên nước hoa đấy thì nó lừa mà em. Nó lừa.
mọi người cứ để cho nó ship đến đi, xong rồi mọi người đừng lấy là được mà. Ví dụ em bán này nó ship đến xong mình đừng lấy, bởi vì mình bom hàng của người bán hàng chân chính thì mới là cái tội. Còn bom hàng của mấy cái đứa lừa đảo là nhất định phải bom cho em, bom chết mẹ nó đi. Có hai mặt đen đang hết hàng rồi, chỉ còn trắng thôi. Chỉ còn thái dài không, dạ em còn nhá. Đây này, chó hai mặt của em đây này. Chó hai mặt đấy các chị này. Cô gái đeo kính, cái này anh ý giúp em là cô gái đi. Quần thái dài hôm nay vẫn sale trong like các chị là 63.000 đồng. Áo hồng em mới cầm là 3D hồng chị ạ. Chị biết trong một like mà em bán là hơn phải hơn 250 chiếc cái áo hồng đấy. Mà trong mấy màu là một like là bán được hơn 500 chiếc. Thì em mới bảo là cái áo đấy nó quá là khiếp khủng luôn. Sơ mi nữ bò là cái gì chị ơi? Sơ mi bò xích hoặc là sơ mi bò phối thôi, chứ không có sơ mi nữ bò thì nó không ra mã được. Ví dụ em mã này là chó hai mặt, em sale nó là 78.000 nhá. Áo này thì em bán quá nhiều rồi, thôi không quảng cáo nữa nha các chị nha. Chắc là nhiều chị xem live ở đây cũng đã mua rồi. Ví dụ em mã này là áo chó hai mặt đen nhá, mặc dấu quần này các chị này, 78.000 đồng. Áo này ghi giúp em là áo sóc, không phải áo chó một mặt đâu mà là áo sóc. Ok chị Hương Trịnh em chốt đơn, chị Lương Yến Nhi em chốt đơn, chị Nhi Phương em chốt đơn. Cô gái ghi ạ, ok chị đây này nhìn giúp em này. Sóc nâu và kèm số điện thoại giúp em. Còn con này ghi của em là gì ạ? 3D sữa, con này cũng xuất sắc luôn. Mỗi tội em thề với các chị, tất cả những mã 3D này của em đều đang thiếu hàng hết. Tất cả các mẫu đều đang thiếu hàng. Bò phối là ok, chờ tí em mặc lại nhá. Ghi của em mã này là gì ạ? Các chị ghi của em mã này là gì nè? Gì đấy ạ? 3D sữa rồi em mặc lại bò phối đi. Bò phối quá đẹp luôn, đây này. Bò phối đẹp lắm mà em bán rẻ vãi cả trường luôn. Bán rẻ vãi cả trường luôn. Chị Võ Hồng Ngọc ok, em chốt đơn đây này. Bò phối hồi biết em bán bao nhiêu? 113.000, ở đâu rẻ hơn, quầy đem kỷ niệm thêm cái đó mặc. Quan trọng là mẫu này chưa có ai bán hết. Chị Thơm Thối ok, em chốt đơn. Set hoa sữa xinh yêu dã man còn rẻ nữa, mặc đi làm bảo 120k mọi người không tin ha ha. Này nhé, cái set hoa sữa xinh yêu dã man lại còn rẻ nữa. Đấy các chị thấy không? Cái set đấy nhưng mà em đang hết rồi hay sao ấy chị ạ? Em còn cái set này này, set hoa sữa đúng không? Em cảm ơn chị nhá, chị nhận được hàng vừa ở đây này. Set này này, 124.000. Ghi giúp em là set hoa xanh quần trắng 124.000. Ở đâu rẻ hơn 1.000 cho hoàn hàng lại. Chị Hoài Tàu ok em chốt đơn, chị Nhi Phương em chốt đơn, chị Nguyễn Dung em chốt đơn. Ship Bắc Ninh 30.000, chị ơi mọi người chia sẻ like cho em cái nhá. Mỗi người cho em xin một nút chia sẻ đi nào, buồn lắm rồi. Quần chị mặc có bán không? Quần em mặc bán nhiều chị ạ, quần tắc ta 88.000. Đây em sẽ mặc bò phối cho các chị xem này. Set hoa xanh quần trắng 124.000 đồng. Áo MLB hồng bên trên nào đấy, ghi giúp em là áo chữ thêu hồng. Cái này là cúc kim loại. Cúc này là cúc kim loại nha các chị nha, giật ra là được. Cả hai dây kia Linh, cái đấy là set cao cấp chị ạ. Ok Thảo Tú em chốt đơn này, đẹp chưa. Áo này ghi giúp em là bò phối, mọi người mặc không nhỉ, cũng xinh này. Bò phối này em đảm bảo các chị là chưa có ai bán đâu. Đằng sau như này này, đó 113.000 một set. À 113.000 một cái áo bò. Em nói rồi giá này chỉ có giá mùa dịch thôi. Ship nhà em là 30.000 toàn quốc, các chị ở đâu cũng thế thôi. Ok Su Linh em chốt đơn này, được chưa. Ví dụ em mã này là bò phối kèm số điện thoại 113.000, em nói rồi đâu rẻ hơn thì hoàn hàng lại giúp em. 113k thấy không. Bò phối kèm số điện thoại 113k. Bạn ơi ai giải quyết đơn nhầm cho tớ gọi điện hotline đi chị ơi. Chó ai mặt của em là 78.000. Ok Su Linh em chốt đơn. Ghi giúp em mã này là bò phối kèm số 113.000. Cho em xem áo phông dưới áo chó hai mặt. Dưới áo chó hai mặt đấy là con vịt nâu. Còn áo chó hai mặt đấy em giảm là 78.000. Áo gấu chữ là 83.000. Ok Trần Mỹ Trâm một sóc nâu em chốt đơn. Lên áo phông giảm chữ. Áo phông giảm chữ lúc nãy em lên rồi đấy các chị. Thôi bây giờ em chán là em chẳng đứng nữa, em ngồi. Chán chẳng muốn đứng nữa. Đây bò phối còn mấy cái chị nào lấy chốt luôn. Bò phối này hình như em chỉ còn 50-60 cái thôi. Thì đầu la em đã bán rồi. Áo xanh hoa, áo hoa set hoa xanh có size S không chị? Set hoa xanh có một size thôi. 60 cân đổi về mặc được. Chị Nhật Quyên ok em chốt đơn. Rồi ai lấy bò phối chốt giúp em nhé. Ok chị Thu Hiền Trần em chốt đơn. 113.000 đồng. 65 cân đổi về mặc được. Xinh lắm. Áo đen chị đang cầm bao nhiêu, là áo nào nhỉ? Ok Hoàng Thùy, Hoàng Trương, Trương Hoàng Thùy chưa có số điện thoại lên số giúp em nhé. Cho em xem áo chó xám à. Ok, chó xám đấy đang thiếu hàng chị ạ. Chiều nay mới về thêm. Em đang thiếu 80 mấy con ấy. Sục nới y là 118.000, 118.000. Áo phông màu đen kiểu khác không có, tất cả mẫu em đã treo hết lên đấy rồi. Sơ mi nâu nãy chị mặc có mã là quà tặng 76.000. Áo hồng chị đang, áo hồng chị đang lên chưa, là áo nào nhỉ? Áo hồng chị đang là áo nào? Một bò phối chị cô tư em chốt đơn. Chị bé nào một bò phối ok em chốt đơn. 3D đen của em là 3D của em là 88.000.
trễ vai à? Ok chị Hương Trịnh, một bó phố em chốt đơn, giờ chị xem xét cao cấp cho em xem áo cô gái với áo cô gái á, legging thì em không lên đâu, em đang mặc bên trong này, legging ngố, legging dài em không lên đâu, ngày nào em cũng bán á. Áo phía trên áo bò phối thì có mã là áo trễ vai rồi, để em mặc trễ vai. Line này chưa mặc trễ vai sale nốt cho các chị luôn. Chị Vy Oanh em chốt đơn, chị Đặng Quyên em chốt đơn, chị Ái Trang em chốt đơn. Chị dưới cái đấy gọi là chữ rách sữa kèm sổ nhá. Ai lấy bò phối thì chốt giúp em. 88.000 đồng bò phối nha các chị nha. Còn áo này là áo quay. Áo quay này là 28.000 đồng một chiếc, mỗi người em bán tối đa 2 chiếc, tối thiểu 2 chiếc, không bán nhiều hơn, không bán ít hơn nha các chị nha. Được chưa ạ? Rồi tiếp là chị nào vừa hỏi em cái gì nhỉ? Chị Su Linh, không phải là sơ mi nâu mà là quà tặng nâu kèm số. Quà tặng nâu kèm số giúp em. Chị Ái Trang một áo đen chó xanh ok em chốt đơn. Rồi tiếp này các chị hỏi em cái gì nữa nhỉ? À chị nào vừa hỏi em cái gì nhỉ? Quên mất rồi. Chị Vân Anh Hoàng em chốt đơn, chị Võ Thị Ái Trang à lên trễ vai đúng rồi, quên mất. Trễ vai này. Ai mua trễ vai nhà em chưa? Ở đây có ai mua trễ vai nhà em chưa? Áo đen len là áo nào? Anh lấy cho em cái trên vai xuống không, treo con A8 lên đi. Chị Linh Chi một cô gái ghi ok lên số giúp em nhé. Áo quay của tất cả là 3 màu, màu đen, màu nâu và màu trắng. 3 màu, màu đen, màu nâu và màu trắng. 3D lúc nãy chị có lên rồi ấy, đây này. Bò phối của em là 113.000 thôi chị ơi. Đây. Chị Minh Nguyệt lên số giúp em. Vừa chán đời. Lấy cho em cái áo trễ vai nâu. Chị Su Linh ok em chốt đơn. Cái áo trễ vai này em bán trên 500 chiếc rồi. Trễ vai yêu lắm, em cảm ơn chị Minh, em cảm ơn chị Minh Nguyệt nhá. Em cảm ơn chị nhá. Anh ra lấy cho em con cô gái ghi đi. Đây trễ vai nhà em này này. Sale nốt cho các chị là 96.000, em nói giờ đâu rẻ hơn thì cứ yên tâm mà hoàn hàng lại. Bình thường là em đã bán rẻ lắm rồi. Bây giờ dịch thì em nói thật là rẻ cái mức mà. Thôi không phải nghĩ nữa. A8 đen mặc với quần váy trắng phải nói là cực phẩm. Cảm ơn Dương Ánh nhá, nhận được A8 đen rồi Ánh ơi. Anh nhận được A8 đen rồi à? Nhận được hàng rồi à? Ở Hà Nội hay sao nhận được rồi đúng không? Nếu mà ở Hà Nội thì mới nhận được rồi. Mới nhận A10 với áo trễ vai xinh lắm ạ. Cảm ơn Thu Hằng nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mặc dù đang chán đời lắm nhưng mà mọi người vào khen lại thôi đỡ chán. Chán lắm. Muốn làm gì hết trơn. Kiểu em mã này là trễ vai nâu, trễ vai. Trễ vai nâu, trễ vai sữa và rịa và trễ vai trắng nhá. Em sale nốt là 96.000. Em nói rồi ở đâu rẻ hơn em cho hoàn hảo lại. Có tất cả là 3 màu. Và đến thời điểm này em bán hơn 500 chiếc này rồi. Mọi người để ý rằng là dịch bệnh em rất là ít mẫu, nhưng tất cả các mẫu em bán đều số lượng cực nhiều, không phải nhiều mà là cực nhiều. Ok chị Linh Anh này, ok ví dụ như tắc ta một like phải bán tầm 300 chiếc. Ví dụ như áo 3D một like phải bán tầm 300-400 chiếc. Em nói thật áo quà tặng cũng thế. Toàn là số lượng thôi, nhưng các chị để ý một live stream ấy. Em học ở Hải Phòng nhưng mà hôm nay đặt chiều nay nhận được ngay thế á, nhưng mà đặt hôm nay chiều mai nhận được ngay thế á, nhanh thế. Ví dụ em mã này là gì ạ? Áo đen gần móc, áo bò phối, chị xem để số ở like, chị ơi xem lại rồi để số ở like được không? Được em nhé. Rồi trễ vai kèm màu kèm số điện thoại 96.000, chị nào lấy chốt luôn nhé. Trễ vai em có màu hồng này, áo em xin lỗi, trễ vai em có màu nâu, màu trắng và màu sữa. 96.000 là con giá cuối cùng rồi, em nói rồi không phải suy nghĩ, không phải so sánh, làm gì có chỗ nào rẻ hơn mà so sánh. Áo hồng ba len đó, làm gì có hồng à, hồng nếu không phải hồng ba len, hồng đấy là chữ thêu hồng. 89.000, 88.000. Sơ mi Burberry nâu ok Thúy Vi. Sơ mi Burberry nâu có mã là A10. A10 là đang sale nó là 108.000, em bỏ mẫu vì bán quá nhiều. 108.000 là giá em nhập rồi. Quần nâu xám 77k đấy có mã là quần xốp ok Văn Như Huỳnh. Ví dụ em chị gọi luôn hotline giúp em nhá. Ví dụ em mã này là cô gái ghi. Cô gái ghi 81.000, em sale nó là 79.000, chị nào lấy chốt đi. 79.000 cô gái ghi. Quần tắc ta của em là 88.000, chị có thấy em không? Hoàng Ngọc Anh có thấy này. Set hoa thì em còn set hoa xanh lá quần trắng thôi. Chứ set hoa sữa thì em đang hết hàng rồi. Cái này đẹp chưa? Xinh không các chị? À đấy. Xinh không? Được chưa? Mặc đấy trễ vai vì nó là trễ vai các chị phải mặc như thế này. Đấy, em đang mặc cái áo quây ở đằng trong, hôm nay không phải kéo dây kéo riếc thì rất là tiện. Đấy, xinh không? 97.000 ạ, 96.000 đồng em nói rồi, ở đâu rẻ hơn 1.000 thì hoàn hàng lại cho em. Cực kỳ thoải mái luôn. Ok chị Vy Oanh em chốt đơn nhé, mặc như này này. Hoặc là mặc đóng thùng, nói chung là cái quần tắc ta này các chị mặc với cái quái quỷ thì nó cũng đẹp hết. Em thề. Trương Hoàng Thùy một áo trễ vai cho em xin màu nhá. Em nói rồi giảm 96.000.
chỉ có mùa dịch mới đạt đấy cảnh giới mà những cái áo điệu mà bình thường mà bán 100, nói thật những áo này bình thường em bán 129.000 á là khách đã khen nức nở là rẻ lắm rồi. Và đúng là bình thường là phải bán như thế, nhưng mà vì mùa dịch thì em cũng sẽ nhập được hàng rẻ đi so với bình thường. Các chị cũng sẽ được mua hàng rẻ đi so với bình thường. Và em cũng ăn lãi ít đi so với bình thường nha các chị nhá, thề. Chứ không thể nào mà mùa dịch mà ăn lãi được như bình thường thì lại ngon quá. Nói thật là đứng ở đây live giờ này, dịch bệnh này mà được mấy trăm người xem mà cũng mừng lắm rồi. Tất nhiên là nó không thể được như bình thường, bản thân vẫn cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng mà nói thật là so với ngoài kia bao nhiêu người thì thôi, như thế này là tốt lắm rồi. Chị Su Linh em chốt đơn, chị Nguyễn Hằng em chốt đơn, chị Dung Vũ em chốt đơn. À, gọi chốt được 2 hôm rồi mà vẫn chưa đi đơn là sao chị? Làm sao mà em biết là chưa đi đơn hay không? Ok chị Huỳnh Như, ok Dung Vũ, ok Trung Ân nhá. Còn nếu không chưa đi thì do thiếu hàng. Quần em mặc có túi, hai bên có túi mà. Quần tắc ta 88.000 trong khi trước đây khi chưa dịch và khi mà em đang nhập bình thường á, em bán là 129.000. Ok, Trang Nguyễn Huyền em chốt đơn, chị Đặng Thúy Vi em chốt đơn. Chị nào lấy tóc ta nó chốt giúp em, chẳng qua là bây giờ dịch mới được rẻ nha. Thôi các chị ơi, đẹp chưa, mặc nó eo ót, nó xinh xắn này. Đeo thêm cái túi xách nữa cho em này, xinh chưa? Đấy, chị Eva em có tận 3 màu. Màu em đang mặc là màu nâu, màu sữa và màu gì ạ? Màu trắng. Và đến ngày hôm qua hàng vẫn về 100 chiếc màu nâu các chị ạ. Hàng đến ngày hôm qua hàng vẫn về 100 chiếc màu nâu. Giá này là giá giảm đấy mọi người. Đáng nhẽ là ví dụ như bình thường áo này phải bán tầm 109-115 nhá. Tầm đấy. Ví dụ em mã này là trễ vai gì ạ? Trắng này, trễ vai gì ạ? Sữa này. Và trễ vai gì ạ? Trễ vai nâu giúp em, được chưa? Tóm lại là có lý do thì đơn mới chưa đi, chứ còn đơn đi càng nhanh thì tiền về càng nhanh nha các chị nha. Còn đơn chưa đi thì có nghĩa là hàng thiếu. Ok, chị Phạm Phương Anh em chốt đơn. Ok, chị cho mình xem áo hồng B, túi chị đeo bao nhiêu? 250.000, giảm 240.000. Ví dụ em mã này là trễ vai nâu, trễ vai trắng và trễ vai sữa nha các chị nha. 96.000 đồng một chiếc. Chị Huỳnh Nhung ok em chốt đơn. Áo ghi đậm trên cô gái, áo ghi đậm trên cô gái có mã là chữ ghi. Chữ ghi hôm nay bán trong line này cho các chị là 78.000. Chị Thúy Vy em chốt đơn, chị Huỳnh Minh Anh, Nguyễn Minh Anh em chốt đơn, được chưa? Nói chung là con này mọi người không lấy là hối tiếc. Bởi vì nó rất là rẻ. Rẻ vãi cả trưởng luôn. À, áo móc trên bò phối mã là gì? Áo đấy gọi là áo A8. Tổng bill rồi chị check giúp em cứ inbox đi nhá, hoặc là em nói chung là ngồi chuyển khoản cứ inbox để ở đấy, xong lúc nào check đến đơn đấy thì nhân viên sẽ trả lời ạ. Bây giờ em mã này là trễ vai chứ không phải là ai chuyển khoản thì em dép trước rồi, em không chuyển khoản dép sau, mà lúc nào đến người nào đến nick nào nhập vào đơn thì sẽ dép. Chị Loan Vi ghi rõ là quần tắc ta nha, một chữ ghi. Chị Trương Hoàng Thùy ok em chốt đơn. Rồi chị nào lấy trễ vai là chốt giúp em, và không phải là lúc nào cũng phải mặc trễ vai. Hôm nào không thích mặc trễ vai, thích mặc nghiêm túc để đi làm thì mình mặc như thế này giúp em. Ok chưa? Đấy, nó rất là hời luôn, nó quá là hời luôn ấy. Một cái áo mặc được đủ các thể loại kiểu luôn, mặc bỏ ra cũng được, mặc đóng thùng cũng được, mặc trễ vai cũng được, không trễ vai cũng được. Đi làm được, đi chơi được luôn. Đi được làm không? Thì mặc nhảy chẳng quá là lịch sự rồi còn gì ạ các chị. Quần shop của em là 77.000. Cho em xem lại quần shop với chị. Chị ơi, nãy có người gọi kêu bên shop LinkedIn có đơn 4, đợi đơn 400 rồi em gọi xác nhận để tặng nước hoa. Á chị lừa đảo đúng không chị? Đúng rồi. Áo phông họa tiết chó, áo cổ trắng đen treo bên dưới. Con này là A8, 87.000. Đây đang là mã áo kiểu đắt hàng nhất bên em. Chị Linh còn Q1 đen không? Bạn em nhờ đặt 4 cái đen cho 4 chị em nhà nó mặc. Còn em nhá, còn chị vẫn đang sale là 59.000 một quần em. Còn nhá, anh nhá, màu đen đúng không? Đấy, chỉ còn mấy màu này. Anh ra lấy cho em cái màu bò ấy. Lấy cho em cái màu bò của con này. Đây. Còn mấy màu này đây em ơi. Sale nó là 59.000. Còn tắc ta, chị Loan Vi lên số giúp em. Ok, Thu Thảo em chốt đơn. Sơ mi xanh hồng, cái này màu bò. Q1 sale 59k. Thôi ở đâu rẻ hơn em tặng thêm cái nữa mà mặc. Ha ha, em muốn ngáo luôn. Ok, sa chino nhá. Cho em xem áo đấy ạ. Xa quá em không nhìn rõ, em xem áo nào nhỉ? A8 à. Em nói rồi, like này cái gì có thể không mua, nhưng A8 các chị phải mua. Đẹp lắm luôn ấy. Anh tăng cái quạt trần xong rồi mở cửa sổ đây. Đây nhá, Q1 em còn cả màu bò đây nhá. Sale nốt là 59.000. Chị Loan Vy em chốt đơn Q1 là chất lụa đây này các chị nhìn này. Q1 em có màu bò này, Q1 em có màu sữa này, Q1 em có màu nâu này, Q1 em có màu đen nha các chị nha. 59.000 đồng Q1 kèm màu kèm số điện thoại. Giá này là giá sale, mức giá cuối cùng rồi nha. Anh đứng dậy lấy cho em hai cái A8 với. A8 hôm nay các chị là chị nào chưa có thì chốt đi. Không phải là nó đắt hàng đâu mà nó quá là đắt hàng luôn.
người ta gửi cho mình bán và mình bán quá là khiếp khủng luôn. Gửi hai chiếc, gửi hai chiếc và trong buổi chiều và tối thứ hai, tối thứ tư bán được hơn 400 chiếc A8 này, 87.000. Em có màu sữa và em có màu đen, 87.000 A8. Cứ ở đâu rẻ hơn thì hoàn hàng lại giúp em. A8 chất xốp, chất xốp. Xung quanh này chạy sọc là len. Ok chị Hoàng Châu, ok Thùy Linh, chị Huyền Trang Trần. Ai lấy Q1 chốt giúp em nhé. Áo đát này thì em hết hàng rồi. Em quên chưa tháo xuống, nhưng hiện tại em đang thiếu 70 con cho nên em sẽ không lên và cũng không dơ nữa. Chị nào lấy chốt là A1 đen, A1 trắng, hàng về thì em sẽ chia nhá. Thêm Q1 đen cho em, thêm Q1 đen à. Chị Thắm Phùng 1A8, ok em chốt đơn. Ghi của em mã này là Q1 bò, mà này màu bò này, màu sữa này, màu nâu và màu đen. Sale là bao nhiêu ạ? 59.000 đồng. Chị Thắm Phùng em chốt đơn, chị Huỳnh Tú em chốt đơn, chị Thùy Dương em chốt đơn. Chị nào lấy A8 thì chốt giúp em là A8 kèm màu. Mai là một đứa chốt và một đứa nhập nghỉ đúng không? Được chốt đơn từ chiều hôm qua thì khi nhà được à? Ở Hà Nội chắc là hôm nay hoặc mai, còn ở tỉnh thì từ 3 đến 4 ngày nhá chị nha. Chị nào lấy là chốt giúp em là gì ạ? A quên, Q1 bò, Q1 ok Huỳnh Tú, Q1 sữa, Q1 nâu và Q1 đen. 59.000 đồng. Cái này thì em không mặc nữa bởi vì em sale rồi. Hai áo chó xanh cho chị Trung Ấn, ok em chốt đơn. À, em đang mặc là trễ vai. Sale nó là 96.000, áo này là A8 87.000. Em nói rồi. Quần áo bây giờ rẻ cái mức mà cả em này, cả những người mua hàng, có những khách mua hàng người ta cũng không tin được mức giá đấy, và cả kể cả những người sản xuất ra hàng, những người tổng buôn nữa, người ta cũng bảo trời ơi, tại sao quần áo càng ngày nó càng rẻ đến cái mức như thế này. Em bảo cho dịch bệnh thì phải như thế này thôi, chứ hết dịch không bao giờ có giá như thế này đâu các chị ơi. Hết dịch làm gì có ai bán như thế này. Hết dịch mà cứ bán như thế này thật sự không biết bao giờ tôi có tiền luôn ấy. A8 60 cân đổi về em nhận đơn. Em có màu sữa và A8 em có màu đen. 87.000 đồng. Con này mặc với quần tắc ta, nó gọi là đỉnh của chóp luôn. Còn váy gì không? Em còn váy gấu vẽ nhá. Chị đang mặc là váy hay áo thế? Chị đang mặc áo trễ vai, em mặc áo trễ vai. Chị Mỹ Duyên em chốt đơn, chị Anna em chốt đơn. Cái này không phải là bên do vận chuyển, mà cái đấy là do hàng bị thiếu. Chứ chẳng có đơn vị vận chuyển nào mà ship hàng một tháng hàng mới đến nơi cả. Ô, đấy là trừ khi là do đơn đấy bị thất lạc, hoặc là đơn đấy không gửi hàng, hoặc đơn đấy bị mất thôi. Chứ còn không bao giờ có cái đơn vị vận chuyển nào mà ship hàng một tháng thì có mà đóng cửa. Chị Kiều Thu ok em chốt đơn, chị Kim Oanh em chốt đơn, chị Đào Thu Hà em chốt đơn, lên số giúp em. Sục em còn nhá, ai lấy A8 nó chốt giúp em là A8, chắc không cần mặc được đúng không các chị? Cổ tim em không lên, hôm nay em không lên đâu, ngày nào cũng lên chán rồi. Ok, Hồ Minh em chốt đơn, cổ tim không phải là mã mới, ngày nào em cũng lên rồi. Mà cũng không còn nhiều cổ tim lắm, chắc còn vài chiếc. A8 mặc cái quần xốp, chắc chắn là hợp rồi. Ok, quà cho bé lên số giúp em, ship Hà Nội 30.000 toàn quốc. Còn áo của em đang mặc là 28.000 một chiếc, mỗi người chốt giúp em 2 chiếc. Em có 3 màu, mỗi người em chỉ bán 2 chiếc thôi, không bán ít hơn, không bán nhiều hơn ạ. Đây, quay này là quay trắng giúp em, quay này là quay nâu giúp em và quay đen. Quay đen ví dụ như mình mua này, xong rồi mình mặc bên ngoài cái cardigan chẳng hạn. Còn quay trắng này ví dụ như cái áo sơ mi hay áo gì mỏng quá thì mặc quay trắng ở bên trong. Hoặc kể cả mặc quay bình thường, nếu mà chị nào hay mặc cái kiểu này thì mặc được. Chị Lily lên số giúp em. Chữ B theo hồng em đang hết nhưng mà chắc là có về thêm. Còn áo gấu chữ không chị? Chắc là còn ấy. Sơ mi phối chị mặc 2 lần rồi. Ok, quà của bé cái gì? Màu khác của quần tắc ta, ok. Quần tắc ta là em có 3 màu đây này. Em có cả màu vàng này, tết sợ cái quả màu sữa này. Còn áo bò Mickey không? Không nha tình yêu ơi. Quần legging dài hôm nay em vẫn bán là 63.000. Tuyển Nhi em cứ ghi là váy polo đen kèm số nhá. Ok Tú Tú này, ok Tuyền Nguyễn này, ok Phùng Du đặc biệt nhìn giúp em này, ok Ánh Nguyệt nhìn giúp em này. Quần tắc ta vàng, quần tắc ta sữa và quần tắc ta đen 88.000. Sơ mi bò phối kia em còn chị ơi, mới về mà. Bò xích có sai không? Dạ bò xích không có sai chị ạ, 65 cân đổi về mặc được. Chị Ánh Nguyệt lên số chưa ạ? Sơ mi kẻ kia là sơ mi, con này là A8, con này em sale luôn là 108.000. Em nói thật với mọi người luôn, đúng bằng giá em nhập con này. A8 108.000 rồi, anh treo lại cái trễ vai lên đi. À em xin lỗi sao em cứ bị lú mề này. Con này là A10, em sale nó là 108, còn A8 là cái con xốp xốp mà em vừa cầm đây này. Đây mới là A8 này. A8 là 87.000, A10 này sale 108 bởi vì A10 hôm đầu về là bán 122.000 đó mọi người. 122.000 đúng bằng giá em nhập, chị nào lấy chốt đi. Con này không có cơ hội lần sau nữa bởi vì em bỏ mẫu rồi. Em bảo mọi người bây giờ bán 500 chiếc rồi. Thì bán gì nữa, bây giờ mùa dịch bán được 500 chiếc là thôi, quá thành công rồi. Bỏ mẫu được rồi các chị ơi. Đây này. Áo xanh hồng kia có sai không? Dạ không có sai, áo đấy là bò phối. Không có sai, chị Su Linh ok em chốt đơn gì này. A10 sale nó là 108, chị nào lấy chốt đi. 108.000.
Cần cái gì gọi đến hotline đi bạn ơi. Quần tóc ta 66 cân vừa không dạ vừa. Mọi người cần gì mà gọi hotline đi. Chứ bây giờ em nói thật, ai chẳng biết là ví dụ như hàng thiếu 2 ngày chưa có thì theo quy định em sẽ bảo nhân viên là báo cho khách. Nhưng nếu như công việc lượng công việc của ông đấy quá nhiều, nhân viên không thể kịp làm thì em cũng làm sao mà ép được đến giờ phải để cho nhân viên đi về chứ các chị. Chứ nói thật những cái điều đấy em là người biết rõ nhất. Vấn đề là bây giờ công việc nó không đủ. Mà em nói thật mùa dịch nha, các chị đừng bảo em là tuyển thêm người, em không cho nghỉ là em đã cố gắng lắm rồi ấy. Ok Nguyễn Hoàng, Nguyễn Hoàng. Hả? Cái gì đấy? Chị Phạm Hạnh, ok em chốt đơn Adidas bao nhiêu hả chị? Adidas cái đấy là A1 nha các chị nha. Cho nên em đã nói rồi, bình thường các chị cứ kêu là tin nhắn không ai trả lời thì em đã tuyển hẳn một nhân viên chỉ để nghe điện thoại của các chị thôi. Còn tin nhắn nhiều không thể là một người trả lời. Em bảo là em có một cái nick chính, em có một cái page, tổng cả page và nick chính là 80 mấy nghìn lượt rồi, theo dõi rồi, lượt thích rồi, thì em hỏi mọi người làm sao mà check được hết tin nhắn. Bây giờ tuyển một bạn riêng chỉ để già già tin nhắn cũ và nghe điện thoại là hết một ngày là còn không hết việc. Chứ còn em cũng biết thừa là ví dụ như 2 ngày mà cái mã đấy chưa về thì em sẽ bảo là ừ em ơi em gọi cho khách, em bảo với khách đi. Nhưng ví dụ như mã đấy nó mà nhiều quá và nhiều khách quá thì không thể gọi được hết các chị ạ. Thế nên là hàng có bên em sẽ gửi cho các chị liền, không phải sốt ruột đâu. Bởi vì hàng chưa đến tay các chị thì tiền chưa đến tay em, được chưa? Còn nếu như mình cần gấp quá thì mình gọi điện bảo là bây giờ đấy, đơn của mình như thế, shop có gửi hàng không? Nếu như shop báo đang thiếu hàng mà cần gấp thì báo là nếu như mà cần gấp mà nếu muộn quá là hủy thì bảo là thôi mình hủy, mình không lấy nữa. Còn nếu như chờ được hàng thì vui lòng chờ giúp em nha các chị nha. Ví dụ em mã này là A8 đen và A8 sữa giúp em 87.000 đồng. Chứ cái điều mà báo cho khách cái đấy thì em là người biết rõ nhất và em phải báo nhân viên. Nhưng mà nếu như mà lượng công việc trong ngày mà không kịp thì cũng phải chịu thôi. Chứ em làm sao mà bắt ở lại làm 9-10 giờ được các chị. Chị Ngọc Hồng Nguyễn, ok em chốt đơn. Set áo khoác bao nhiêu em? Set này chị ghi giúp em là set cao cấp 100 gì nhỉ? 100 bao nhiêu nhỉ? À 229.000. Sao chị không gọi điện chốt đơn cho nhanh ạ? À? Thế bên chị không gọi điện chốt đơn thì bên chị làm gì để chốt đơn này em? Thì bên chị vẫn gọi điện chốt đơn mà, nhưng mà gọi điện chốt đơn nhưng mà khách bảo là 2 ngày hàng chưa đi thì phải báo lại cho khách thì chị mới nói như thế. Chứ bây giờ không gọi điện chốt đơn thì bên em làm gì để chốt đơn à? Lúc nào chả gọi điện chốt đơn? Trừ những người mua nhiều rồi, mua quen rồi thì bên em nhắn chốt tiền ra được. Bởi vì có nhiều khách quen mình gọi điện nhiều, người ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Không lẽ lần nào khách đấy chốt cũng gọi điện bảo chị ơi chị chốt thế này, em gửi về chị cho em xin lại địa chỉ. Bên em phải lưu những cái địa chỉ đấy vào chứ. Ship Hồ Chí Minh chưa chị ơi? Nếu mà chị thích thì chị có thể cọc hoặc là chuyển khoản thì bên em giữ đơn. Còn bây giờ hiện tại là không gửi được chị ạ. Kể cả hàng có vào được thì cũng chẳng giao được đâu. Mà nói thật là tốt nhất bây giờ mọi người nên ở trong nhà để đảm bảo an toàn đấy, ở Hồ Chí Minh ấy. Thế nên là tạm thời là mình không đặt hàng giúp em, hoặc nếu mà thích quá thì mình cứ đặt xong là mình, nếu mà thích quá thì mình đặt xong là mình gì nhỉ, mình chuyển khoản cọc. Lúc nào mà bình ổn rồi lúc đấy gửi được hàng thì lúc đấy bên em sẽ gửi, chỉ có cách đấy thôi à nha các chị nha. Ok Su Linh nhá, Samilu em vừa mặc Burberry để có mã là A10 và em sell nốt là 108.000. Ok chị Đàm Mến, em chốt đơn này, em bảo là like này mọi người mua cái gì cũng được. Nhưng mà không mua cái gì cũng được, nhưng mà nhớ mua con này vì nó rất là rẻ. Sơ mi phố em lên 2 lần rồi chị ơi. Ok, Đàm Yến em chốt đơn. Sami, sơ mi bao nhiêu, sơ mi nào chị ơi? Được chưa ạ? 2 màu trắng, sữa và đen. Hai cái mã này đang là mã đắt hàng nhất, bởi vì nó quá là rẻ. Đối với một cái áo như thế này thì em nói thật với mọi người, riêng tiền vải này, tiền công này, tiền tất cả các thứ, tiền thì lấy đâu, và tiền lãi của em nữa mà ra 87.000 đồng. Set mới này là em có 2 màu là màu sữa và màu nâu. Set này là 229.000. Đây là em cho mọi người xem cái set này là bao gồm những cái gì. Nó sẽ bao gồm một cái quần này, một cái áo khoác và một cái áo dây. A8 63 cân không vừa đâu chị ơi, 60 cân đổ về em nhận đơn. A1 thì em không lên bởi vì đang thiếu hàng rồi. Ví dụ em mã này đây này, áo này, ví dụ set này là sẽ có 2 màu đúng không? Màu này là màu sữa này. Còn màu em đang cầm này là màu nâu. Chất của nó đẹp lắm luôn ấy. Chất này gọi là cái chất gì đấy không biết nữa. Chất này là chất gì chả biết được, nhưng mà nó đẹp các chị ạ. Màu đẹp. Em có là màu này là màu nâu này, bao gồm một cái áo khoác cardigan bên ngoài này, một cái quần và một cái áo dây. Đấy, cả set của nó là như vậy á, cả set của nó là như thế này. Cái áo dây này mặc lên xinh cực kỳ luôn ấy. Áo dây này mặc xinh dã man luôn này, bên dưới này. Yêu ơi. Set áo dây và sơ mi màu sữa đằng sau kia giá bao nhiêu thế chị? Set này gọi là thôi anh treo lại mấy cái hàng cũ lên đi. Hả?
Không phải ái mà màu trắng mà là A8 sữa kèm số chị ơi. Set này 70 cân đổ về mặt được. Chị bao nhiêu cân mà chị không vừa? Còn chị trên 70 cân thì em không, không em chị không vừa thật. Còn set này 70 cân thì thoải mái. A10 70 cân vừa không chị ơi? A10 mà nhà em có mỗi set này chứ làm gì có set nào đâu mà toàn set. A10 của em 70 cân mặc được. Áo trắng đang mặc mãi là gì? Áo này ghi cho em là A8 sữa. A8 sữa không phải màu trắng đâu mà này là màu sữa. Heo mập em chốt đơn, Huyền Ken Ken em chốt đơn đây nha các chị nha. Cái này ghi cho em là set cao cấp nâu và set cao cấp sữa. Con này nếu như bản thân em lấy ấy, thì em sẽ dùng cái quần này để mặc ngủ. Em không thích mặc ba cái này với nhau. Em chỉ thích mặc hai cái này với nhau. Quần này lấy riêng mặc ngủ, quần hai cái này mặc với quần tắc ta mới gọi là đỉnh. Chứ cái này mặc thêm cái quần này vào nhìn nó hơi rườm mắt. Nó nhiều cả cái set, nó nhiều màu quá. Ok Hoài Thu, ok Thanh Huyền. Legging dài màu 6-7 tháng mặc được. Chị cứ lấy legging thái ấy, màu 6-7 tháng mà nếu chị dưới 70 cân thì chị sẽ mặc được nhá. Ví dụ như set này em mà lấy ấy, thì em chỉ mặc hai cái áo thôi, xong mặc với quần tắc ta. Còn cái quần em sẽ mặc ngủ hoặc mặc ở nhà cũng được. Thì phải rất là, em nói thật với mọi người, một cái áo khoác cardigan bình thường đã là hơn 200. Đây là bao gồm 3 chi tiết. Cái này Hot Girl người ta đang bán hơn 400. Các chị không tin, các chị cứ inbox cho người ta mà hỏi giá. Em nói thật, em không cần hỏi, em cũng biết là chắc chắn trên thị trường nó bán trên 400.000 thì mới bán được áo này. Bởi vì cái thì mới bán được set này, set này đắt mà. Đây này các chị nhìn này, đẹp không? Riêng cái áo dây không nhìn đỉnh không? Trời ơi, đẹp chưa? Đây là cái áo dây không này. Em khoác thêm cái áo bên ngoài cho các chị này. Là nếu mà em lấy là em sẽ không mặc cái quần này cùng với cái set này, mà em chỉ mặc cái áo này thôi. Hai cái áo này với nhau xong mặc cái quần tắc ta là đẹp nhất. Áo đá là áo gì em ơi? Chị không có áo đá nhá. Còn quần xốp không? Dạ em còn. Quần xốp vẫn đang giảm là 77.000 một quần. Đây này các chị nhìn này, đẹp không? Đấy, em mua set đó chỗ báo rẻ đấy. Chỗ rẻ nhất cũng 320.000 rồi đó mọi người. Đấy là chỗ rẻ, chứ Hot Girl mà không trên 400.000 thì thôi em đi đầu xuống đất. Đấy là chỗ là người ta bán rẻ, gọi là người ta bán lấy công làm lãi thôi. Đây này, cả set này này, xinh không? Thích thì ai thích thì có thể mặc cả set cũng được, mặc thế này này. Nhưng mà cá nhân em thì em thấy mặc với quần đen này có vẻ ok hơn. Còn cái quần này mình có thể mang ra làm quần ngủ cũng được, xinh không? Này, eo chưa? Đấy, eo chưa? Vòng bụng 80cm nhưng mặc lên với cái quần này ảo diệu vãi thật trường. Đúng rồi, A10 là Sumiburi. Ok, Lê Phương em chốt đơn. Đây này, mọi người thấy xinh không ạ? Ví dụ em mã này là set cao cấp nâu hoặc set cao cấp sữa. Một set bao gồm 3 chi tiết, 1, 2, 3. Như thế này, đấy. Quần này mình có thể mặc cao lên như này này, cũng xinh, tóm lại là mặc cùng thì vẫn xinh thôi. Nhưng mà em thì em thích mặc cái quần tắc ta đây này. Kể cả em ướm lên là các chị có thể hình dung ra em mặc như thế nào rồi, đúng chưa? Đấy, 229k, xinh chưa? Em cầm em để cái tay giống như em để cái tay bình thường thôi là mọi người có thể hình dung em mặc cả set như thế nào rồi. Chị Phù Du đặc biệt em chốt đơn, chị Nhật Quyên em chốt đơn, chị Giang Hương chốt đơn 229.000. Em đố mọi người đi đâu mua được set này rẻ hơn của em luôn. Khẳng định luôn 229.000. Bởi vì mọi người tính giá đi, 229.000 bao gồm 123. 123 mà một cái áo choàng này thì không bao giờ rẻ rồi đúng không? Áo choàng lúc nào nó cũng sẽ đắt. Được chưa? Set cao cấp nâu hoặc set cao cấp sữa và quan trọng là cái màu này. Đấy, xinh chưa? Yêu chưa? 70 cân đổi về mặc được. Áo rách sữa còn em ơi, đây em này, đây em này, đẹp chưa? Đấy. Không lấy set này thật sự là hơi bị hoang phí. Hơi bị phí luôn đấy. Áo màu kem chị vừa thay ra có mã là A8 sữa em ạ. Ok chị Hồng Hà, Hồng Hạnh một sơ mi phối. Không phải là sơ mi phối mà là áo đắt. À áo bạc. Áo bò phối chứ sơ mi phối là cái gì nhỉ? Cái này là bò phối. Chị Thúy Vi không phải là set nâu mà là set cao cấp nâu kèm số giúp em, đẹp chưa? Đấy, xinh không? Sang chảnh không? Chị Trang quậy một set cao cấp lên màu giúp em nhé, có cả cái màu sữa này nè. Đây em có hai màu đây này. Đấy. Màu sữa này này các chị, màu sữa cũng xinh. Màu nâu cũng xinh nhá, em thì em hay thích màu nâu. Chị Trang quậy em chốt đơn thì Trang có em chốt đơn thì Thúy Vi comment lại giúp em nhé. Đấy. Mặc cái này này. Ok chị Hồng Hạnh em chốt đơn. 2 ngày rồi chưa ship là bình thường em ơi, cứ chờ thôi. Quần chị mặc với quần Q1 khác nhau chứ. Quần này là quần tắc ta. Tắc ta này là 88.000, còn Q1 chỉ đang sale có 59.000. Hai quần nó hoàn toàn khác nhau. Chị xem nhân viên chốt đơn em từ hôm qua giờ để em còn chuyển khoản đi đơn là như nào? Chị ơi, xem nhân viên chốt đơn em từ hôm qua giờ để em còn chuyển khoản. Chị không hiểu câu hỏi của em. Chị An Nguyễn ok em chốt đơn. Ok chị Huyền Cún em chốt đơn. Áo đát em đã nói em đang hết hàng mà em không lên được. Chị nào lấy thì là A1 trắng hoặc A1 đen. Em không mặc áo đát bởi vì đang bị thiếu 70 con. Bây giờ mặc lên lại nợ đơn của khách mệt lắm. Đấy mọi người thấy đấy. Một cái live stream mà tầm 40 khách comment là
kiểm tra đơn vì chưa nhận được hàng ấy, cũng đau đầu lắm bởi vì hàng thiếu. Set shop chị mặc set set chị mặc là set cao cấp 229.000, không phải là set shop. Và nó cả một cái quần này nữa này. Đấy. Quá là hời luôn. Mặc này cho em. Xinh lắm. Đấy, em giả vờ mặc này. Đấy các chị thấy không? Nhẹ nhàng nữ tính thì đừng hỏi luôn. Mà cái quần này tốt nhất mà không thích mặc cùng về nhà mặc là quần ngủ được, to lắm. Quần này 80 cân vừa. Áo này thì 70 cân. Chị nào lấy thì chốt giúp em nhá. Ai xem gì nữa không ạ? Sơ mi bò thứ 3 từ trên xuống bao nhiêu vậy? 1, 2, 3. Cái này là sơ mi bò phối 113.000. Mới đấy, mới nhất của bên em luôn đấy. Mà về một lần duy nhất thì nó không về thêm đâu. Ở đây chỉ về một lần duy nhất thôi này. Cái là cúc gỗ này, xinh lắm. Xét bộ rêu trên em xem. Không phải rêu, tất cả những cái ở trên này đều là phông hết, không có nào là bộ đâu. Áo sóc. Có cái set áo bồng, quần trắng. Áo bông. Áo gì cơ? Bộ đang mặc có hai màu là màu xưa và màu nâu. Vài gấu vẽ à, ok. Vài gấu vẽ đâu còn hàng không nhỉ? Vài gấu vẽ hết sạch hàng rồi. Không có nào nữa lắm. Còn mà là chị bảo nhân viên chốt đơn hôm qua em mua mấy thứ đó, chị em có nhắn tin qua mail đó, nhân viên chưa chốt cho em thì em gọi hotline đi, bảo nhân viên chốt luôn nhé. Áo chữ rách của em hôm nay em sẽ bán đốt cho các chị là 78.000, chị nào lấy thì chốt giúp em. Là như công nhận set này xinh thật, mặc này nhìn được bánh bèo dễ sợ luôn này, bánh bèo dễ sợ luôn. 229.000 cả set, trời ơi yêu vãi. Set cao cấp xinh không em, kiểu gì cũng lấy một set quần này để mặc ngủ. Còn hai cái này em sẽ mặc với quần tắc ta, em thích mặc quần tắc ta. Qua mẫu nha các chị nha. Đấy, ví dụ như mùa hè mặc không áo dây này, nói chung là quá hời. Mùa hè mặc không áo dây này xinh không? Đấy, mùa hè mặc không áo dây này quá xinh còn gì nữa các chị. Đấy, nhìn yêu chưa, eo này, eo gót này. Ok thì anti di em chốt đơn, quá là hời luôn. Bây giờ sell hàng nữa các chị nhá, hay là bây giờ lên sell hàng áo phông đi, chán lắm, chẳng muốn bán nữa. Cho em áo sóc với áo phông hồng đi chị. Áo phọc, áo sóc á. Áo sóc á. Đây vải gấu với em còn hai màu, hết màu ghi à? Đây vải gấu với em vẫn còn đây các chị ơi. Quần chị mặc có 3 màu, quần tắc ta đen, tắc ta sữa và tắc ta trắng. Ai nhầm, tắc ta vàng, tắc ta đen và tắc ta sữa. Hôm nay em như bị ngào chó á. Không hiểu kiểu gì, toàn nói lên than thiên. Chị lên áo cúc, à đúng rồi, áo cúc về hàng thêm màu đen ấy, em mặc áo cúc nha. Áo cúc ai chưa có chốt đi, áo cúc đẹp lắm, đây này. Ôi. Ai nghe lấy xem cái cúc đen à. Để xem cái cúc đen đi. Có cúc đen mà. Đây váy đây các chị ơi, váy gấu vẽ thì gấu vẽ bây giờ còn sữa và đen, hiện tại em đang hết ghi nha. Nhưng mà tất nhiên mã này đắt hàng thì em vẫn sẽ về thêm, nên chị nào lấy thì cứ chốt giúp em. Cho em dồn đơn hôm qua với chị, đơn chốt ngày nào đi ngày đấy giúp em nhá, em không dồn đâu. Trừ khi là đơn chưa đi thì mới dồn được, còn muốn biết đơn đi hay chưa thì cái này phải inbox. Có nhiều chị á, đơn đi rồi xong bảo dồn, đến lúc không dồn được đôi khi là không lấy hàng cơ. Bởi vì là đơn mà sau khi bên em chốt xong thường là sẽ đi đơn luôn. Còn chậm nhất thì nó chỉ sau một ngày thôi. Đấy, trừ khi là thiếu hàng thì không nói. Cho nên là nhiều chị đôi khi là chốt nha, ok rồi đi đơn, nhưng mà ngày hôm sau báo dồn nhắn tin vào bên em không dép, có khi hủy luôn cả đơn. Những trường hợp như thế lần sau không bao giờ em bán nữa đâu nha các chị nha. Bởi vì là hàng. Cho nên là các chị muốn dồn ấy, muốn biết đi hay chưa dồn á, thì các chị phải inbox. Rồi nếu mà đơn chưa đi thì tất nhiên là nhân viên sẽ dồn. Bởi vì em nói thật với mọi người này, bên em không tiếc gì khi dồn cho khách. Dồn thì bên em bán được thêm sản phẩm, cũng một lần tiền ship. Và tiền ship thì giao hàng thu chứ nhà em có thu đâu. Cho nên là nếu mà dồn được là bên em dồn ngay, nhưng mà đơn đi rồi thì chỉ phải là để đơn mới nha các chị nha. À quên, phải cởi áo này ra. Này, áo này, áo của cái bộ này xinh thật sự luôn này. Yêu vãi, con này mặc với lại là con này mặc với lại là cái gì hả? Ok chị Ngọc Mai em chốt đơn. Thúy
Thùy Linh một vài gấu vẽ gây ok em chốt đơn. Áo đát kia có mã là A1, 79.000 đồng, hai màu trắng đen, chị nào lấy thì chốt, em không mặc mẫu áo đấy được. Vì áo đấy hiện tại đang thiếu đơn của khách. Bên chị có xỉ không? Dạ có nhá, xỉ số lượng lớn. Thế mặc cái áo quay này đằng trong là có chun, mà hôm nay thì em không mặc áo ngực, không mặc áo ngực không dây mà em lại mặc loại có dây. Thế là cứ phải kéo kéo chị. Còn nếu như mọi người mặc áo quay ấy, thì mọi người mua cái loại áo ngực không dây mà mặc cùng. Lấy đúng cái bị lỗ rồi ông ạ. Không cúc được. À được rồi. Sẽ cao cấp em mặc một màu thôi. Chị Hảo Mèo ok chốt đơn. Đây áo cúc này. Áo cúc nhà em còn ai chưa có thì tranh thủ chốt nhá. Em phải đặt thêm màu đen để bán nốt những màu còn lại cho các chị đấy. Được chưa? Ví dụ em mã này là áo cúc kèm màu kèm số điện thoại. Áo cúc em có màu đen, áo cúc em có màu nâu, áo cúc em có màu trắng, áo cúc em có màu vàng và em có màu hồng nha các chị nha. Hôm nay cái Huyền nó ra tin nhắn không? Bảo nó ra hết đi. Hả? Thế bảo những đứa kia. Thế những đứa kia hôm nay chỉ đi nhập chứ không có đứa nào già. Hả? Sao lại thế? Nhập chứ sợ như chứ xong. Ví dụ em mã này là gì ạ? Bên em không kịp đủ thời gian để giả đâu các chị ơi, cho nên là các chị cần gì ấy, cần gì ấy, kiểm tra gì gọi hotline cho nhanh. Chị Hảo Mèo vào áo đen, một cúc đen, một cúc nâu ok em chốt đơn. Áo cúc kèm màu kèm số điện thoại bình thường á. Nếu như mà không bị quá tải á thì là sẽ chia theo giờ cho nhân viên ra tin nhắn, nhưng mà bây giờ hôm nay phải tập trung và đẩy hết đơn tình cho các chị ấy. Nhiều quá. Tất cả nhân viên tập trung đẩy đơn tình hết cho các chị. Thế nên là chỉ có một nhân viên hotline là giả tin nhắn thôi. À, em bảo là áo đát em đang hết hàng, đang nợ đơn rồi, cứ bảo em mặc từ nãy đến giờ em trả lời 5 lần rồi các chị ơi. Còn em mặc có màu sữa thì không có màu trắng. Áo cúc hồng giúp em này, áo cúc vàng giúp em này, áo cúc trắng giúp em và áo cúc nâu màu em đang mặc là màu đen nha. Màu đen 67.000. Váy gấu vẽ hiện tại ở đây em có sẵn màu đen và màu sữa đang hết màu ghi. Áo cúc này em giảm là 67.000 đồng nha các chị nha. 67.000. Quần em mặc có màu sữa nữa. Màu sữa, màu vàng, màu đen, không có màu trắng. Ví dụ như em mặc màu vàng nha các chị nhá. Màu vàng mặc với áo đen này siêu đẹp. Chị Quỳnh Hoa ok em chốt đơn. Em thề luôn, màu vàng mặc với áo này siêu đẹp luôn. Đây này, các chị nhìn này. Đấy. Áo trễ vai em còn nha, em đang sale là 96.000 đồng. Chị Thu Huyền ghi giúp em là kiểm tra đơn hoặc gọi điện số điện thoại hotline 0913666082. Báo nhân viên kiểm tra đơn. Em gọi chốt lại 2 lần ok rồi. Cũng chẳng thấy báo thiếu hay gì. Em gọi hotline đi em comment ở đây không được cái gì đâu. Chị đã bảo là gọi hotline đi, cứ comment ở đây. Chị có giải quyết được cái gì cho em đâu. Trời ơi, em đang đọc số hotline cho các chị mà các chị không gọi, các chị cứ comment ở đây kêu với em, mà trong khi em thì đã đang đứng like hạn cho các chị. Thì không biết là em giải quyết cho các chị kiểu gì, kiểm tra cho các chị kiểu gì luôn. Chị Thanh Thủy Phạm lên số giúp em. Chị Nguyễn Vân em chốt đơn, chị Hợi Hè em chốt đơn. Chính vì không thấy thì em mới bảo mọi người gọi điện đi để nhân viên nó kiểm tra cho các chị. Chị Kim Thủy em chốt đơn. Áo cúc này là 67.000, quần tắc ta này là 88.000 nha các chị nha. Em đọc lại nha, 0913, mọi người bấm gọi luôn hộ em, 666082. Chị Thanh Thủy Phạm ok chị ạ. Màu hồng, màu vàng, màu trắng, màu nâu và màu đen giúp em. Em nói thật, bao nhiêu shop và bán hàng live stream mà nhiều đơn ấy, người ta không bao giờ chấp tin nhắn, chỉ gọi điện thôi. Gọi điện 100%, còn shop em khách quen bên em vẫn nhắn tin. Bởi vì là nhiều khi gọi nhiều cho khách cũng kiểu sợ khách khó chịu, có những khách ngày nào người ta cũng mua, không lẽ ngày nào cũng gọi xin địa chỉ. Thì bắt buộc là phải lưu địa chỉ vào trong tin nhắn. Thì chính vì thế mà bên em, những khách quen là bên em sẽ nhắn tin để chốt tiền. Còn khách lạ là bên em sẽ gọi điện để chốt tiền. Còn thường là em thấy những cái shop mà nhiều đơn là chỉ có gọi điện thôi, có cần cái gì là sẽ gọi vào số này thôi, chứ còn tin nhắn nói thật nhiều lắm các chị ơi, nó không bao giờ hết được. Cứ nhắn một phát nó lại nhảy, nhắn một phát nó lại nhảy. Mọi người phải biết rằng là em phải xóa Messenger ở cái điện thoại của em, là mọi người biết đấy. Không dám để Messenger lúc nào cần thì em tải, xong em lại xóa đi, xong em lại tải, em lại xóa liên tục như thế. Bởi vì để như thế nó thông báo hết cả pin luôn. Chị Nga em chốt đơn, chị Ngọc Apu em chốt đơn, chị Bảo Xuân em chốt đơn, lên số giúp em. Chị Hương Tây em chốt đơn. Xem áo viền phía sau ở đây có mã là A8 giúp em nhé. A8 87.000 đồng. Ok chị Huế Jolie em một gấu thêu đen, một sơ mi burberry em chốt đơn. Cái đấy chị ghi giúp em là gấu nổi đen. Gấu nổi đen em đang sale là 75.000 một chiếc. Đây đúng không? Gấu nổi đen sale là 75.000 một chiếc thì chăm chăm em chốt đơn lên số giúp em ạ. Được chưa?
áo cúc kèm màu kèm số điện thoại 67.000. Áo cúc này siêu đẹp luôn, và em phải phải đặt thêm màu đen để bán nốt bốn cái màu này còn lại này, vì là màu đen là màu đắt hàng nhất, nếu mà không có màu đen thì những màu này nó cũng bán chậm. Thường là mọi người sẽ mua hai cái hai màu mà. Chị Kim Anh, ok em chốt đơn. Thì em gọi rồi đấy chị, em cần cũng chuyển khoản được bao lâu rồi? Bên chị không bao giờ cần khách chuyển khoản, thế nên là đừng nói đến cái điều khoản là mọi người chuyển khoản hay không, mà mọi người gọi một lần không thấy báo, mọi người gọi lại lần nữa giúp em nha. Cứ gọi bao giờ được giải đáp thì thôi. Ok, Huế Zoli em chốt đơn. Một ngày nói chung là cái nhân viên trực chắc phải nghe độ trăm cuộc điện thoại ấy. Chị Kim Thoa lên số giúp em, cho nên là gọi chưa được thì mọi người gọi lại. Chị Vũ Tuyết, ok, chị Vũ thì Kim Thoa lên số giúp em. Chứ đừng nói đến cái vấn đề là chuyển khoản hay không, bởi vì bên em không bao giờ yêu cầu khách chuyển khoản trước. Thế cho nên là những khách chuyển khoản trước cũng không thể nào yêu cầu phải nhanh hơn những khách không chuyển khoản. Được chưa? Trừ khi là khách nào mua nhiều lần đầu tiên thì bên em mới bảo là chị cọc tiền giúp em. Còn nếu không, ship code toàn quốc 100% tất cả các đơn hàng, không ai phải chuyển khoản hết. Nha các chị nha. Có nhiều chị cứ bảo là mình chuyển khoản rồi, tại sao mình chưa nhận được hàng này kia. Như kiểu là tất nhiên những người chuyển khoản rồi người ta sẽ nóng ruột hơn những người ship code, bởi vì người ta đã trả tiền rồi. Nhưng mà em không bao giờ yêu cầu khách phải chuyển khoản trước. Trừ những trường hợp là gì ạ? Người ta mua nhiều và mua lần đầu tiên mấy triệu chẳng hạn thì mới phải cọc tiền thôi, để đảm bảo sự chắc chắn thôi. Còn mọi người gọi một lần không được, mọi người gọi lại giúp em, số điện thoại hotline nó vẫn ở đấy, và mọi người nhanh lên. Quá 6 giờ thì cũng không có ai nghe nữa. Ô, lại thấy màu hồng rồi đây chị ơi, màu này là màu hồng đỗ rất là xinh này. Tại vì nhân viên trực hotline chỉ từ thứ hai thứ bảy thôi, chủ nhật cũng không có ai nghe cả. Hoặc nếu có nghe thì cũng không thể nào xử lý được hết, vì chủ nhật là người khác nghe điện thoại thay. Thế cho nên là nếu mà inbox không có được thì tốt nhất là gọi đi, gọi không được thì gọi lại giúp em. Chứ bây giờ em cũng chẳng biết làm thế nào cả, vì em ngồi đây like cho các chị làm sao em kiểm tra được. Mà đơn chưa nhận được hàng á thì 90% là thiếu hàng, 10% là đơn có thể thất lạc, hoặc là mất đơn, hoặc là đơn để lẫn ở đâu đấy. Váy gấu nâu chị Dung Bùi ạ. Váy gấu nâu à chị? Váy gấu nâu là váy gì? Làm gì có váy gấu nâu? Em chỉ có váy gấu vẽ đen này, váy gấu vẽ ghi này, váy gấu vẽ sữa này. Váy gấu nâu nhà em làm gì có đâu nhỉ? Ok, Thu Huyền em chốt đơn. Không phải màu nâu chị ơi, màu ghi chứ nhỉ? Áo chó đen hai mặt này là em đang giảm là 76.000 một chiếc. 76.000 một chiếc giúp em. Cho em xem cái áo phông xanh nước biển. Xanh nước biển đấy là chữ B thêu xanh. Nhưng mà cái đấy thì lại cả hai màu em đang hết, chỉ còn hai cái mẫu trên móc thôi. Cổ tim em không lên đâu. Áo sơ mi gấu không chị? Còn áo sơ mi gấu không á? Sơ mi gấu là sơ mi gì đó? À, sơ mi gấu thêu á. Hết. Ok, Tu Ti Phạm em chốt đơn nha. Ok, chị Vũ Tuyết em chốt đơn. Có áo màu cốm không? Áo màu cốm em có cái mã này em đang sale là 88.000 đây nè. A16 cốm 88k. Áo bạn mặc có màu gì đây? Dạ em có 5 màu đây chị ơi. Đây nha các chị nha. Áo này em sale là 88.000. Ghi giúp em mã này thôi. Anh ra lấy ít áo phông cũng được sale đi, cho hết hàng đi. Bữa cũng chẳng còn hàng gì đúng không? Hàng mới bây giờ ít lắm các chị. Cố lắm thì mới có vài mẫu để duy trì cho các chị thôi, chứ cũng không có mẫu gì cả. Vì hiện tại thì em cũng không đang không đặt mẫu gì cả. Áo em mặc có màu ghi không? Hình như trước đây thì em có, nhưng bây giờ em hết rồi. Ghi của em là áo chó đen hai mặt đó chị Hồng Hải ơi. Chó đen hai mặt. Đây nha các chị, ghi của em là A16 cốm 88.000. Chỉ có duy nhất cái này màu cốm thôi, chứ không có gì cổ. Không phải là áo cốm mà là A16 cốm 88.000 giúp em. A16 cốm 88.000 là cái này thì thôi không nói đến giá nữa nhá. Chị Kim Thoa ok, chị Quyên Trần ok, chị Hồng Hải ok. Rồi bây giờ các chị muốn có một em sale hàng không? Em sale một ít áo phông lẻ lẻ thôi, chứ nói thật hàng tồn cũng chẳng có mấy. Bởi vì là hàng tồn nhà em toàn khách sỉ, nhà em ôm hết, em không khi ít khi like hàng tồn á. Em mà hay like hàng tồn thì em sẽ like áo phông thôi. Chứ ví dụ như các chị để ý váy là không bao giờ like hàng tồn, hoặc lâu lâu thì đồ bộ gì đấy. Chị Hồng Hải em chốt đơn, chị Quyên Trần em chốt đơn. Chị Quyên Trần đấy có phải mới trúng mini game không ta? Chị Huỳnh Nhung em chốt đơn. Chị áo A8 màu sáng kia là màu be nha, màu sữa. Chính xác thì em hay gọi nó là màu sữa. Ok chị Huỳnh Nhung. Rồi A16 cùng 88.000. Còn có cái nâu, một cái trắng nữa. Chị nào lấy chốt giúp em A16 cùng. Còn áo đang mặc thì em có 5 màu đây nè. Áo đang mặc không phải áo len đâu chị ơi, áo tăm. Áo tăm chất, nói chung là được kiểm hàng trước khi nhận. Riêng cái Mark Kim Studio này, đố các chị đi mua được đâu, áo này rẻ hơn 100.000.
Cái này người ta đang bán sỉ ra là hàng 90. Con áo này này, người ta bán sỉ là hàng 90 và 100. 90 là 100, các chị cứ đi tìm đúng cái mác này, người ta bán sỉ là 90 đến 100. Em có áo cúc hồng, em có áo cúc vàng, em có áo cúc trắng, em có áo cúc nâu và áo này là cúc đen. Một A8 chị Nguyễn Hoài Thu cho em xin màu nhá, em có sữa và có đen. Thôi A8 không mặc nữa, line này em mặc độ tầm 6 lần rồi. Thật sự bây giờ line không biết bán cái gì luôn á mọi người, chán quá. Đau hết cả đầu. Trộm vía là khách vẫn xem, nhiều người xem nhưng mà hàng mới không có. Nhiều khu vực không có nhận được hàng, người ta lại phải xem nhá. Người ta hỏi ừ có nhận ship không, em bảo vâng nhận, bên giao hàng không nhận ship, người ta lại đi ra. Thì vì có mua được đâu, không ship được. Cho nên là chán lắm các chị ạ. Chị Ngọc Thư một A8 đen ok. Áo cúc đen là 67.000 đồng. Chị Hồng Nhung ok, em chốt đơn lên số giúp em nhé, em chẳng có váy gì luôn đấy chị. Ôi đau đầu quá, thôi em sẽ mặc lại con này nha các chị đi cho nó khí thế cuộc đời. Đây, con này em bán đắt hàng nên em sẽ mặc lại. Set cao cấp lúc nãy chỉ mặc 2 lần rồi em ạ. Em mặc 2 lần set cao cấp rồi tí mọi người xem lại đi. Bởi vì mỗi lần mặc cái set đấy nó mất công lắm. Mỗi lần mặc cái set đấy là phải mặc 3 món. Phải mặc 3 món lận. Lâu lắm, tí mọi người xem lại nha. Giờ mới đi làm về á. Đây em còn ít hàng này, em sell cho các chị này. Em còn váy gấu vẽ thôi, chỉ còn váy gấu vẽ ra đây này. Đây đang là mã áo phông đắt hàng nhất của bên em. Ok chị Cẩm Nhung. Áo bò Mickey á, để em xem đã nha chị nha. Đây này, đây đang là mã áo phông đắt hàng nhất của em này. 3D hồng 88.000. Đây em còn mỗi váy này thôi này. Váy này nữa này. Váy polo ghi nữa này. Đây. Còn từng này váy nữa các chị nhìn trên xào các chị biết là gì có váy nữa đâu. Đây. Polo ghi xả 120 nốt đi này, 120 này. Váy này ghi cho em là váy gấu đuôi cá gấu xả 135 này. Váy gấu vẽ này là giảm 145. Đấy, có từng có đúng 4 mẫu váy, trời ơi, chết mất. Ok, Võ Kim Thuyết cứ lên mã kèm số em nhá. Đấy thì hiện tại em chỉ có những cái váy này thôi. Chị Kim Thủy ok, em chốt đơn. A16 để cho em lấy màu gì comment đi. Đấy còn chẳng có váy mà bán, chán vãi. Rồi em đưa một cái mẫu đây đây. Bột á, bột thì chị nghĩ là ngày kia. Bởi vì hôm nay mới đang sấy với cả say. Thì chắc là ngày kia chị Thu Huyền, nhanh nhất thì là ngày mai, không thì là ngày kia. Không nhưng mà da chị còn phải đong nữa, trộn nữa thì phải ngày kia đấy mà. Anh chồng lên giúp em đi. Rồi em xem nốt hàng rồi nghỉ nha các chị nha. Áo bò phối là 113.000 nha chị. 113.000. Các chị thấy mà áo này xinh không? Màu hồng là màu đắt hàng nhất. 3D hồng, rồi đầu tiên là con này. Ok chị Huyền Trang, con này em nhập vào đắt vãi cả trường luôn, đắt kinh khủng luôn. Thì con này là hàng 3D full áo. Chị Lan Toàn em chốt đơn. Em nói thật luôn, con này em nhập vào là 70 mấy nghìn rồi. Chán kinh khủng. Còn tận chục chiếc à. Đấy. Còn tận chục chiếc à. Tất cả anh mang vào đây rồi cái gì. Nhân viên bảo giờ hết dịch. Bảo bao giờ hết dịch em mới không. Không, nhân viên không biết đấy. Hôm trước thì là như thế. Hôm trước thì vì là xe khách nghỉ nên không gửi được. Nhưng mà bây giờ có xe tải để gửi rồi ấy thì vẫn nhận được hàng, thì vẫn có. Ví dụ em mã này là Mickey 3D, đây là em còn từng này này, sale luôn nhá. 69.000. Không lỗ là con chó luôn. 69.000, ghi giúp em là Mickey 3D kèm số điện thoại, ghi số lượng đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, anh ghi đi 11 cái. Mic 3D 69.000 em bảo rồi, không lỗi là con chó. Nó đi mất lọc luôn. Con này em nhập vào là 70 mấy nghìn con này rồi. Vì con này là full 3D, nó đắt lắm luôn ấy. Em nhận được áo rồi nha. Amazing good job luôn. Cảm ơn em nhé. Ok Nguyễn Ngọc một cái này, Suti một cái này. Cảm ơn Trang Phạm nhé. Áo hồng em mặc cả áo hồng em mặc chị cái nha. Chị ghi giúp em là, chị ghi giúp em là bột em sắp hết rồi, là bị hỏa cứ bị tắm kẻ nghiện quá. Ok Võ Kim Tuyết này, ví dụ em là Mickey 3D nhá, sale 69.000 đồng cho nó giúp em. Ok Thụy Phạm một chiếc này. Võ Kim Tuyết ok chị, áo đang mặc là 3D hồng chị ạ, không đừng ghi áo em mặc 3D hồng kèm số. Thì Thụy Phạm và Mickey 3D ok, áo đang mặc là 88.000 đồng. Thậm chí con này em còn nhập vào đắt hơn cả con này luôn, con này còn nhập vào đắt hơn cô dã man. Giờ mình xem áo bò phối ạ. Bò phối lúc nãy em có mặc rồi đấy chị.
mặc mấy lần luôn rồi á. Chị nào lấy thì chốt giúp em là mic 3D nhá, sale 69k. 69k, ok chị Hảo Mèo em chốt đơn lên số giúp em. 3D hồng kèm số này. Ok chị Đỗ Thị Đỗ Đỗ Hải Yến em chốt đơn, ok Nguyễn Thị Yến em chốt đơn có biết không? Hôm đầu tiên em livestream áo này, ok chị Băng Nguyễn một cái em chốt đơn, ok chị Khánh Hòa một chiếc em chốt đơn. Hôm đầu tiên em live áo này này, ba màu là bán được hơn 500 chiếc. Riêng màu hồng bán được hơn 250 chiếc, nói điêu mất sạch lộc với các chị luôn. Nó hot kinh khủng cái màu hồng này. Chưa bao giờ em bán mà lại đắt hàng màu hồng nhất. Mọi người để ý cái gì em bán đắt hàng là thường màu gì? Màu xanh, màu ghi, màu đen đúng không? Riêng màu này màu hồng đắt hàng nhất. Trong 4 màu luôn thì màu hồng bán được nhiều nhất. Em cứ tưởng rằng là khi màu đen về màu đen đắt hàng hơn, nhưng không phải, màu hồng vẫn là đắt hàng nhất. Thế cho nên là không hẳn là khách kén màu hồng, mà là phải là hồng đẹp thì khách mới mua đúng không? Giờ chị Hồ Minh một cái rồi, chị nào lấy cho chất nốt hết. Tiếp đi anh ơi, cho em cái mic phố này. Mic phố này, hết xanh này, còn 3 chiếc hồng à? Mic phố em còn 3 chiếc màu hồng, chị nào lấy chốt luôn giúp em. Bộ ngủ gửi cho em bị rách lỗi à em? Lỗi thì em vui lòng inbox để các bạn gửi hàng rồi đổi hàng. Còn nếu như mà nó chỉ rách nhè mà sửa được thì em vui lòng máy và giúp chị. Tại vì nó không chỉ có 69.000 thôi, bây giờ gửi đi gửi lại quá tội tiền ship. Còn ship Sài Gòn không, Sài Gòn hiện tại bên em không gửi được nữa chị ạ. Em nhận được áo rồi đẹp quá, cảm ơn má đúng đồng xu nhé. Đây mic phối hồng còn 3 chiếc này, sale luôn cho các chị nha, 75.000. À em đang mặc chỉ có một size thôi, 77 cân rồi mặc được. Mắt trột à, mắt trột không biết còn chị ạ, chờ em tí nhá. Ghi em mã này là mic phối hồng, nghe giá giúp em nhé, 75.000. 75.000 em còn chỉ còn 3 chiếc màu hồng, xanh cũng không có cái nào cả. 75.000 3 chiếc màu hồng, chị áo lấy chốt luôn mic phối hồng. Ok chị mẹ Cubin em chốt đơn. Còn riêng cái 3D hồng này tất cả các chị yêu đang xem lại ở đây không mua là tiếc. Em hứa với các chị luôn không mua là tiếc. Chị Ngọc Lê ok lên số giúp em rồi tiếp. Con mic xanh này đi anh ạ. Mic xanh này. Hôm trước em nhận được hai áo tặng đẹp quá, ưng lại đặt thêm 5 áo nữa, nhắn tin không thấy ai trả lời mấy hôm nay rồi, không biết đi hàng cho em chưa. Nếu như nhân viên chốt tiền em cho em rồi thì là ok đi đơn rồi nhá. Ok Ngọc Lệ em chốt đơn, Adidas trắng của em là A1, sao nhiều người họ có A1 thì dễ sợ luôn á. Nhưng mà em đang thiếu hàng. Chị thì 16 luôn à, chị thì 16 thì nó sẽ như thế nào? Thế á, áp dụng chỉ thị luôn à. Thế thôi có khi bán nốt hôm nay rồi nghỉ vậy. Cái này chán lắm thật. Ok chị Kim Dung nhá. Thế thì nhà mình nghỉ à? Thế thì sẽ không được đi ship hàng nữa. Thế thôi nghỉ cũng được. Em chỉ cần lý do thôi. À 3D hồng cùng cái xám xám có hình Mickey nữa Linh nhé. Thì Kim Dung lên số giúp em. Ví dụ em mã này là có này gọi là gì đây? Mickey xanh à? Hay gì nào? Mickey xanh em còn 1 này. Hồ Chí Minh hiện tại có nhận ship được nữa đâu em. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái nhá. Ok, lên Nana 8 cái thôi, tập trung đi anh ơi. 8 cái, ghi giúp em là Mickey xanh thì bán nốt hôm nay đi là gì nữa. 8 cái Mickey xanh kèm số điện thoại. Mickey xanh kèm số điện thoại em còn 8 chiếc em sell luôn 73.000 đồng nha các chị nha. 73.000 đồng, con này thật ra em mới bán một hôm duy nhất. Sau đấy là người ta bảo hết hàng là em dừng luôn. Hiện tại đơn Sài Gòn là bên em không thể đi đơn được nữa rồi. Thông báo ở đâu đấy? Thông báo ở đâu đấy? Chắc là không? Hả? Nghe tin ở đâu? Ai nói? Anh tự đọc hay là người ta nói với anh? Lúc nào có thời sự thì hãng khẳng định là đúng. Quần chị mang còn không? Lúc nào tên cứ trên thời sự bảo như thế nào thì đúng như thế. Còn đừng có đọc trên mạng. Chị Nana lên số giúp em. Chị Hồng Nhung ok em chốt đơn. Thấy nhắn không thấy, nhắn không thấy trả lời. Chị nhắn cái gì ấy chị ơi, chị ăn với một cái em chốt đơn. Thôi anh ghi giá với cả số lượng đi. Bạn 73.000 đồng giúp em. Chị mẹ Kubi một cái em chốt đơn. Ok chị Kim Dung một 3D hồng cái xám có hình Mickey mà vừa like không phải. Chị ghi là 3D mic bạn. Mickey 3D, cái đấy chị ghi giúp em là Mickey 3D. Em sell là 69.000. Được chưa? Rồi ba chiếc cuối cùng chị nào lấy chốt nốt nha. Ba chiếc cuối cùng. Quần shop em còn đủ 4 màu luôn và em đang bán là 77.000 đó chị. Thật ra là chả phải em sell đâu, mà là người ta sell rẻ cho em thì em vẫn bán cho các chị thôi. Nhưng mà em bán lãi ít hơn bình thường rất là nhiều luôn á. Ok chị Lan, hai quần shop em chốt đơn. Áo gấu kia mã là gì, gấu nào chị ơi? Con này gọi là sóc đen, con này gọi là sóc nơ, con này gọi là gấu hai mặt trắng và em đang hết màu đen thì không biết là chị nói gấu nào. Được chưa ạ? Chị nào lấy chốt Mickey xanh nữa giúp em 73.000 đồng. 73.000 đồng Mickey xanh. Để tiếp con này. Con này gọi là con gì đây?
này là cái gì chứ không phải A7 đâu. Đừng ghi là áo hồng đang mặc, ghi giúp em là gấu 3D cái gọi bánh không nọ mang về nhà vậy. Đói quá. Em nhắn tin đặt hàng không thấy dép thì em gọi em đặt ở đây đi, tại vì tin nhắn thì lâu lắm, mọi người đặt nhắn tin đặt hàng em nói thật là quá là lâu luôn ấy, mọi người đặt trong livestream cho nhanh nhá. Ví dụ em mã này là A7 đen và A7 trắng nhá, xả luôn 69.000. 69.000 A7 đen và A7 trắng, 69.000, nghe rõ giá giúp em nhá. 69.000 em có A7 đen và em có A7 trắng đây này, còn ít thôi. Hai màu còn tầm chục chiếc, thì nào lấy thì chốt luôn nhá. Cuối live bây giờ chỉ có sale và thật ra bây giờ hàng mới cũng chẳng có mấy. Mấy cái này toàn bán hết rồi. Rồi bây giờ hàng cũ thì cũng vơi vơi rồi. Hàng thì không biết có về được không. Trời ơi, đau hết cả đầu với chị ạ. Khách thì nhiều chỗ không thể giao được hàng. Em chỉ mong cuộc sống trở về bình thường. Chị Hồng Nhung một cái này, chị Ngọc Lệ một cái này, Quỳnh Mai một cái này, Ánh Hoàng chốt đơn này, đi nhanh giúp em là A7 kèm số A7 đen, Thùy Dương một cái này, 69.000 anh ghi giá đi. 69.000 nghe rõ giá giúp em. Em nhận được hàng rồi chị, rồi mua hai lần bốn cái ưng cả bốn, cảm ơn An Thanh nhá. Ok chị Nana một Vicky Xanh em chốt đơn rồi, chị nào lấy A7 là chốt đơn giúp em hết nha các chị nha, gần hết rồi còn bốn chiếc. Con này đáng nhẽ ra là sẽ rất là đắt hàng, nhưng vì là cái con gấu hai mặt, cái con gấu chữ nó đắt hàng quá, nó át luôn cả mấy con gấu này đi. Chứ thực ra là con này đẹp mà. Ok em, cái gì đấy chị? Áo đát này có mã là A1. A1 của em có đen và có trắng, có hai màu, 79.000 trong livestream. Chị Diệu Anh mới một A7 đen, ok em chốt đơn. Áo hồng chị mặc hiện tại đang là mã đắt hàng nhất của bên chị, có mã là 3D hồng. Và hiện tại em vẫn đang thiếu đơn của khách con này. Đây ok chị Ngô Hoài đây này. Mọi người biết là con này bình thường á, em không bao giờ mấy khi mặc màu hồng, cũng không mấy khi bán đắt hàng màu hồng, em sẽ bán đắt hàng những màu khác. Riêng con hồng này em nói rồi, phá vỡ mọi kỷ lục bán áo phông của em luôn. Là bởi vì trong một live bán được hơn 250 chiếc màu hồng này. Và trong 4 màu nha, trong đó có cả màu đen, mà màu hồng còn đắt hàng hơn cả màu đen. Chị Anh Nguyên là 3D hồng em chốt đơn luôn với chị Quỳnh Lương nhé. Đấy legging đây, hôm nay bán legging đây. Anh đứng dậy lấy cho em cái 3D đen. Đây nha các chị nha. Có trường hợp là khách lấy săn đách đen để nhân viên lại gửi sang quần tăm đen rồi đấy. Đây nha các chị ơi, đây quần legging ngố hôm nay em bán 76.000 một combo 2 quần. Quần legging dài em bán 63.000 một quần. Ở đâu rẻ hơn em cho hoàn hàng lại. Áo chữ B màu thêu màu nào đắt hàng hơn chị á? Ôi chị không biết luôn á em. Đây nha, chó quen cái này. Này cầm cho em cái này. Chốt xỉ trên live không ạ? Chốt xỉ vui lòng inbox Zalo giúp em. Chốt xỉ vui lòng inbox Zalo giúp em. Ôi quần quá. Đây là màu đen này. Nhưng mà tại vì á, màu đen này là về sau màu hồng. Chứ còn nếu mà màu đen về trước thì cũng chưa chắc là màu hồng đắt hàng hơn đâu. Nhưng mà em thấy hai màu đen hồng là em thấy ưng nhất trong bốn màu. Cả màu rêu cũng đắt hàng nha. Màu sữa thì bán vừa vừa, vẫn bán được tầm 100 chiếc. Màu rêu thì vẫn bán được phải 300 rồi. Nhưng mà nói thật là màu hồng em thấy cái màu hồng này mặc là đẹp thật. Trong khi nhá, lúc mà hàng mới về ấy, hàng lúc đầu á, em đặt màu hồng là ít nhất. Em đặt màu hồng là ít nhất thì cuối cùng màu hồng lại bán được nhiều nhất. 3D hồng của chị Nguyệt Ánh, ok em chốt đơn. Bò pha hồng này chị ghi giúp em là bò phối chị ạ. Bò phối em bán là 113.000. Em nói thật, áo này màu đen các chị cứ mua cho chồng hoặc người yêu một cái. Một đen một hồng, chị Trang Subo ghi rõ giúp em là 3D đen cộng 3D hồng và phải cộng số điện thoại mới có đơn nha chị nha. Em coi áo đen sóc nào, ok lấy em phải sóc đen anh ơi. Này mọi người nhìn này. Con này này các chị nhìn này, cái in nhà em này. In chìm luôn, sờ nó như kiểu sờ lên cái tấm vải trơn ấy. 3D đen và 3D hồng, hai màu này mọi không mua có tiếc thôi. Sumi Buri kia có mã là A10 và em đang sell nốt là 108.000, đúng bằng giá em nhập bởi vì em bán là 122.000 và em bán có đấy nhiều lắm rồi cho nên là bây giờ không bán nữa. Em đang mặc 3D hồng đây, ai cũng hỏi mua áo ở đâu mà đẹp thế. Trời ơi cảm ơn em nhá, em nhớ giới thiệu cho chị nhá. Cảm ơn em rất là nhiều. Ok, Lê Trang em chốt đơn, còn xe áo phông nào nữa không? Sơ mi vàng đấy là sơ mi quà tặng 76.000. 3D đổ bao nhiêu cân đổ về? 77 cân đổ về. Em nói đây đang là mã áo phông hot nhất hiện tại của nhà em. Hot một cách khủng khiếp, hot đến cái nỗi mà một livestream đầu tiên em bán áo này là hơn 500 chiếc trong một buổi tối và bán lẻ hơn 500 chiếc thì nó ở một cái đẳng cấp là quá đắt hàng. Cái áo này là quá đắt hàng chứ không phải đắt hàng đâu.
Ok chị Ngọc Lệ lên số giúp em này, quần tắc tay em còn nhá, sơ mi Buri A10. Ok chị Hoa Beo lên số giúp em này, áo đang mặc là 3D hồng đấy, khách vừa comment đang mặc mà ai cũng hỏi mua ở đâu đấy áo này này. Cảm ok Trang Su Beo, ok Thúy Vi nhá, sơ mi kem với đen. Em có sơ mi kem, cái này là A8 chị ạ. A8 này của em là 87.000, nó là áo chất xốp và có cúc. Cái đấy là áo kiểu ấy chứ không phải là sơ mi đâu. Chị ơi đơn của em xử lý chưa ạ? Đơn của em như nào em ơi? Em inbox đi hoặc là gọi online nhé, chứ bây giờ em hỏi đơn của em xử lý chưa thì chị nói thật là chị không biết. Nhưng Ngọc Lệ ok, xỉ vui lòng inbox Zalo từ 30 sản phẩm bên em chốt xỉ. A8 65 cân không vừa đâu chị ơi, đứng dậy đấy cho em quà tặng với. Em coi áo đen sóc với áo đen hàng ngoài cùng chỗ xanh dương. Con này là áo A1. Bộ dài màu đen em còn chị ơi, ok Thúy Vi 2 áo 3D em chốt đơn, quần tắc tay vẫn mặc bên trong ấy. Áo quà tặng em sale nốt là 76.000, áo này ai chưa có thì tranh thủ chốt nhá. Nó quá là đắt hàng luôn. Được chưa ạ? Em nhắn chưa trả lời, em gọi hotline giúp chị 0913666082. Tất cả áo phông nhà em con trai đều mặc được nếu như dưới 77 cân. Áo đang mặc là 3D hồng em nói rồi, đây chắc chắn là mã đắt hàng nhất trong tháng này. Tháng vừa rồi là con gấu hai mặt thì đến tháng này thì chắc chắn con này là đắt hàng nhất. Vì một like đầu tiên đã bán hơn 500 chiếc. Mấy màu ấy bán hơn 500 chiếc thì nói thật đạt đấy, cảnh giới 2-3 nghìn hàng nó quá là nhanh luôn. Bán 2 like nhá là chắc chắn hơn 1.000 chiếc rồi, bởi vì cái hôm like thứ hai thì em lại về thêm màu cơ, thế nó vẫn đắt hàng. Thì em nói thật với mọi người là lên đến 2.000-3.000 đó là điều bình thường luôn, và like này ít nhất em phải bán con này phải được 200-300 chiếc. Mọi người toàn chốt áo này thôi à? Áo bò treo cạnh bò phối hồng bao nhiêu tiền? Áo đấy ghi giúp em là áo bò xích 178.000 là mã sản phẩm đắt nhất hiện tại của bên em. Áo 3D này em có hồng này, em có da này, có rêu này, có hồng và có cái màu đen này này. Thậm chí là áo mẫu không có. Cái này là vừa tìm được, còn ba màu kia là chỉ có mỗi một chiếc ở trên móc để làm mẫu cho các chị thôi, mà em phải dặn nhân viên thì mới có ấy. Chứ không thì bọn nó cũng ship hết cho khách không để một cái nào. Gấu hai mặt đen thì em lại vẫn về tiếp, cho nên chị cứ chốt đi. Hiện tại ở đây chỉ còn màu trắng thôi. Quà tặng em có nâu, quà tặng em có vàng và em có trắng nhé. Nói thật là mùa dịch mới đạt được cái cảnh giới là áo sơ mi mà 7X. Áo sơ mi 7X rẻ hơn cả áo phông luôn. 7X. Dạ bột hiện tại em hết và ngày kia em về tiếp nha chị nhá. Xem áo vịt nâu anh ra lấy giúp em con sóc nâu, con sóc đen với con vịt nâu đi anh ơi. Xem áo bò phối với chị á, áo bò phối thì em sẽ dơ mẫu nhưng không mặc nữa nhá, tại vì nãy giờ em mặc mấy lần rồi. Em dơ mẫu nhá. Hết hàng sale rồi. Thế thôi anh. À, gấu sao đấy còn bên em xem nốt anh ơi, chỉ gấu sao đen đấy, bên em xem nốt. Đây. Đây con này đám mây này đắt hàng này, đám mây này cũng đắt hàng này. Hôm nay xem hết rồi các chị đi. Chứ biết đâu mai không bán được nữa thì sao. Ok, Ngô Hoài lên số giúp em đây các chị ơi. Gấu sao này thì em nói thật là mới biết tại sao mà em không treo ở đây nữa không, bởi vì nó còn ít và em không phải là em không bán được, mà em không bán bởi vì tháng này nhà mua nhà chị Linh phải 5-6 đơn là ít. Cảm ơn em nhá. Ok chị Hoa Beo ơi, chị lên thiếu số điện thoại rồi. Em đang mặc quần tắc ta đây mà chị, em đang mặc màu vàng đây chị nè, 88.000 một chiếc. Đây nào các chị này nhìn này. Áo gấu sao này em sale luôn trong live để các chị nghe rõ giá giúp em nhá. 77.000. Ở đâu rẻ hơn 1.000, auto hoàn hàng lại cho em. Ok thân thị trang nhá. Ghi giúp em là gấu sao đen 77.000. Con này đẹp, con này hôm đầu em vẫn bán được, nhưng sau đấy tại sao em không bán? Bởi vì sao ạ? Bởi vì con gấu hai mặt và con gấu chữ nó vẫn đắt hàng. Mà bây giờ bán quá nhiều gấu thì nó sẽ bị loãng gấu. Thế nên là em không bán nữa. Ừ, vịt nâu. Thế là còn chiếc thôi à? Ngố dạ. Thái dài là em đang giảm là 63.000 một chiếc đấy chị. Đúng bằng giá hôm sinh nhật em và không bao giờ rẻ hơn được nữa. Gấu sao đen 77.000 chị nào lấy chốt. Còn ít thôi. Gấu sao đen 77.000 cái hình in to này. Các chị nhìn chà bá luôn này. Rõ từng cái lông của con gấu luôn ấy. Ok chị Mít ướt em chốt đơn, chị Thùy Trang em chốt đơn. Chị Thủy... một áo thun thái là áo gì chị ơi? Thun thái là cái gì? Áo đát thì em không lên được. Ghi giúp em là A1 đen và A1 trắng em không lên được bởi vì đang bị thiếu hàng. Ok chị Thảo Vân em chốt đơn được chưa? Gấu sao đen anh ghi giá đi 77.000. Chị Hoa Beo một áo quà tặng màu trắng thổ đơn em chốt đơn. Một gấu sao đen chị Võ Ngọc Hải ok em chốt đơn. Áo gấu sao đen chị Thùy Trang ok em chốt đơn. 77k giúp em, chị nào lấy chốt luôn nhá. 77.000. Cho nốt điện hàng sale. Rồi tiếp, đám mây thì cũng sale luôn. Bỏ mẫu không bán nữa. Chắc gì mai em đã bán được nữa. Nếu mà không được đi ra ngoài thì có khi là không bán nữa. Áo thun sọc 40k đấy gọi là sát đách kẻ. Sơ mi không phải là sơ mi bò hồng mà là sơ mi bò phối chị ạ. Sơ mi bò phối 113.000 đây. Nhìn giúp em. Đám mây đen sale luôn 77.000. Nha các chị nha. Đám mây đen sale luôn 77.000. Chó hai mặt hôm nay bán 78.000.
bữa vừa nhận được váy của chị, cái gì rẻ rẻ chưa kịp đọc lướt qua mất rồi, nó nhảy mất rồi. Sắt nách không còn đen cũng không còn trắng. Được chưa? Ghi của em mã này là đám mây đen 77.000, chị Thùy Trang em chốt đơn, chị Khánh Ly em chốt đơn. Áo đang mặc mã là 3D hồng 88.000. Đây đang là mã sản phẩm áo phông đắt hàng nhất của bên em. Chị Mít ướt ok em chốt đơn. Chị Lê thì Thùy Trang ok em chốt đơn. Áo chó hai mặt hôm nay bán 78.000, A8 không có size, 60 cân đổ về em nhận đơn. Áo em đang mặc là gì đấy ạ? 3D hồng 88.000. Em nói rồi, tất cả các chị mua hàng cứ mua con này, nhận hàng, kiểm hàng trước khi nhận giúp em, không ưng thì được quyền hoàn hàng lại nha. Áo bò pha hồng đấy ghi giúp em là áo bò phối. Bò phối này này các chị nhìn màu đen này. Riêng áo này các chị mua mặc đôi với chồng, với người yêu đi ra đường không có người hỏi em đi đầu xuống đất luôn. Khách em bảo chứ mặc con 3D và ra đường ai cũng hỏi là mua ở đâu ấy. Đấy khách comment, cái đấy là khách comment chị em không nói. Áo vằn trắng đen đi giúp em là chó vằn, hôm nay bán 83.000 nha các chị nha. Sơ mi bò phối hồng đấy là 113.000, chị Kim Loan 3D hồng và rêu lên số giúp em. Áo chế vai còn mà em đây nè. Chế vai chị còn mà đây nè. Đây còn cả sữa, còn cả trắng và còn cả nâu. Nhưng mà lúc nãy chị lấy xuống mặc là chị quên không treo lại á. 96k vẫn đang giảm là 96k nhá. Áo chó đằng sau chị giá bao nhiêu? Áo chó hai mặt đang giảm là 76.000 một chiếc nha các chị nha. À em cầm là 3D đen giống em đang mặc đây này, nhưng mà màu đen và màu hồng, có cả màu ghi và màu sữa đây này, 4 màu 88.000. Và mỗi màu chỉ có một chiếc ở đây để mặc. Còn con này làm chồng em vừa tìm thêm được một cái nữa. Chị Thùy Linh Nguyễn ok em chốt đơn rồi. Tiếp này, con vịt này hôm nay cũng sale luôn đây này, 77.000 luôn đi. Con vịt hôm nay em cũng sale 77.000 luôn. Được cho các chị ơi, sale hết, không để cái gì nữa luôn. Những ngô mà em chốt đơn, chị Thùy Linh Nguyễn em chốt đơn. Trễ vai chất xô, không phải, trễ vai là chất đuôi, chứ em không biết là chất xô là chất gì cả. Áo 3D có 4 màu mà rêu này, hồng này, da và cái màu đen mà em vừa cầm ấy là 4 màu. Rồi vịt nâu, con này còn mấy cái? Hay chỉ có một cái đây? Đùa. Phải, hai cái á. Con này còn hai cái các chị ơi, ghi giúp em. Vịt nâu 77.000 nhưng mà chỉ còn hai cái thôi. Em tưởng còn nhiều. Chị Tân Thị Cha em chốt đơn, chị Hồng Hải em chốt đơn, chị Phan Thảo Viên Anh Nguyên em chốt đơn. Em ơi chị ơi, còn hai cái nâu thôi chị ạ. 77.000 hết, không về thêm đâu. Khi mà em đã bán cái giá 77.000 thì không về thêm để làm gì đâu các chị ơi. Bộ hoa sữa đang hết hàng rồi. Con này con gì? Con này đám mây cũng sale 77 luôn. Hôm nay là chơi giá. Ok, Lý Hận Lý đâu ok chị Yến Yến. Tiếp. Kiểm tra đơn váy cho đơn polo gọi hotline em ơi. Bộ đào gấu sau lưng, áo này gọi là gấu hai mặt trắng. Còn con này gọi là gấu nổi đen. Gấu nổi đen sale 75.000. Đúng bằng giá em nhập luôn. Bởi vì em bán ra là 89.000. Chị Võ Thị Lý cái hồi đấy là chưa dịch, bán lại một cái áo phông 15.000 là ngon ơ luôn. Thật. Còn 3D không chị á? Còn em ơi, đủ màu bên trên ấy. Không phải còn mà chiều sẽ về thêm. Đây đẹp chưa? Đấy. Quần váy đen nữa chị Yến Yến ok. Sóc nâu, sóc nâu và sóc đen hôm nay bán 78.000 luôn. Anh ghi giá đi. Ok chị An Khánh nhá, lấy thành 3 cái 3D, 1 hồng, 2 đen luôn. Ok An Khánh lên số giúp em. Áo xám chữ đang treo, con này gọi là chữ ghi, hôm nay bán 78.000. Con này gọi là rách ghi, hôm nay cũng bán 70, không, rách ghi em phải bán 79.000. Xem mic phối hồng hết hàng rồi em ơi, vừa sale hết rồi. Sóc nâu hôm nay bán 78.000 đồng. Được các chị ơi, có ảnh mẫu mặc luôn nha. Chữ B hồng hiện tại chị đang bị hết. Được chưa ạ? Chị nào lấy chốt giúp em. Con màu đen 77 là màu đen gì em ơi, mã là gì đi. Chứ nãy giờ bao nhiêu cái 7778 à? Vịt nâu hết nha các chị nha. Set cao cấp không có size đâu. Một size 70 cân đổi mặc được và không có size nha. Được chưa ạ? Ok chị Nguyễn Ngọc, anh ra lấy hộ em có cái rách ghi đây anh ơi. Chị Nguyễn Châu một 3D màu hồng ok lên số giúp em. Rách ghi như còn chục chiếc. À rách sữa em xin lỗi nha. Con này là rách sữa không phải rách ghi đâu. Chị Trịnh Vân Anh ok em chốt đơn. Chị Huyền Nhung ơi, chị comment lại giúp em nhé. Em xin lỗi, con này của em là rách sữa không phải màu ghi đâu, màu ghi đang hết rồi. Chị Huyền Nhung nhá, chị comment lại ô em do em nói nhầm đấy ạ. Được chưa ạ? Rách sữa rồi, anh đã mang vào đâu mà tím. Chưa. Chị Nguyễn Châu áo gấu hai mặt màu trắng ok lên số giúp em. Chị Nhi Nguyễn ok em chốt đơn. Chị An Khánh ok em chốt đơn. Áo nó mặc cho các chị nhìn form hàng này, nó gọi là đẳng cấp luôn. 88.000 ở đâu rẻ hơn thì hoàn hàng lại cho em. Cái này chỗ rẻ nhất người ta bán xỉ cũng phải tầm 100 trên thị trường ấy, em nói thật. Áo này đắt lắm, áo này bởi vì các chị nhìn này. Đấy, em thì cái gì không tự tin nhưng áo phông thì siêu tự tin. Quần legging size M và áo A8 đen rồi nữa. Chị Ngọc Thư em chốt đơn, chị Vân Kiêu ok em chốt đơn đây. Áo này là áo rách sữa nha chị yêu nha. Lúc đấy chị nào comment rách ghi thì comment lại giúp em. Áo phông trắng đi chị, thì hiện tại chỉ có A1 trắng này. Có con này là gấu hai mặt trắng này, còn cái gì trắng nữa không ta? Hết rồi nhỉ. Ok, 6 dĩnh em chốt đơn, chị Nguyễn Ngọc em chốt đơn. Rách sữa 79.000, rách tứa lưa hạt mưa luôn này này mọi người thấy không? Rách 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 rách.
đấy, thấy không? Đó đấy, áo rách mà, áo này là áo rách đấy, không các chị nhận hàng các chị bảo mẹ con này bạn áo rách cho tao này, em xem nào, jean hai màu ok chị, đây áo này gọi giúp em là áo bò phối 113.000, trời ơi, cái giá mà đau lòng luôn đấy các chị, bò phối này 113.000. Áo ghi hàng thứ hai trên xuống đấy. Áo ghi hàng thứ hai trên xuống. Chiều em có gọi hotline để kiểm tra đơn hàng, chưa thể báo lại em gọi lại luôn chị, gọi lúc nào được báo thì thôi nhá. Gọi giúp chị cái. Áo vằn này ghi cho em là chó vằn, hôm nay bán 83.000. Áo ghi hàng thứ hai từ trên xuống này là chữ ghi em ạ. Đầu like em có mặc rồi ấy. Anh ơi xem con chữ ghi của em ở đâu. Cái đấy là chữ ghi, chữ ghi. Còn áo bò trơn không giờ em đang thiếu trăm đơn của khách, đau hết cả đầu, nó hết cả ruột chị ạ. Không hiểu chốt kiểu gì mà thiếu tận 87 chiếc áo đấy. Áo chị đang mặc mã là 3D hồng, các chị nhìn hàng này. Đấy. Thúy Hàng ơi, ghi là A1 trắng nhá, không phải đát trắng em ơi, A1 trắng kèm số này. Con này là 3D hồng đấy, mọi người nhìn em cao 1m6 và em mặc này. Quần em ở đây, áo tít xuống dưới này, thấy không ạ? Gọi trả anh nghe á. Con Huyền về rồi. Vừa về rồi, mai gọi lại giúp em nhá. Bây giờ thì không, 6 giờ là nhân viên đấy đi về, tại vì nó là nhân viên, nhân viên theo kiểu trả lương cứng. Đây này các chị, áo đây, áo chữ ghi đây, hôm nay bán 78.000 nữa các chị, 78.000 nữa các chị. Đây sóc đen đây luôn, sóc đen hôm nay cũng bán 78.000 luôn. Trời ơi, này mời nhìn áo này, 10 gái như 10 cái luôn, xịn sò, hot hit đẹp đẽ như nhau. Áo hồng hà đầu tiên mã là áo chữ thêu hồng nha, rồi em qua mẫu nhá. Đây quần tóc ta em đang mặc đây này, quần tóc ta em đang mặc 88.000 này, mã quần 2 hôm nay bán điên đặng. Bởi vì bình thường bán tận 129, bây giờ có 88.000. Chả có dại gì mà không mua. Em nói thật. Tóc ta có đen có vàng, còn áo quay này là 28.000, em có 3 màu. Áo quay đen, quay trắng, quay nâu, mỗi người lấy 2 chiếc nha. Ít hơn thì không thể bán được vì 28.000. Ok Thúy Hằng, ok chị Nguyễn Hiền. Được chưa? Áo chữ ghi 78.000, chị nào lấy chốt luôn giúp em. Áo sóc đen hôm nay cũng bán 78.000 luôn. Nói thật, mỗi quần tắc ta bây giờ là rẻ hơn được, bình thường em bán là tận 41.000, đúng không? 41.000. Quá mức. Giờ gấu hai mặt trắng đi chị ơi, chị mặc áo ghi đi, anh ra lấy hộ em về gấu hai mặt trắng thôi. Đây này các chị này. Đấy, đẹp không? Xinh không? Ok, Thảo Tú em chốt đơn. Hàng giá rẻ quá nhưng để tiền chống đói, xem like đỡ thèm. Em cảm ơn chị nhá. Ok chị Thảo Tú, vừa có người nhà chị gọi bảo nhận nước hoa là giả chị. Nếu mà là giả, là giả mà em mà là giả thì làm sao mà gọi người nhà chị được? Lừa đảo nhá, bên em không tặng cái gì. Mai em sẽ ghi trên này là nhà em ba đời không tặng nước hoa nhé, cho các chị đỡ bị lừa. Người yêu em còn siêng săn like chị Linh hơn cả em. Phong ông ấy mặc bây giờ toàn mua của chị Linh. Ui thế á, thế á, dùng nick con trai mà mua luôn ấy, hay là dùng nick em để mua? Cảm ơn em nhé. Đây gấu hai mặt đây. Áo xanh rêu kia có màu ghi không? Áo này á, áo này có 4 màu và không có màu ghi em. Có màu đen thôi. Có màu đen này này, ok Thủy Béo. Có màu đen này rất là đẹp và chỉ còn một chiếc thôi đây này. Thủy Béo lên số giúp em áo này này. Màu này có, nói chung là riêng mà bà nào mua cho chồng hoặc người yêu, và ông nào mà đang săn like thay người yêu thì đừng bỏ con này. Khuyên luôn ý, các ông mua áo này mặc cho tôi này. Trời ơi nó đẹp dễ sợ luôn. Con trai mà không mua áo này phí, và kể cả bản thân em là con gái em vẫn thích màu này. Tất cả áo phông của em phải đến 80% là màu đen. Bình thường em thích màu nâu nhưng riêng áo phông thì em hay mặc màu đen. Mình mặc màu đen bẩn không ai biết cả, nó có dính tí gì nó cũng không biết. Chứ còn mặc những màu khác nó hay bị lộ. Mà em thì mặc đồ hay bẩn lắm, kiểu như là cứ làm cái dính hậu đậu nó cứ bắn hết vào người, bắn hết vào áo ấy. Ok chị Ngọc Lệ, ví dụ em mã này là áo 3D đen 88.000. Áo này thật sự 77 cân rồi mặc được. Ai có chồng có người yêu mua đi. Nhưng mà họ còn biết được cả tiền đơn hàng và địa chỉ của em, thì cái này là do bên vận chuyển em. Do bên vận chuyển em ạ. Và chị đang không biết phải làm như thế nào. Bây giờ đang giải quyết, và nếu mà nốt tuần này mà vẫn khách vẫn như thế này thì thôi em sẽ bỏ, em chuyển bên khác em dùng. Ok Nguyễn Hiền em chốt đơn, anh vẫn không nói. Tại phong trước ông ý mua toàn hơn 2x thôi, mua được áo dưới 100 mặc còn mát hơn, sướng hơn là ông ý mua mặc luôn. Cảm ơn em nhé. Đấy đấy mọi người thấy không,
bạn bạn nữ mua xong rồi là bắt nghiện luôn cả bạn nam luôn, cả người yêu cũng nghiện áo phông nhà em luôn. Chị Thanh thêm em chốt đơn, bọn nó bảo sao cơ, mã hóa. Nhưng mà những cái nó đã ăn cắp rồi thì nó vẫn cứ gọi chứ sao. Thế thì bây giờ sẽ phải hỏi khách là những cái đơn hàng, những cái khách mà bị gọi như thế là những khách mua cách đây bao lâu. Còn nếu như mà mới mua thì chắc chắn là nó vẫn để lộ. Làm với ăn như cứt ấy. Bực hết cả mình. Mà list khách hàng nhà em đâu có ít đâu các chị, nhiều lắm luôn ấy. Ok Hồ Minh này, ok Thanh Thiên. Thì list khách hàng nhà em phải đến đầu vạn chứ không phải đầu nghìn đâu ạ. Điên lên mất. Yêu em mã này thế thì nó ăn cắp được bao nhiêu rồi. Bây giờ nó gọi mẹ có khi cả năm đéo hết. Tức trong tới giày của kia em. Một là bọn nó bán, mà hai là người trong đấy, tức là một cái người, một cá nhân nào đấy ở trong đấy nó bán ra bên ngoài. Trong cái giày có kia em không có. Em tìm hàng về chứ tới chứ. Chứ bên em thì không thể nào để lộ được, cái này chỉ có bên giao hàng thôi. Nhưng mà một tức là có thể chủ cái bưu cục đấy người ta không biết, nhưng có thể một cái cá nhân làm thuê, ví dụ em đi làm thuê cho cái công ty giao hàng đấy, nhưng em là người trong cái bưu cục đấy thì em sẽ đăng nhập được tài khoản, kiểu như là em sẽ biết được list khách hàng, xem có thể bán ra kiểu thế. Cho nên là một cá nhân có thể làm ảnh hưởng ấy mọi người. Đây em cũng làm đấy, em cũng nói rồi thì nó bảo là nó mã hóa hết rồi, nhưng mà cái mà nó đã ăn cắp được rồi thì bây giờ nó để nó gọi dần. Tổng muốn sản phẩm á. Một ngày nhà em biết bao nhiêu là đơn. Gấu hai mặt trắng 83.000, cho nên là em chẳng biết làm thế nào mọi người. Em xem áo đen kia vở áo đắt đen này là có mã là A1 và em không dơ đâu nha. Em bán tốt hơn em sẽ bỏ mẫu. Chị nào lấy chốt đi và em chỉ giả nốt đơn cho khách thôi. Được chưa? A1 đen và A1 trắng giúp em. À không, báo em đang thiếu 25 chiếc và phải hủy đơn đấy chị, tại vì không có hàng nữa. Ôi. Áo sóc 78.000. Gọi mấy cuộc bảo bên chị tặng nước hoa các kiểu, sao em bảo số gọi đấy không phải bên chị Linh, xong nó bảo là mày bị mù à mà không thấy số. Đấy. Cái thứ mất dạy nó thế đấy mọi người. Mọi người cứ để nó gửi đến đi, nhưng mà người đừng nhận, người bom là được, sao đâu. Bởi vì bom hàng của người bán hàng chân chính thì mới gọi là mang tiếng, chứ bom hàng của bọn lừa đảo thì bom chết mẹ nó đi chứ làm sao các chị, đúng không? Nó còn báo chính xác mình mua những gì, bao nhiêu tiền cơ thì đúng rồi. Nó là công ty bên, ví dụ bên người của giao hàng nó sẽ nhìn được mà em. Ví dụ nhiều khi bên phiếu hàng của bên chị ấy, có ghi, ok, quang khờ khảo. Em hỏi ví dụ mọi người nhá. Hàng đơn hàng, bên ngoài bên em sẽ ghi là ví dụ đơn này chẳng hạn tên của chị Khoang Khờ Khảo. Lấy những cái gì, một áo 3D, một quần tắc 3, một quần legging. Ví dụ như thế, bên em có cái phiếu hàng mà, có ghi mà. Thì ví dụ như cái hàng này đến cái bưu cục đấy, người ta cầm cái đơn lên, người ta lấy luôn được cả thông tin khách hàng, lấy luôn được cả địa chỉ khách hàng, lấy luôn được cả mã hàng mọi người mua. Là xong. Trên đường vận chuyển, ví dụ trên đến một cái bưu cục nào đấy thì cầm lên nhìn phát thấy luôn, bởi vì bên em có ghi bên ngoài mà. Nhưng mà bọn nó làm sao mà đăng nhập được, được hệ thống được. À, bọn nó làm sao mà đăng nhập được cái nick, cái ấy của mình. Hay là nó ăn cắp theo cái kiểu là nó cầm đơn lên nó ghi, nhưng mà như thế làm sao mà ăn cắp được nhiều thế. Nhưng cái của mình là bọn nó cũng đăng nhập được đúng không? Đây, một like phải chục người. Em lấy áo chị đang mang á. Không, áo này đừng ghi chị đang mang, em ghi giúp chị là áo chữ ghi kèm số nha. Trước đây em đã từng bị rồi, cách đây 2-3 năm bị một lần rồi. Áo chị mặc là sale 87.000, ghi giúp em là áo chữ ghi. Áo này mặc mát và áo này con trai con gái mặc được. Nếu như mà mua áo đôi thì nên mua áo này hoặc là cái áo 3D này, một trong hai màn ảnh. Hoặc mã A1 và hoặc là mã chó hai mặt. Đây là những mã mọi người nên mua áo đôi, rất là hợp. Chị Dung Nguyễn một A1 với legging dài, ok em chốt đơn. Này mọi người nhìn chất này. Đấy. Chị Ngọc Lệ em chốt đơn, thấy không ạ? 87.000 đồng, mặc sướng cuộc đời lắm luôn. Và hình in càng đơn giản thì mặc cũng sẽ càng bền, mặc được lâu đó. Quần shop em đang sale trong line này là 77.000. Hôm nay có tận 4 màu luôn. Có trắng, có đen, có à, hình như đen đang hết. Chờ đen về em sẽ bán nhá. Chị Ngọc Lệ em chốt đơn, chị Dung Nguyễn em chốt đơn. Linh còn về phong báo nữa không? Chắc là không chị ạ, dịch như thế này chắc là không về được nữa đâu á. Bộ 2 giây là bộ gì nhỉ? Em nhận được hàng rồi, đẹp quá chị. Cảm ơn Nhi Nhi nhá, cảm ơn em.
xem áo bò sau á, em sẽ có áo bò phối và em sẽ có áo bò xích. Các bò xích này công nhận đẹp thật, đẹp thật luôn, con bò xích này đẹp lắm luôn đấy, hàng cao cấp, nói chung là tiền nào cũng lấy mặc có sướng cuộc đời, trời ơi phê luôn đấy các chị, nhìn cái hàng này, trời ơi này, chiếc eo này, áo hàng cao cấp mà có sung sướng. Chị Hương Trần em chốt đơn, em mặc nốt cái áo bò này cho các chị xem. Đà Nẵng hiện tại có ship được nữa không anh? Có nha Phạm Thủy ơi, em có ship Đà Nẵng nha. Hai dây Thái bạn hay bán này em có không? Cái này là áo quây. Áo hai dây Thái em hay bán thì là 40.000, còn áo quây này chỉ có 28.000 một chiếc thôi chị ạ. Và em có 3 màu, em có quây đen, em có quây nâu và em có quây trắng, 3 màu đó chị nha. Váy suông thỏ còn không chị? Váy suông thỏ, suông thỏ còn mỗi màu nâu thôi. Để cho các chị xem này, đẹp lắm. Đấy. Ôi, nam cao 1m6 à, cao 1m75 mà nặng 60 cân thì mặc thoải mái chị. Caro không phải, caro gần vàng cốm là cái gì? Đây nhá chị. Cái này gọi là A10. A10 em sale là 108.000, chị đan chữ ghi là 78 chứ không phải 87 đâu. Lấy chị bò phối hai gồ Thái, hai dài Thái, chị Cao Tuyến cho em xin số điện thoại này. Chị đan Ải Nhiên, ok em chốt đơn này. Đan Ải Nhiên, khiếp em đọc cái tên mà em phải nhíu hết cả mồm rồi. Đây là các chị này. Tên rất là kêu. Ghi giúp em mã này là bò xích nha, 187.000, hàng cao cấp. Nói chung là rất là xịn. Con áo tay in đấy là đang hết rồi Linh ạ. Ok chị Hương Gia em chốt đơn này. Ok chị Cao Tuyến em chốt đơn này. Váy thỏ bây giờ chỉ còn mỗi nâu thôi ấy. Đây này. Lúc nãy em sợ anh mang váy thỏ vào đây mà. Đây còn một cái nâu này. Em sale lớp 145.000 nhá. Gấu chữ không biết còn hàng không nhỉ. Áo hồng treo phía dưới là áo nào chị? Đây nhá, thỏ nâu của em đây, sale nốt là 145.000, ghi giúp em là váy thỏ nâu nhá. In full váy luôn. Ok, đan Ải Nhiên nhá. Anh ơi, áo chữ hay là gấu chữ à chị? Áo chữ hay là gấu chữ? Áo chữ thì chỉ có mỗi chữ ghi thôi. Ok chị. Áo chó đen hai mặt 78.000, mà áo chó bán đắt hàng nhất trong tất cả các thể loại áo chó. Là cái chó đen hai mặt đấy, đắt hàng nhất. Bán này tầm 3.000 rồi. Bán đắt hàng lắm luôn đấy. Đến ngày hôm qua mà hàng vẫn thiếu tận 80 con chó đen là mọi người biết rồi đấy. Ok, Trịnh Vân Anh một áo hai dây đen rồi đơn cho chị Vân Anh. Gấu chữ là áo thỏ hồng của cổ đăng hình có không em? Dạ có chị đây chị ơi. Thỏ hồng em bán tặng có 98.000 thôi này. Đẹp lắm. 98.000 em chỉ có 20 chiếc thôi. Chị nào lấy chốt là thỏ hồng nhá. Váy đen gấu bao nhiêu em á? Váy gấu đuôi cá thì là 135, còn váy gấu vẽ thì là 145. Áo bê theo hồng là 88 đây này. Áo thỏ, cổ bẻ thỏ chị ạ, cổ bẻ thỏ nha chị nha. Cổ bẻ thỏ giúp em 98.000, rẻ vật vã luôn. Váy ghi mặc ôm hay suông thế chị? Chị ơi kiểm tra đơn hộ em đặt 4A8 4 cái màu trắng. A8 là cái này này, còn cái mã cũ trước đây là con chó của là cũng là A8, nhưng mà em đang nói là con này hay là cái con chó cũ. Ok, Quỳnh My, con này thì mới bán, làm gì phải kiểm tra đâu em. Hàng đang đi thôi. Con này mới bán mà. Ok, Trần Ngọc Quỳnh My, một cổ bẻ thỏ dồn đơn, em chốt đơn. Được chưa ạ? Xét áo cấp em lên 2 lần rồi, tí mọi người xem lại like nhá. Áo đen chẳng có cổ treo trên cùng, đấy là A8 đấy. Màu sữa và màu đen, 87.000 một chiếc. Đấy đang là áo kiểu đắt hàng nhất của em á. Quần xốp em còn nhá. Băng băng có thấy, quần em mặc là quần tóc ta, hôm nay là 88.000. Giờ xem áo gấu chó áo gấu chó là áo gì? Áo gấu chó là áo gì à mọi người? Thôi em nghỉ nhá, mệt quá. Đói lắm rồi, hoa cả mắt rồi. Đây chị lấy cái váy thỏ này bầu mặc được tất cả váy nhà em đều bầu để mặc được. Nguyễn Cẩm Tú một chữ B hồng lên số giúp em, chị Thanh Thiên một váy thỏ nâu, ok em chốt đơn. Áo chó hai mặt, mã là chó hai mặt 78.000 em nói rồi, đắt hàng nhất trong tất các thể loại chó. Bán phải tầm 3.000 rồi. Và có thêm cả màu ghi này. Nhưng con màu đen này thì tất nhiên lúc nào cũng là nhất. Lúc nào cũng đắt hàng nhất, em đang chưa tìm được ở đâu, em giật mẹ xuống. Này cho các chị xem. Đỡ phải tìm. Áo 3D đen đây chị này. Thật ra là nó đang hết nhưng mà em có hàng để trả cho các chị thì các chị cứ chốt thôi. Riêng áo này em khuyên tất cả các chị cứ mua tặng chồng hoặc người yêu mình một cái. Em nói thật đấy, siêu đẹp luôn.
Con áo A8 trắng mới chị ạ, đợt chị chốt đơn cho em có 3 cái. Thế thì mới, chị bán là mới nhất là hôm thứ tư, hôm nay thứ sáu mà em có gì đâu mà kiểm tra. Em cứ chờ hàng về thôi. Ví dụ em mã này là chó hai mặt đen, hai mặt đen này này các chị này, 78.000. Nếu mà em nói con mới thì con mới chị chỉ bán lần đầu tiên là chị bán hôm chiều thứ tư, mà hôm nay là thứ sáu. Thì chiều thứ tư mà thứ năm bên chị bắt đầu chốt đơn, tức là hôm qua. Thì hôm nay chưa nhận được hàng là bình thường mà, trừ những ai ở Hà Nội thì hôm nay mới nhận được hàng rồi thôi. Chị Lê Hằng ok em chốt đơn đẹp chưa? Chó hai mặt đen kèm số 78.000. Em bảo con này là đắt hàng nhất. Em về rất là nhiều loại chó luôn, chó trắng, chó xanh, chó hồng, chó ghi, rồi là chó in tay các thứ chó luôn, nhưng con này vẫn đắt hàng nhất. Chị Hiền Thanh ok em chốt đơn. Gọi điện chốt đơn giờ, dạ không, mai bên em mới gọi chị ơi, được chưa? Hôm nay muộn rồi, bây giờ là 6 rưỡi rồi. Ok, Phúc An Khang nhé. Chó hai mặt đen, ngố thái dài hoặc là thái ngố, chứ dài lại còn ngố. Ngố dài, đã ngố lại còn dài, chết nữa thôi. Đây này, em sẽ mặc màu đen để cho các chị xem, cho các chị biết đắt hàng như nào. Đẹp lắm luôn đấy. Áo bò em đang mặc gọi là bò xích, 187.000. Chị Lê Hiền em chốt đơn. Đặt thêm cái nữa thì em inbox đi, nếu mà đơn chưa đi thì dồn đơn. Còn nếu em đi rồi thì em lên đơn mới nhá. Quần dài thái bao nhiêu? Quần dài thái của em hôm nay bán 63.000. Ok chị Hồ Minh em chốt đơn. Đây em sẽ mặc con này, đảm bảo các chị chốt đơn này. Con này màu hồng và màu đen là đắt hàng nhất. Sau đấy đến màu rêu và màu sữa. Đây. Con này con trai con gái mặc đều đẹp. Con gái mặc đẹp, con trai mặc lại siêu đẹp. Đây các chị thấy không? Em cao 1m6 và em mặc dấu hẳn quần như này. Các chị thấy chưa? Mặc quần bên trong của em là quần phồng. Xinh không? Đó. Ghi giúp em mã này là 3D đen. Chị Hồng Phương ok em chốt đơn. Áo BB phía sau có quần. Áo BB là áo gì ta? Ok Lê Hằng, chị nào lấy chốt giúp em là áo 3D đen 88.000 đồng. Trời ơi, riêng nói chung mà để mà nói là 3D thì các chị phải lấy một hồng một đen. Mua mặc đôi, đảm bảo các chị mặc đăng ảnh lên, nhiều người hỏi các chị mua lâu lắm. Mẫu áo trên cùng màu be cho mình xem. Trên cùng màu be á, trên cùng màu be đấy là A8 đấy chị. Một tắc ta là 88.000. Trên cùng màu be là A8, mọi người nhìn này. Hai màu này là hai màu đắt hàng nhất. 3D hồng và 3D đen 88.000. Còn con này 87.000, rẻ hơn cả áo phông luôn. Chó hai mặt, ghi rõ là chó hai mặt cho chị Bi Bo ơi. Đây. Cái này là A8 88.000, em chỉ lấy được một cái thôi. Em thấp em chỉ lấy được một màu, em màu kia em không lấy được. 88.000 một con áo này, nhức nách luôn. Một buổi chiều hôm thứ tư và tối hôm thứ tư nhá. Em bán được hơn 400 chiếc áo này. Thì Thu Thảo một ABD hồng, một 3D đen lên số giúp em nhá. Đặt hàng lên số giúp em. Mọi người nhìn này. Ghi cho anh Ngọc với lại đây ghi cho anh cái tải cái 50 nhỉ. Đấy, xinh không? Bá tải là tầm rưỡi. Quá là đắt hàng luôn. Chị Mai Chi ba áo chó đen. Lấy ở em nốt cái con A8 xưa đi. Đây nha các chị. Đây. 88.000 nhá. 88.000. Xong bỏ nó đưa xuống nhá. Chưa? Chị Quỳnh Giang à, 87 không phải 87, không phải là áo 88. Áo này thì là 3D đen, áo này thì là A8 kèm màu, chứ không có áo là áo 88 nha chị nha. Không phải là mã 88. Con này là gì ạ? Con này là, đúng rồi Nari ơi, cái này chỉ có cọc tiền xong lúc nào gửi được thì mới gửi thôi. Linh Thị Nguyễn Thùy ok em chốt đơn. Áo chị mặc là 88.000. Có mã là 3D em nói rồi. Nó đắt hàng đến cái độ mà hôm đầu tiên bán 3 màu, chưa có màu này, bán được hơn 500 chiếc. Shop toàn áo yêu quá, em cảm ơn chị nhá. Ok, Ngọc Lệ em chốt đơn. Yêu nhưng quan trọng là nó rẻ, đúng không chị? Và ai cũng có thể mua được. Từ người thu nhập thấp đến thu nhập cao đều có thể mua được. Thì Thu Thảo em chốt đơn. Đúng không các chị? Thu nhập thấp hay thu nhập cao đều mua được. Bởi vì áo 80.000 thì chắc là một bằng một bữa các chị đi chợ mua thức ăn. Nhưng mà không mua được thịt đâu, chỉ mua được rau củ thôi. Chứ làm sao mua được thịt. Mấy chiếc cũng không có re-ship. Đơn hàng trên 2 triệu thì mới sợ re-ship. Không quan trọng mấy chiếc cả nha. A8 sữa và A8 đen, trời ơi, chuẩn rẻ nên mới tốn nhiều. Em cảm ơn chị, em bảo mọi người này. Cái màu này là cái màu mới, đáng nhẽ ra là hôm nay em sẽ tập trung bán, nhưng vì hôm nay lại thiếu màu đen cho nên là em mới không bán á. Đây này. Đấy, mặc này cho em, trời ơi. Thôi mặc luôn cho các chị xem nốt. Xem này, đẹp phai luôn. Ủa thế các chị không đi nấu cơm, nấu nước gì à? Áo chị mặc có kèm mũ không? Không có mũ đâu. Hôm qua shop gọi mình không nghe được điện thoại, đơn của chị lên chưa? Đơn shop gọi mà không nghe thì là mất đơn rồi, đặt lại giúp em. Gọi không nghe là bên em hủy đơn mà.
A8 á, 77 cân đổ về mặt. À quên không, em xin lỗi. A8 là 60 cân, còn 3D thì mới là 77 cân nha các chị nha. Áo quay em đang mặc là 28.000 một chiếc. Rất là xinh, rẻ vãi cả nhìn trưởng luôn. Áo Adidas trắng là A1 79.000 và em không mặc mẫu bởi vì cái đấy đang hết hàng rồi. Em chỉ giả nốt đơn cho khách thôi, chắc là cũng bỏ mẫu thôi. Này các chị nhìn này. Váy thỏ em còn mẫu màu nâu thôi. Trời ơi, quần xốp bò này. Quần xốp bò mặc với áo này này, ai cũng có thể mua được. Sao em toàn được nhắn tin Facebook không thể gọi? Em là khách quen thì bên chị sẽ không gọi, khách lạ thì mới gọi. Khách nào mua mấy lần thì bên em không bao giờ gọi nữa, chỉ nhắn tin thôi. Gọi nhiều mất thời gian của khách mà lại kiểu không lưu được thông tin này kia. Đối với khách quen thì bên em không gọi đâu. Áo xốp đẹp lắm, rẻ còn chất lượng, mua qua mới nhận 5 em yêu luôn. Em cảm ơn chị Hồng Ngọc nha. Em không có Shopee đâu ạ. Ok, Ngọc Lệ đẹp chưa? Quần này ghi cho em là quần xốp bò 77.000, em nói rồi đâu, rẻ hơn 1.000 thì hoàn hàng cho em. Áo này ghi giúp em là áo gì ạ? Áo này ghi giúp em là áo A8 sữa. Bán 400 chiếc trong một ngày thì các chị biết nó không phải là tầm bình thường. Bởi vì con này nó rẻ, mặc nó xinh, nó yêu, ai cũng mua được. 60 cân đổ về em nhận đơn, quần em mặc 70 cân mặc được, nhìn hàng xịn xò nhai. 77.000. Ghi giúp à 777 7 gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Cái gì đấy? Mày nói là mày đều từ bé. Xin lỗi mày, tao đây cũng khốn nạn từ trong bụng mẹ, thế nên đừng đùa với tao. Là cái gì đây trời? Cái gì đây? Comment này là comment gì đây? Quần xốp bò và A8 sữa, chị mẹ Cubin lên sổ giúp em nhá. Được chưa? Lên sổ giúp em nha các chị nha. Áo chó đằng sau bao nhiêu? Chị đặt A1 màu trắng, quà tặng màu vàng. Ok chị. À, chị đặt A1 màu trắng và quà tặng màu vàng. Ok chị, vèo vèo nhá. Áo cao 1m65 thì mặc sẽ cộc đấy, hơi cộc đấy, không phải tự mặc nó sẽ lên như này, nó ngang cặp quần. Thật ra là cộc thì cũng phải là cộc đâu, với cái kiểu áo này là sẽ mặc với quần cặp cao chứ không phải là mặc với quần cặp thấp. Và em thấy bây giờ chị Văn Lý Hồng lên số giúp em. Và em thấy bây giờ mọi người toàn mặc quần cặp cao là chủ yếu mà, cũng ít người. Thật ra là ai phải dáng siêu đẹp thì mới mặc được cặp thấp thôi. Chứ còn như mình bình thường các thứ không mặc được cặp thấp, cặp thấp mặc nhìn nó sẽ rất là lùn. Ví dụ em là A8 đen và A8 sữa nha, 87.000 đồng, em xin lỗi, con này là 87 nhá. Còn con này là 77, con này là 87, ok chị mẹ Cubin. Đây này, hai bên có túi này, quần này là quần xốp bò, em mới về màu này xinh lắm. Áo đấy nam 77 cân đổi mặc được, mã là A1 nha chị Quỳnh My ơi. Ok, Văn Lý Hồng này, em cao 1m6 và nặng 49 cân. Áo này của em là 60 cân đổi về em nhận đơn này, 60 cân đổi về thì em nhận đơn. Còn em là tính tròn là 50 cân nha các chị. Áo trong em mặc 3D hồng rồi đơn, không phải áo trong mà chị giúp em là áo quay đen 3D hồng, áo bên trong là áo quay đen. Sơ mi trắng hai túi đấy là quà tặng, quà tặng này xem nó là 76.000. 76.000 đồng nha các chị nha, 76.000. Chị đa nải nhiên, ok em chốt đơn. Xốp bò còn màu gì? Em có cả xốp này, em có cả nâu nữa này, em có cả trắng nữa này. Nhưng mà với cả có cả đen, nhưng mà đen thì đang hết, bây giờ chỉ còn trắng, nâu và bò thôi chị ạ. Rồi ai lấy A8 nữa chốt giúp em nhé. Hai màu sữa và đen. Em phải nói là nó quá đắt hàng luôn đấy các chị. Nó quá đắt hàng luôn đấy. Còn áo vịt nâu lúc nãy em sale nó là 77.000 đấy chị. Còn có hai cái thôi. À em đang mặc mã là A8, quần xốp bò. Cái này là quần xốp bò, cứ đúng cú pháp. Quần xốp bò, màu này là màu mới tinh luôn đấy. Màu mới tinh luôn đấy các chị. Hôm trước người ta sale cho em màu nâu với cả màu đen. Hôm nay người ta sell cho em cả màu bò nữa. Mà không ngờ màu bò đẹp thế luôn á. Áo này là quà tặng 76.000. Xốp bò em bao vừa đến 70 cân. Và chị tất cả quần nhà em này, quần xốp bò này, quần xốp bò này, quần tắc ta này, quần váy này, đấy đều 76-70 cân đổi về mặc vừa hết. Đây áo quà tặng này các chị thấy không? Em mặc cái áo quay đen ở bên trong nhưng nó không hề bị lộ, không hề bị lộ. Mà khi mọi người mặc thì mọi người không cần phải mặc áo quay làm gì. Đây là vì em đứng thay đồ trước mặt các chị thì em mới mặc thôi. Đấy, mặc lại áo quần xốp bò đẹp chưa? Còn bình thường thì mình đừng mặc áo quay bên trong nữa nhé. Mình chỉ mặc áo ngực bình thường thôi nha các chị nha. Là ok đây, ví dụ như em cởi xuống thì là nó không có cái áo quay nữa thì nhìn nó sẽ ok hơn. Đấy, tự nhiên thêm cái áo quay vào đây. Sơ mi phối màu hồng bao nhiêu? Sơ mi này ghi ra là sơ mi bò phối 113.000. Xốp bò 60 cân thoải mái nha chị nha. Rồi chị nào lấy thì chốt giúp em là quà tặng trắng này, quà tặng vàng này, quà tặng nâu 76.000. Áo quần em đang mặc là quần xốp bò 77.000. 77 cộng 76 là được cả set rồi. Một áo quay đen chị, bi bo em chốt đơn. Áo quay em có cả trắng, có cả bò nâu.
thì em nghĩ là mỗi người nên lấy một đen một trắng là hợp lý nhất. Đây ví dụ như là hôm nào mà có một cái áo voan tơ nào mỏng quá thì mọi người mặc một cái áo cái quây ở đằng trong kiểu thế. Còn nếu không thì mặc mùa đông thì mặc bên trong của cardigan các thứ ấy. Ok, Dương Luyện em chốt đơn. Chị có áo bò không á? Chị có áo bò phối nè. Chị có bảo hôm nay có bò phối và có bò xích. Còn mấy cái bò cũ thì hiện tại em đang hết toàn bộ rồi. Ok, chị Huỳnh Hồng em chốt đơn. Đơn của em đặt từ lúc nào đấy Giang ơi? Em đã nhận hết đơn cũ chưa? Đơn của em đặt từ lúc nào ấy? Còn áo hở vai không? Còn em mặc áo trễ vai, chị đang xem mất là 96.000 thế này. Trễ vai trắng, trễ vai sữa và trễ vai nâu, sale 96k. Sale 96k, đây này. Con này bán phải tầm 500 chiếc rồi, đắt hàng dã mà. Từ hôm đầu đã bán gần 200 chiếc mà. Ok, Huỳnh Hồng em chốt đơn. Hai ngày rồi không thấy ai chốt thì đặt lại giúp chị nhá. Chắc là bị sót ấy. Hoặc là em có đơn nào em chưa nhận không? Có quần legging dài không? Dạ em còn. Legging thái dài hôm nay em sale là 63.000. Đây à, trễ vai đây. Trễ vai nhà em thôi không cần khen nữa nhỉ các chị nhỉ. 96.000 đồng. A8 của em là 87.000 đồng. Ok, mẹ bé su kem em chốt đơn. A10 của em sale là 118.000 đồng. Được chưa ạ? Đau lưng đấy nhỉ. Đúng quá. Chị bé bé ok em chốt đơn. Chị mẹ bé su kem ok em chốt đơn. Lên áo phông con sóc đi chị. Áo phông con sóc á. Đây nè. Áo phông con sóc đây nè em. Ở đâu nhỉ? Đây xem nó là 78.000 đây này. Đây. Không cần len nó ướm đây là mọi người nhìn được rồi mà. Đấy, 78.000 hình in nét nền nền. Trễ vai nhận được hàng đẹp mà rẻ shop ơi, em cảm ơn chị Trang Lê nhá. Đấy. Quần em mặc còn là một có mã là quần shop bò. Ok Giang Thị. Quần shop bò 77.000. Trời ơi, hàng hóa gì bây giờ. Những cái hàng trước đây toàn bán đầu trăm thì bây giờ toàn 7x, 8x sợ quá. Tối nay chắc là em không like đâu chị ạ, vì chẳng có hàng gì mới để like ấy chị. Bán đi bán lại mấy cái này em cũng chán á. Tối nay em không like đâu. Mà chưa chắc là mai đã like được nữa ấy. Cấm thì cũng không like được. Nếu mà người ta cấm gửi hàng thì cũng không like được. Này đẹp chưa? Xinh không? Đấy, hai cái này giống màu vãi luôn. Con này là 9, con này là 10. Hai cái này này, mọi người nhìn này. Đấy, nhìn này mọi người không phân biệt nổi. Hai cái màu này nó giống nhau kinh điển luôn á mọi người. Ví dụ em mã này là trễ vai nâu và cái này là xốp bò. Xốp bò và trễ vai nâu. Quá đẹp. Đấy, hôm nay mặc áo quay không cần phải kéo dây xuống. Xinh nhớ quá chị. Đấy. Quần em mặc Thúy ơi. Mày lấy cho chị cái quần xốp này cả. Ở đây, ngoài kia còn cái nào màu đen không em? Ở đây chỉ có nâu với bò thôi, thiếu trắng. Mày lấy cho chị cái trắng và cái đen. Ok, chị Nguyễn Thị Yến em chốt đơn. Đây này các chị này. Đây màu này là màu nâu này, màu này là màu bò này. Có đen mấy trắng để em bảo nhân viên em lấy xem còn không. Còn à, đây. Đen đây này các chị này. Đen này. Nhưng mà đen chắc chắn là đang thiếu đơn. Đang thiếu 7 mấy con, chắc ở đây kiểu là chưa chia được hết ấy. Thiếu hàng này thì không chia được hàng kia. Chị Đặng Quyên ok em chốt đơn đây. Đây nha các chị nha, này, quần xốp trắng này, quần xốp nâu này, quần xốp đen và quần xốp bò 77.000 mặc về áo trễ vai. Áo đang mặc có tận 3 màu, 96.000 đồng. Chị Ngọc Bùi ok em chốt đơn, chị Đặng Quyên ok em chốt đơn, áo chị mặc có 3 màu cơ em ạ. Có 3 màu cơ đây này. Phong hồng dãy thứ 2 này có mã là 3D hồng đấy, mà công tác hàng nhất hiện tại đây. Đây. Đây các chị nhìn rõ không? Đấy, ví dụ như màu trắng là có thể mặc với quần màu bò, hoặc áo màu nâu là có thể mặc với quần xốp màu trắng. Quần xốp hôm nay là 77.000. Em có trắng này. Đấy. Trắng này. Nâu này. Đen này và bò như em đang mặc. Còn trễ vai thì có sữa này. Trắng này, nâu này, 96.000. Cho chị hai sóc, một trắng và đen chị Minh Tuyền ơi, cho em xin số điện thoại nhá. Cho em xin số nhá chị Minh Tuyền ơi. Nhọn thư thấy em không chị có thấy nhá. Còn xét bộ không xét gì à chị ơi? Xanh và hồng đấy á. Cái này gọi là bò phối. Bò phối. Bò phối xanh và bò phối hồng. 100 áo em xin lỗi. Cái đấy chỉ ghi là bò phối thôi, nó chỉ có một màu thôi. Bò phối bao nhiêu nhỉ? 113.000. Xong là quần xốp này là 77.000. Trễ vai này là 96.000. Chị Thu Hiền một quần xốp trắng, một quần xốp đen lên số giúp em nhá. Xinh nhỉ. Con này mặc đóng thùng cũng xinh lắm. Con này mặc với quần tắc ta cũng xinh lắm luôn á mọi người. Xinh dã man luôn á.
Cho em xem áo thun màu xanh. Cho em xem áo thu. Áo thu là áo gì? Áo cúc em lên rồi, áo cúc em lên từ nãy rồi. Áo cúc lên nãy rồi chị ơi. Cho em xem quần đây, quần chị đang mặc cái này, gọi là quần xốp bò. Quần xốp bò 77.000, giá quá là xinh luôn này. 77.000 cộng 28.000. Tiếng máy của chị cứ tưởng phòng em có muỗi. Đấy. 77.000, ví dụ mùa hè mặc set này là quá là ngon nghè. Kể cả không có ngực mặc vẫn xinh nha các chị nha. Áo quay không cần phải có ngực. Áo quay không có ngực mặc vẫn bình thường. Vì nó là kiểu như nó sát vào ngực như này này. Mọi người mặc mấy cái áo ngực không dây là được nha. Rồi tiếp lên cái gì nữa hả mọi người? Một quay trắng là chị Nguyễn Hiền, ok. Quay này là 28.000. Em có quay nâu nè, quần xốp. Cho chị Hồ Thùy Linh lên số giúp em này. Quay nâu nè, đấy. Em có quay trắng nè, em có quay đen nè. Sơ mi sọc, cái đấy là A10 sell nốt là 108.000. Áo Burberry đấy, sell nốt là 108.000. Rồi các chị hỏi gì nữa không nè? Màu bò đẹp nhỉ, màu bò nhìn phê nhỉ. Đấy các chị thấy không? Đó, xinh nhỉ. Quần xốp trắng, chị Hồ Thùy Linh lên số đi ạ. Chưa có số điện thoại đâu ạ. Không có số điện thoại thì máy tính nó không thể in ra đơn được. Mặc áo quay thì bên trong mặc gì? Thì mặc áo ngực không dây. Hoặc là em, nếu mà em có ngực thì em dùng cái miếng dán ngực. Còn nếu không có ngực thì em mặc áo ngực không dây là được. Chị Quỳnh Mai em chốt đơn, chị Phương Anh em chốt đơn. Hoặc em mặc có dây nhưng em thay cái dây trong ở đây này là được. Chị Dương Huyện em, Dương Luyện em chốt đơn, chị Huỳnh Hồng em chốt đơn, chị Phương Anh em chốt đơn. Quần đó có đen không? Đủ màu luôn chị ơi. Nhưng mà thật ra là màu đen đang thiếu hàng ấy. Đây, màu đen này, mọi người nhìn này. Màu đen này. Đấy. Màu nâu này, ui rồi mặc cả đen này là cả cây đen này là gầy lắm luôn đấy các chị. Đấy. Màu trắng này, màu trắng này. Và màu gì ạ? Màu nâu này, đủ màu luôn. Chị Huỳnh Hồng ok, chị lên số giúp em, chị Hồ Thùy Linh em chốt đơn. Phông váy là cái gì chị ơi? Em có cái này này. Em có cái này còn hai màu, con này em bán rất là đắt hàng. À, không phải, con này. Váy gấu vẽ đen và váy gấu vẽ sữa nhá. Váy gấu vẽ 145.000. Quần váy của em vẫn đang giảm là 95.000 một chiếc. Quần váy của em vẫn đang giảm là 95.000 một chiếc. Đây này các chị này, hai màu này. Quần váy này em phải bán đến tận 7.000 chiếc rồi. Bán tận 7.000 chiếc rồi, đắt hàng lắm luôn ấy. Quần xốp bò trắng rồi đó chị Ngạ Trang Subo ok. Á quay nào chị Dương Luyện ok. Đây này, quần váy đen và quần váy trắng nó quá là đẹp luôn này. Ví dụ màu trắng mặc với áo quay đen này. 95k trong khi đầu mùa bán 129.000. Thật sự luôn đó mọi người. Không biết bán hàng sao luôn á. Không biết bán làm sao luôn đó mọi người. Váy dây mặc ở nhà em không có chị ạ. Quần xốp nâu rồi đó chị Phạm Thảo ok em chốt đơn. Quần xốp đen size S và áo bò phối 113k cho chị Phạm Thị Hàng em chốt đơn. Quần váy đen cho chị Giang Chẩu ok em chốt đơn. Quần xốp một bò hai nâu chị Hồng Tây ok em chốt đơn, lên số giúp em nha. Chị Hồng Tây ơi lên số giúp em nha các chị nha. Đặt hàng lên số điện thoại giúp em. Em có áo này đang sale này. A16 này 88.000. A16 con này bán trước đây em bán quá là nhiều rồi. A16 8 xeo 88.000, chị nào lấy thì chốt nha. À tiếp này, bộ này em có cái bộ này rất là xinh, chết rồi lúc nãy vừa cầm ở đây rồi. Em có cái set xinh lắm ấy, em để đâu rồi? Em để đâu nhỉ? Set gì xinh lắm luôn đấy mà em không biết em để đâu rồi. À áo này em cũng xeo luôn này. Áo này xeo luôn nha các chị nha. Cái này ghi giúp em là mã này là mã A15 xanh. Cái này sẽ gọi là A15 xanh. Anh ơi con này gọi là xanh gì anh biết không? Xanh gì nhỉ? Xanh lơ. A15 xanh lơ em sale luôn nhá, 80.000. A15 xanh lơ 80.000. Váy polo còn đây, còn có ghi thôi. Sell luôn 120.000. Váy polo sell luôn 120.000. A16 màu cốm, ghi rõ là màu cốm nha Trang Anh ơi. Đây. Váy polo này còn mỗi ghi thôi. Còn cái xanh mà em vừa cầm là mã của nó là A15 xanh lơ. A15 xanh lơ là sell 80.000 nhá. A16 thì đây em này. A16 còn cả nâu và trắng luôn đây này. Còn cả nâu và trắng sell 88.000. Đây. A16 là còn cả nâu và trắng sell 88.000 nhá.
A15 thì chỉ còn xanh lơ thôi. Chị Phượng Lê, ok em chốt đơn của shop bò rồi luôn. Chị Ngọc Hồng Nguyễn lên số giúp em. Đây này các chị nhìn này. Đấy, được chưa ạ? A16 nâu, A16 trắng và màu cốm, 88.000. 88.000 đây này, các chị nhìn rõ không? Đó, 88.000, 65 cân đổi về mặc được. 65 cân đổi về mặc được. A15 hết rồi các chị ạ. Rồi còn ai hỏi gì nữa không ạ? À đây, áo cúc đây, áo cúc của em đâu rồi? Áo cúc của em rất là đắt hàng đâu rồi, trời ơi. Tức nhỉ. Đây nè, áo cúc của em đây nè, đắt hàng lắm luôn này các chị. 67.000, ai chưa có thì tranh thủ mà mua này các chị ơi. Em sẽ mặc nốt màu này đi. Chị Ngọc Hồng em chốt đơn. Chị Phương Quỳnh em chốt đơn lên số giúp em. Sơ mi bò em lên rồi chị ạ. Ôi các chị không cơm nước gì ạ, các chị muộn lắm rồi ạ. Này, mọi nhìn này. Đấy, xinh không? Xinh không các chị? Đó, đẹp chưa? Ghi giúp em mã này, đây là em đang mặc áo ngực không dây và mặc thêm cả cái áo quây nữa. Còn bình thường mặc áo cúc thì mọi người cứ mặc áo ngực có dây đi cho nó đẹp. Đây là em mặc cả áo quây này, cả áo ngực không, cả áo ngực mà em bỏ dây ra chứ thật ra nó vẫn là áo bình thường em hay mặc ấy. Đấy, đẹp chưa? 67.000 em có áo cúc nâu, 67.000 em có áo cúc trắng, em có áo cúc vàng, cúc hồng và cúc đen. Cúc đen là đắt hàng nhất, lúc nãy có mặc mẫu rồi nhưng mà bỏ xuống rồi, bây giờ không biết ở đâu để tìm nữa. Em không biết em để đâu rồi nhá. Áo cúc kèm màu kèm vân toàn, em vừa phải đặt thêm màu nâu để bán nốt, nhưng à vừa đặt thêm màu đen. Đang xem quần nào cứ dụ người ta đi nấu cơm. Nhà em đang thắc mắc là các chị không phải nấu cơm hay gì mà giờ này vẫn xem livestream hay là vừa nấu vừa xem. Ví dụ em là áo cúc nha. Áo đắt là A1 79k. Không phải là sơ mi xanh ngọc mà là A15 xanh lơ. Tối nay em không like đâu chị ơi. Chiều nay em like là em cố lắm này, em chán em chẳng muốn bán hàng. Tối em không like nha. Các chị muốn chưa xem được có thể vào xem lại like rồi vẫn đặt bình thường. Tối em like thì cũng chỉ like đi like lại mấy cái sản phẩm này thôi. Thì các chị tua đi, các chị tua xem nhanh hơn ý. Để thời gian vừa tua, đoạn nào không thích thì mình lướt qua là xong. Chị Ngọc Lê em chốt đơn, chị Ngọc Hồng Nguyễn em chốt đơn lên số giúp em nha. Lên số giúp em. Còn ai chưa có áo 3D thì tranh thủ chốt nha. Còn ai hỏi gì nữa thì hỏi nốt giúp em để em nghỉ ạ. Em tắt nha, 7 giờ kém rồi. Em nói thật em đói hoa mắt rồi. Áo cúc đen, áo cúc hồng, áo chữ 3D hồng của chị Trang Huyền Trần, ok em chốt đơn. Được chưa? Bye bye mọi người nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Bây giờ em tắt nha. Ai có đơn rồi thì nhớ inbox địa chỉ vào trong cái page này giúp em, địa chỉ mã hàng mọi người lấy. Chiều cao cân nặng của mọi người thì càng tốt. Rồi ngày mai sẽ có nhân viên bên em chốt đơn gửi hàng. Còn đơn hôm nay thì không thể chốt được nữa vì hôm nay 7 giờ kém, bây giờ nhà em nghỉ rồi nha. A16 tầm 65 cân đổ về thêm ạ. Ok chị Bông Bông em chốt đơn lên số giúp em. Ok chị Nguyễn Hằng em chốt đơn. Em cao 1m6 và nặng 48 cân. Ai có đơn nhớ chủ động inbox địa chỉ, số điện thoại, mã hàng và page này và nhớ bấm thích Trang để có thông báo với lần livestream. Thứ hai nữa là nhớ để ý tất cả các số chốt đơn của bên em, nhà em là ở trên ảnh bìa. Những số đấy thì mới là bên em, còn tất cả những số khác thì đều là giả mạo. Các chị nhớ nha. Mọi người em cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Em tắt nha.